Hồng lão dẫn đốt đan điền, lúc này mạnh mẽ đè khí thức xuống, cả người giống như bóng cao su bị hút hết khí, uể oải đứng lên. Nhị lão khác cũng cả người là huyết, nguyên lực hiển nhiên cầm cự không nổi, có loại cảm giác như mặt trời sắp lặn, nỏ mạnh hết đà. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói, chém đầu xuống rất mạo phạm, bất quá như vậy đi, ta miễn phí thay Vi Thanh đại nhân bạc toán một lần, để cho đại nhân có khả năng nhìn lén mệnh đồ, gặp dữ hóa lành. Coi như thay Ninh Khả Vi hướng đại nhân ngươi bồi tội. Vi Thanh phát lạnh, khiển trách. Câm miệng, mạng ta không do trời, Đoan Mộc Hữu Ngọc, ở trước mặt bổn tọa thu hồi bộ dạng giả thần giả quỷ kia của ngươi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng không tức giận, mà cười nói. Ai ai, xem ra đại nhân không tin số mệnh, cái này liền khó làm. Vậy không bằng ta ngươi đánh bạc một ván, nếu ta may mắn thắng, để ta hoàn chỉnh mang Ninh Khả Vi đi. Vi Thanh thấy hắn cố chấp như thế, nội tâm càng tin tưởng vững chắc có âm mưu, lạnh lùng nói. Ninh Khả Vi là ta giết, thi thể là chiến lợi phẩm của ta, vì sao bổn tọa phải đánh cuộc với ngươi? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói. Vi Thanh đại nhân rất già mồm át lẽ phải a? Nói như ngươi, hiện tại thi thể của Ninh Khả Vi ở trong tay ta, phải là của ta đi. Sắc mặt Vi Thanh phát lạnh, lạnh lùng nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc, ngươi cũng là thánh vực ban thưởng phong hào vũ đế, nên phối hợp thánh vực, ổn định thế cục đông vực, để tránh cho thiên hạ rơi vào dung chuyển. Vì sao muốn nghịch thiên, từ đó phá hư? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Vi Thanh đại nhân nói lời này thật chính khí nghiêm nghị, xin hỏi mấy vị chấp chính khác của thánh vực có biết không? Vi Thanh hừ nói, bổn tọa hành sự chẳng lẽ còn phải thông chi bọn họ sao? Đợi thế cục đông vực ổn định lại, tự nhiên sẽ báo cho bọn họ một tiếng. Lẽ nào ngươi cho rằng lấy thân phận của bổn tọa, còn không thể đại biểu thánh vực sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, đương nhiên có khả năng đại biểu, chỉ là bản công tử không rõ, mang thi thể Ninh Khả Vi đi cùng mục tiêu to lớn của đại nhân có quan hệ gì? Vi Thanh nói, đương nhiên là có. Quan hệ trong đó chẳng lẽ phải hướng ngươi tiết lộ sao, như vậy đi, nếu Ngọc Công Tử cũng tới, vậy thì làm trợ thủ cho bổn tọa, thay ta dẹp yên những dư nghiệt này, thi thể Ninh Khả Vi ngươi có thể mang đi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói. Vi Thanh đại nhân nói đùa, huynh muội ta chỉ là ra đây du ngoạn, giải sầu một chút mà thôi, chuyện đánh đánh giết giết này làm không đến. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua sắc trời nói. Thời gian không còn sớm. Huynh muội ta đi trước một bước, không đi liền không còn kịp rồi. Không còn kịp, có ý tứ gì? Vi Thanh sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống quát. Cản bọn họ lại. Sáu gã quỷ tu la gào thét xuất thủ, trên thân mỗi người dâng lên yêu khí ngập trời, thoáng cái thực chất hóa, ngưng tụ thành lưới lớn rậm rạp chằng chịt, trực tiếp bao vây Đoan Mộc Thương lại. Trên mặt Đoan Mộc Thương hiện lên kinh sắc, nhưng tịnh không sợ hãi, có vẻ thập phần bình tĩnh. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm tay bắn ra, một quang mang hưu một tiếng, bắn về phía Vi Thanh. Sắc mặt Vi Thanh băng lãnh, vươn tay ra, là một cây ngọc ký, phía trên ánh huỳnh quang lưu động, có mấy đạo ánh sáng màu vàng tụ lại, chậm rãi tụ thành bảy chữ thân này giữa thái hư không gian. Huyền thần giám. Hừ, bổn tọa cũng không tin ngươi giả thần giả quỷ. Vi Thanh vận lực, nhất thời phanh một tiếng, đập tuyệt ngọc giám, chấn động hóa thành bột mịn tiêu tán. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Nhưng ta tin a, ai, không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Toàn bộ thân ảnh của hắn thoáng cái hóa thành lưu quang bay vụt, lăng không vỗ một trường. Ầm ầm, sáu gã quỷ tu la ngưng tụ yêu khí kết giới đột nhiên bị ép tới biến hình, như là bọt nước, mọi nơi hoảng động, nhưng không thể phá. Đoan Mộc Thương ngửa đầu nói. Ca, sáu con quái thú này thật mạnh. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ấn quyết trong tay biến đổi, ở lòng bàn tay hiện ra một vẻ kim quang, hóa thành một văn tự cổ quái, mạnh mẽ đè xuống. Uông! Vô số kim quang tuôn ra, thoáng cái đem kết giới biến thành kim sắc, sau đó phanh một tiếng nổ lên. Thân thể sáu gã quỷ tu la chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Đi! Đoan Mộc Hữu Ngọc niệm thần chú, kinh khí từ trong tay bay ra, trực tiếp vỗ xuống. Nhất thời một đoàn bạch vụ bao lấy Đoan Mộc Thương cùng thủy nguyên tố biến hóa, không ngừng lên không, đồng thời hóa nhạt. Vi Thanh giận tím mặt, quát. Đoan Mộc Hữu Ngọc, người dám công nhiên cãi lời ta. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Không phải ta cãi lời đại nhân, mà nơi đây thật là đất thị phi, ở lâu sẽ bất lợi,
không bằng chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Phi Thanh lạnh lùng nói. Có bổn tọa ở đây, tại sao bất lợi? Siêu Kim Lương, ngăn hắn lại, nhất định phải phá hủy thi thể của Ninh Khả Vi. Đoan Mộc Hữu Ngọc hơi biến sắc, một trường vỗ tới Bạch Vũ nói. Ngươi đi trước. Đoàn vũ khí ở trên không trung phiêu đáng, muốn tiêu thất tại chỗ. Ngọc công tử, đừng phí công. Có ta ở đây, người muốn mang Ninh Khả Vi đi, đó không phải là chê cười sao? Siêu Kim Lương vỗ táng vân thú, nó nhất thời giống to một tiếng, nơi sóng âm đi qua, không gian xoáy lên, kết thành từng màn khí, toàn bộ không gian bị ngưng lại. Đoàn khói trắng cũng bị đánh sơ xác, thân ảnh của Đoan Mộc Thương cùng Thủy Nguyên Tố hiển lộ ra. Siêu Kim Lương bước ra một bước, trong nháy mắt lấn người mà lên, một chưởng liền đánh. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc âm trầm như nước, trên người lóe ra ánh sáng, một thanh ngọc xích hiện lên ánh sáng ngũ sắc gõ tới. Phanh! Chỉ một chiêu, chấn đến thiên địa lắc lư, hai người đồng thời lui lại. Giống! Táng Vân Thú hét lớn một tiếng, hung ác lao lên, phù quang trên người bắt đầu khởi động, thể tích không ngừng hóa lớn. Trong chớp mắt liền hóa thành mãnh thú cao hơn 10 trượng, vung móng vuốt vỗ tới Đoan Mộc Hữu Ngọc. Ầm ầm, toàn bộ không gian thoáng cái nghiền nát, Đoan Mộc Hữu Ngọc cùng Đoan Mộc Thương trực tiếp rơi vào phong bạo. Táng Vân Thú mạnh mẽ rít gào một tiếng, thiên địa kịch liệt chấn động, vô số không gian như mặt gương, từng cái vỡ tung, thân ảnh của Đoan Mộc huynh muội lần thứ hai hiện ra, bị âm ba lực oanh đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt Đoan Mộc Thương tái nhợt, Thủy Nguyên Tố biến hóa ở một trường trước đã nát tan, chỉ có bản thân mình bảo vệ thân thể Ninh Khả Vi. Siêu Kim Lương khẽ cười nói. Ngọc công tử, những năm gần đây tựa hồ không tiến bộ bao nhiêu nha. Cách mấy ngàn dặm, trên một đỉnh núi. Trên một tảng đá bóng loáng như ngọc, nằm nghiêng một gã nam tử, an nhiên nhập định. Vóc người nam tử thon dài yêu mỹ, đường viền ngắn gọn trang nhã, tử sắc trường sam cho người một loại cảm giác tinh thần phấn chấn. Hắn lẳng lặng nằm ở đó, giống như một pho tượng tuyệt mỹ. Đột nhiên không gian rung động, tử bào quanh thân nam tử hơi run, lông mày hắn không khỏi nhăn lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sáng như nước, như là một biển rộng. Hiu! Cũng không thấy hắn làm gì, tử quang lóe lên, trong khoảnh khắc đã đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn Hồng Nguyệt Thành xa xa. Ngạch, là đại cẩu Diêu Kim Lương ở đó kêu loạn, hắn cũng tới sao? Nam tử nhíu mày, trầm ngâm nói. Siêu Kim Lương cũng tới, cái này phiền toái, nàng không có nguy hiểm gì chứ. Ai nha, nên làm thế nào cho phải đây? Nàng bảo ta chờ ở chỗ này, nhưng bản thân một đi không trở lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Vẻ mặt nam tử lo âu, ở trên đỉnh núi đi qua đi lại, tựa hồ rất khó quyết định. Đột nhiên tử bào của hắn lần thứ hai khẽ run, xa xa âm ba lực quá cường đại, trực tiếp đi qua mấy ngàn dặm không gian. Hừ, khốn kiếp. Trong mắt nam tử lóe lên một tia hàn mang, lạnh giọng nói. Nếu nàng không cho ta đi, ta liền trước giết con chó chết này vui đùa một chút. Trên mặt hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm, lẩm bẩm. Sẽ không dẫn Diêu Kim Lương đến đây chứ? Hắc hắc, mặc kệ, lão tử đã sớm xem thằng nhãi này không vừa mắt. Nguyên lực trên người hắn khẽ động, tử bào ở trên không trung bay múa, bàn tay lăng không một chảo, quát. Cung đến. Bầu trời trên đỉnh núi chấn động, phong vân lập tức dâng lên, hóa thành một vòng xoáy. Trong tầng mây cuồn cuộn, mơ hồ có lôi quang thiểm động, sau đó sấm chớp vang rền, vòng xoáy đột nhiên hé ra. Một thanh cự cung từ trong đó chậm rãi hạ xuống, phía trên tử khí quanh quẩn, vô số bảo thạch thật nhỏ khảm nhập bên trong, giống như chu thiên tinh đấu. 3. Cự cung rơi vào trong tay nam tử, so với thân hình nam tử còn muốn lớn hơn vài phần. Nam tử lấy tay sờ một cái, vô số tinh quang bay lên, phù văn bắt đầu khởi động, hai cổ tự lóe ra, cung tên toái tinh. Trong mắt nam tử bắn ra hàn quang, khuôn mặt bình tĩnh lập tức nghiêm nghị, hai tay khoát lên trường cung, vung tay kéo căng. Vô số tinh quang từ trong cung bừng lên, hóa thành tử sắc tinh vân xoay tròn, một mũi khai vân tiễn chậm rãi ngưng tụ. Thái dương trên bầu trời tựa hồ bị cung lực ảnh hưởng, trong lúc bất chợt gây ra dị thường chói mắt. Trong hoảng hốt tựa hồ sinh ra hỏa diễm vô tận, lượn vòng bốn phía. Hả, xảy ra chuyện gì? Siêu Kim Lương cùng Đoan Mộc Hữu Ngọc đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn lại thiên không, đồng thời phát hiện dị dạng. Lý Vân Tiêu vẫn luôn chăm chú nhìn tình huống bên ngoài,
trong lúc bất chợt đồng tử co rút, Nguyệt Đồng chớp động vẻ kinh dị, giật mình nhìn Liệt Dương. Kim Ô Tị Nhật, chẳng lẽ là hắn? Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên tinh mang, không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Nếu thật là hắn tới, Hồng Nguyệt Thành biến số liền lớn. Sắc mặt của Vi Thanh cũng đại biến, lạnh lùng nói. Không tốt, là người nọ, nhanh hủy thi thể của Ninh Khả Vi. Trong mắt của hắn lộ ra kinh sắc, khuôn mặt âm trầm. Từ lúc hiện thân, cho tới bây giờ, mặc dù cùng Ninh Khả Vi bỏ mình đánh một trận, cũng chưa từng xuất hiện qua dáng dấp như vậy, trong hốt hoảng hiện lên lo âu nồng nặc. Sắc mặt Diêu Kim Lương trầm xuống, mắt nhìn Liệt Dương, dáng vẻ rất lo lắng. Giống. Táng Vân Thú đột nhiên táo bạo lên, điên cuồng hét lớn, từng vòng yêu khí từ trên người đãng xuất, ở trên không trung huy động thân thể, không gian bốn phía vặn vẹo. Diêu Kim Lương cả kinh, nhất thời lửa giận ngút trời. Lẽ nào mục tiêu của hắn là... ầm ầm, thiên địa chấn động, một lực lượng cực lớn phá không mà đến, trực tiếp bao phủ một phương thiên địa, trên người Táng Vân Thú có khắc vô số phù văn, lúc này hóa thành tầng tầng lá chắn không gian. Ngoài ngàn dặm, Khai Vân Tiễn từ phía chân trời bắn phá mà đến, toàn bộ không gian xoay tròn, đều hóa thành tiễn oai. Thiên địa trường tồn, tinh thần huyễn diệt. Ánh mắt của Đoan Mộc Thương cả kinh nói. Toái Tinh Cung, Khai Vân Tiễn, Huyền Hoa Đại Nhân. Trong tay Đoan Mộc Hữu Ngọc nắm lưu quang ngọc xích, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, tay phải bấm ngón tay nhẹ tính, lẩm bẩm. Kỳ quái, lẽ nào thần giám của ta suy đoán ra dị số là hắn sao? Hắn lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ có cái gì đó không đúng. Vẻ mặt Diêu Kim Lương giận dữ, lạnh giọng nói. Huyền Hoa, chết tiệt. Trên người hắn đồng dạng dâng lên vô số quang mang, bước ra một bước, cùng Táng Vân Thú tương hỗ, quy tắc chi lực từ bốn phương tám hướng tuôn đến. Đấu chiến thánh quyết, thiên hỏa. Sức mạnh to lớn từ trên người một thú tuôn ra, ngưng tụ thành hợp kích. Từng vòng nguyên lực ba động, người ở bốn phía đều bị chấn lui. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại địa hé ra, Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang vọt lên. Mũi tên oai kia, như sao chổi xẹt qua trời cao, hung hăng rơi xuống. Không gian bốn phía Diêu Kim Lương cùng Táng Vân Thú đã hoàn toàn biến hình, yêu lực kinh khủng kia xỏ xuyên qua trời cao, hai cổ lực lượng rốt cục ầm cùng một chỗ. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, một mảnh hắc ám, không gian bốn phía hoàn toàn hỗn loạn, các loại lực lượng kinh khủng không ngừng đụng nhau. Mẹ nó, loại cảm giác này lại nữa rồi. Thân thể Lý Vân Tiêu bị loạn lưu xé rách, một mảnh kim quang nổi lên, đau khổ chống đỡ. Nhưng trên mặt hắn lại là một mảnh vui mừng. Quả nhiên là toái tinh lực, là huyền hoa. Bốn phía một mảnh nổ vang, chấn màng tai đau đớn, phảng phất toàn bộ vỡ vụn ra. Lực lượng hỗn loạn như thế, xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra thần sắc kinh hãi nói. Ngoại trừ toái tinh lực của Huyền Hoa cùng Diêu Kim Lương đấu chiến thánh quyết gây họa ra, tựa hồ còn có một cổ lực lượng. Nguyệt Đồng lóe ra yêu quang, ngưng mắt nhìn đi. Đây là... Hắn thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, chỉ thấy cảnh tượng bốn phía hoàn toàn biến hóa, hắc ám tiêu tán, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên là một mảnh sơn thanh thủy lục, yên vụ mông mông. Huyễn cảnh, làm sao đột nhiên lại gặp phải huyễn cảnh? Lý Vân Tiêu thất kinh, hắn có thể khẳng định nơi đây là ảo cảnh. Tuyệt không thể nào là nghịch thiên chi thuật biến ảo thời không. Không chỉ có hắn, cùng thời khắc đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ không ngớt. Ngay cả Huyền Hoa ở xa ngoài ngàn dặm, cũng bỗng nhiên cả kinh, rõ ràng đứng ở trên đỉnh núi, đột nhiên lại biến thành vùng quê. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn không hiểu ra sao, cau mày nói. Lẽ nào mũi tên kia quá lợi hại, trực tiếp biến ảo thời không? Tử Y phiêu đãng. Huyền Hoa kéo cằm suy nghĩ tỉ mỉ, lẩm bẩm. Tuy rằng gần đây ta lợi hại hơn rất nhiều, nhưng còn không lợi hại đến trình độ này a. Đột nhiên, trên bầu trời hiện ra một mảnh mông mông, mơ hồ có kim quang chớp động. Sau đó kim sắc càng ngày càng nhiều, từ từ hướng trung ương ngưng tụ. Đó là... Huyền Hoa cả kinh, bỗng nhiên thấy rõ kim quang kia ngưng tụ, hình thành hai đại tự thái hư. Đoan Mộc Hữu Ngọc đang ở trên đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu lên, dừng ở trên bầu trời nói. Ân, nguyên lai là có chuyện như vậy, nên phù hợp thần giám của ta a. Cách hắn không xa, không gian hơi chuyển, Đoan Mộc Thương đi ra, trong tay còn ôm thi thể của Ninh Khả Vi, cả kinh nói. Ca,
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? May mà ta có khả năng cảm ứng khí tức của ngươi, bằng không liền tìm không được. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc đạm nhiên nói. Đây là bản mệnh chi trận của Đằng Quang, hắn có khả năng sắp xong a. Đoan Mộc Thương ngẩn ra, giật mình nói. Đằng Quang sắp chết, làm sao sẽ? Đoan Mộc Hữu Ngọc ngắm nhìn bốn phía nói. Nguyên lai câu thần ở giữa thái hư không gian, là ý tứ này, chỉ là Đằng Quang bản mệnh chi trận. Thái hư huyễn cảnh, trận này là một chiêu bảo mệnh thần thông cuối cùng của Đằng Quang, thời điểm sinh mệnh bị tử vong uy hiếp sẽ tự động kích thích ra, cho nên hắn hơn phân nửa là sắp chết. Vương Tọa Vũ Đế sắp bỏ mạng. Đoan Mộc Thương kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tinh mệnh có biến? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Chỉ là sắp chết, bây giờ còn chưa chết đâu. Hiện tại tinh mệnh hỗn loạn, địa thần giám rất khó thôi toán ra kết quả, ở chỗ này chờ đi. Đoan Mộc Thương giật mình nói. Người làm Đằng Quang bị thương nặng rốt cuộc là ai? Trong thiên hạ siêu phàm nhập thánh cường giả tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều, còn có cá lọt lưới chúng ta thôi toán không ra sao. Khuôn mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng ngưng trọng nói. Mệnh cách người này hết sức kỳ lạ, ta thôi toán vài lần đều bị pháp tắc chi lực ngăn trở, căn bản không thể thôi toán ra. Cái gì? Thân thể Đoan Mộc Thương run lên, thất thanh nói. Thôi toán hắn, sẽ xúc động giới lực chi tỏa. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói. Ân, người này giống như Lý Vân Tiêu, chỉ sợ cũng là nhân vật then chốt của thời đại này. Đoan Mộc Thương qua một lúc lâu mới bình phục tâm tình lại, nói. Ca, Lý Vân Tiêu thật là phá quân vũ đế cổ phi dương sao, chỉ từ chút dấu hiệu đến suy đoán, có thể có sơ suất hay không? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Mệnh tinh của Lý Vân Tiêu cùng cổ phi dương giống nhau, hơn nữa các loại dấu hiệu, hẳn là không thể nghi ngờ. Hắn chắc là lấy được diễn thần quyết mà vị đại nhân kia lưu ở thiên đãng sơn mạch, nên chuyển thế sống lại, nếu lần này ở trong thái hư cảnh bỏ mình mà nói. Đoan Mộc Thương cả kinh, liền vội vàng lắc đầu nói. Kiếp nạn thiên đãng sơn mạch cũng không thể làm hắn chết, lần này nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Huyền Hoa là bạn tri kỷ của hắn, nếu hắn tới, vị đại nhân kia hơn phân nửa đã ở phụ cận, ba người bọn họ năm đó ở Hóa Thần Hải có giao tình sâu đậm, Lý Vân Tiêu sẽ hướng hai người đó cầu cứu. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ cười nói. Sự tình bản thân trải qua, so với sự kiện thôi toán ra kết quả có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Huyễn cảnh này sợ là tạm thời sẽ không tiêu thất, vừa lúc cha nhìn Ninh Khả Vi một chút, xem còn có thể phục sinh hay không. Đoan Mộc Thương nói. Lúc đương niên cô tặng hắn thần kỹ nhất khí hóa tam thanh, cũng đã tính đến kiếp nạn hôm nay, đồng thời truyền cho chúng ta phương pháp phá giải, hẳn là không có việc gì. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Thử xem đi, tận nhân lực mới đoạt thiên mệnh. Hai người buông thi thể Ninh Khả Vi xuống, bắt đầu cứu trị. Thái hư huyễn cảnh sao? Lý Vân Tiêu nhìn đoàn người bốn phía như nước chảy, bản thân vậy mà đặt mình trong một tòa thành trì, bốn phía thanh âm huyên náo, sinh động. Đúng là như chân thực. Kỳ Thắng Phong vậy mà cường đại như vậy, ngay cả Đằng Quang cũng phải bỏ mạng sao? Hắn nhìn bầu trời một mảnh mông mông, hai chữ thái hư ngưng ra không lâu, cũng chậm mạn tiêu tán, làm cho càn khôn trong sáng. Thái dương soi sáng ở trên người, cảm giác ấm áp, thoải mái không nói ra được, toàn bộ giống như là chân thật. Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một thanh âm non nớt truyền đến. Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác. Lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Thảo nào có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là đô thành Thiên Thủy Quốc. Người hô tên hắn kia, chính là Lam Phi, gương mặt hắn kiêu sa ương ngạnh, hùng hổ. Phía sau còn có đám người Đỗ Phong, mỗi một người đều là hai tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống. Lý Vân Tiêu, săn bắn mùa thu sắp bắt đầu, nghìn vạn lần phải nhớ báo danh, đừng bởi vì năm ngoái bị thiếu gia làm nhục một phen, năm nay liền không đi. Nếu ngươi không đi, sẽ ít rất nhiều lạc thú a, ha ha. Lam Phi ở bên đường cười ha hả, đám người Đỗ Phong cũng một trận cười vang. Người đi đường nhìn bộ dáng của bọn họ, đều biết là đám quyền quý ăn chơi trác táng, từng cái né xa, để tránh phiền phức. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, đích xác có sự tình như thế này. Lần đầu tiên săn bắn do Đại Vương Tử Tần Dương chủ trì, trên đường bị bọn người Lam Phi chặn giết, đem con mồi của mình đoạt không còn. Còn bị đả thương, kết quả ở trước mặt đám quyền quý mất hết thể diện. Lần thứ hai là Tiểu Vương Tử Tần Nguyệt chủ trì, Lý Vân Tiêu trước đó có chuẩn bị, ở trong săn bắn bầy mai phục,
sắp đặt một con yêu thú cấp 1 hắc thiết thú, thiếu chút nữa giết sạch đám người Lam Phi. Về sau sự tình làm lớn, quốc vương tra rõ xuống, bản thân còn lo lắng một trận, nhưng chẳng biết tại sao lại không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, chắc là thời gian trước lần săn bắn thứ hai. Thật khiến cho người ta hoài niệm a. Hắn nhìn đám người Lam Phi, lộ ra dáng tươi cười thiện hữu. Trong mắt Lam Phi trừng lớn, cười to nói. Ha ha, cười, hắn cười khúc khích, có phải là bị sợ choáng váng hay không? Ha ha, tất cả mọi người cười vang không ngớt, rất là khinh bỉ. Lão đại, hắn nhất định là muốn lấy lòng ngươi, để ngươi trong lần săn bắn này buông tha hắn, cho một chút mặt mũi. Đỗ Phong châm chọc. Như vậy à? Lam Phi ung dung nói. Vậy được rồi, Lý Vân Tiêu, để cho ta đánh một trận thống khoái, thời điểm săn bắn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. La Kiệt bật cười nói. Lão đại là cao giai vũ đồ mở ra bảy đạo mạch luân a, đánh một quyền hắn liền chết, sao có thể đánh một trận? Ha ha ha. Trên mặt Lam Phi hiện lên vẻ nghiêm túc, đắc ý nói. Ngày hôm qua vừa dùng tăng khí hoàn mà bệ hạ ban cho, nhất cử mở ra bảy đạo mạch luân, đạt đến cao giai vũ đồ. Lý Vân Tiêu, người ta tuy là con em thế gia, nhưng hai số mạng lại tuyệt nhiên khác nhau, bản thiếu đi một quang minh đại đạo, mà ngươi. Theo niên kỳ tăng trưởng, chênh lệch càng lúc càng lớn, đợi sang năm đạt đến võ sĩ, gia nhập trấn quốc thần vệ, ngươi coi như sách giày cho ta cũng không xứng, bây giờ còn có thể lấy ngươi làm vui, nhưng thật ra cho dù ngươi quỵ liếm đế giày của ta cũng sẽ không cảm thấy thú vị. Ha ha, lão đại cùng hắn lời vô ích làm gì? Đỗ Phong quát. Lý Vân Tiêu, còn chưa cút đến buộc dây giày cho lão đại. Một đám người dáng vẻ bệ vệ, hướng Lý Vân Tiêu quát. La Kiệt càng là trực tiếp tiến lên, quát. Bảo ngươi qua đây buộc dây giày có nghe không? Hắn đạp mạnh một bước, cả người trùng kích về phía trước, giơ quả đấm lên, một chiêu phục hổ quyền đánh về ngực Lý Vân Tiêu. Phanh! Một quyền kia kết kết thật thật đánh vào trên người Lý Vân Tiêu, chấn ra chút bụi bặm. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc cổ quái, trong lúc nhất thời có chút không biết làm gì, không biết nên làm thế nào cho phải. Sắc mặt La Kiệt khẽ biến, cắn răng nói. Lão đại, trên người hắn mặc bảo y, quyền phong đánh bất động. Nga, bảo y gì? Hai mắt Lam Phi sáng ngời, hiện ra nụ cười âm lãnh nói. Hắc hắc, tốt như vậy, mỗi lần ta xuất thủ đều sợ đánh chết hắn. Đã có bảo y hộ thân, các huynh đệ. Có thể không lo lắng đánh a. Ha ha, đánh. Đỗ Phong kêu gào hét lớn, một chân đá tới. Lam Phi cũng hét lớn vận khí, song quyền vung mạnh. Bang 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 bang. Các loại quyền cước rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, trường bào của hắn không ngừng bắn ra bụi bặm. Dừng tay. Đột nhiên một thanh âm như chuông bạc vang lên. Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, xoay người nhìn lại, xa xa, đám người Tần Như Tuyết cùng Hàn Bách. Trần Chân đang mang theo vũ khí chạy tới. Không tốt, là công chúa mang theo thị vệ tới, chúng ta đi. Lam Phi hét lớn một tiếng, mấy người thu lại quyền thế, liều mạng bỏ chạy. Phanh! Hắn vừa mới chạy ra vài bước, liền đụng vào một người, đau đến oa oa kêu to. Người nào, ngươi không có mắt sao? Lam Phi nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy phía trước là một nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng. Tay áo không gió mà động, có loại khí chất siêu nhiên. Lý Vân Tiêu, nguyên lai người núp ở Thiên Thủy Quốc. Nam tử kia chính là La Thanh Vân, hắn lạnh nhạt nói. Ta người đánh một trận, chỉ mới vừa bắt đầu a. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Làm sao người tìm được ta? La Thanh Vân nói. Chuyện này có đáng gì? Chỉ là huyễn cảnh, sao có thể sánh bằng chiến ý của ta? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chỉ là huyễn cảnh, nơi này chính là Thái Hư huyễn cảnh, do vương tọa Đằng Quang lĩnh ngộ. Tương truyền bổn nguyên thế giới bắt đầu từ trong Thái Hư biến ảo ra, giả như thật thật cũng như giả, không chỗ có thể tìm. Cút! Lam Phi liều mạng dùng đấm cùng cước đánh vào trên người La Thanh Vân quát. Bản thiếu bảo ngươi lăn có nghe không? Còn dám đứng ở nơi này cản đường, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết cha ta là ai không? Lý Vân Tiêu nói. Thế gian phàm phu lấy thân là ta, trí giả lấy tâm là ta, lại không biết đạo mới thật sự là ta. Người trước mắt người kia, là Lam Phi chân thật a. Con người của La Thanh Vân ngưng lại, lạnh lùng nói. Ta không muốn nghe phế ngôn của ngươi,
nơi đây không có người quấy rầy, một trận chiến này phải phân ra sinh tử, người không chết chính là ta vong. Lão đại, đừng đánh, đi nhanh đi. Đỗ Phong vội vàng tiến lên nâng Lam Phi nói. Công chúa sắp đuổi tới, không đi nữa liền không kịp rồi. Lam Phi đá La Thanh Vân một trận, thấy đối phương không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mình, chỉ vào hắn giận dữ hét. Tiểu tử, ta nhớ kỹ dáng vẻ của ngươi, Thiên Thủy Quốc sẽ không còn đất ngươi dung thân. Hắn ném ra ngoan thoại, liền tránh La Thanh Vân ra, cùng đám người Đỗ Phong hốt hoảng đào tẩu. Lý Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Tần Như Tuyết sốt cục đuổi tới, thở hồng hộc. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Như Tuyết, ta không sao. Tần Như Tuyết sửng sốt, trên mặt hơi đỏ lên nói. Thanh âm của ngươi thay đổi. Lý Vân Tiêu cười nói. Có sao? Hắn nhìn đám người Hàn Bách cùng Trần Chân, trong lòng không khỏi ấm áp, nhớ lại Thiên Thủy Quốc, Viêm Vũ Thành, hiện tại mọi người có khỏe không? Oa, lão đại, thanh âm của ngươi còn rất tử tính a. Hàn Bách tế mi lộng nhãn, kêu lên. Nhanh dạy ta làm sao mới có thể làm cho lời nói ôn nhu như vậy đi. La Thanh Vân nhướng mày nói. Ngươi quen những người này thật sự là không uổng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chính phải, phàm tất cả cảnh, đều do tâm sinh, chỗ đạo ở, liền là chân thật. Nơi đây mặc dù tên là Thái Hư, nhưng hẳn là tiểu Thái Hư huyễn cảnh. Thái Hư huyễn cảnh chân chính, đã hòa hợp với đạo. La Thanh Vân lạnh lùng nói. Ngươi nói những thứ này ta không hiểu, nhưng ý tứ là, những người trước mắt này đều là thật, sẽ thực sự tử vong đúng không? Ngươi có thể đem nơi đây tưởng tượng thành một thế giới bình hành khác cũng được, nói Thái Hư không uổng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu dần dần co rút lại, trên người tràn ra lãnh ý vô biên, lạnh giọng nói. Ngươi muốn cầm những người này đến uy hiếp ta. Đám người Hàn Bách đột nhiên sợ run cả người, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người không nhịn được run rẩy. Tần Như Tuyết run rẩy nói. Lý Vân Tiêu, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Trên người ngươi, làm sao đột nhiên lạnh như thế? Lý Vân Tiêu thu liếm khí tức trên người, ôn nhu nói. Không cần sợ. Tuy rằng nội tâm Tần Như Tuyết còn rất sợ, nhưng vẫn kiên định gật đầu một cái nói. Ân. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, vuốt ve khuôn mặt của Tần Như Tuyết nói. Công chúa Điện Hạ, hảo hảo bảo trọng. Tần Như Tuyết sửng sốt, không rõ hắn nói gì. Trần Chân cũng kinh ngạc nói. Lão đại, người thay đổi. Lý Vân Tiêu cười khẽ không nói, thân ảnh lóe lên liền tiêu thất tại chỗ, chỉ để lại tiếng vang nhàn nhạt nói. La Thanh Vân, muốn chiến thì đi theo ta. Đồng tử của La Thanh Vân co rụt lại, bước ra một bước, cũng theo đó tiêu thất tại chỗ. Mấy người Tần Như Tuyết đồng thời kinh hãi, hoảng sợ nhìn nhau, không rõ phát sinh chuyện gì. Sau một khắc, trên một vòng xoay, rừng cây rậm rạp. Không gian hơi ba động, hai thân ảnh trước sau hiện ra. La Thanh Vân cả kinh nói. Nơi này là... Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Quỳnh Hoa Đảo, còn nhớ rõ không? Tu Di Sơn tranh hạng, nơi này chính là chỗ ngươi cùng ta sơ chiến. La Thanh Vân mở to mắt, bắn ra chiến ý vô tận, cười to nói. Ha ha, Quỳnh Hoa Đảo, Quỳnh Hoa Đảo. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Năm đó Bắc Hải Nhuận Tường, cũng là vật thí nghiệm của Vi Thanh đi. La Thanh Vân nói. Không sai, đáng tiếc hắn là thất bại phẩm. Máu không thể đạt được thập giai chân chính, chỉ có trình độ của quỷ tu la. Ngươi nhìn thấy 10 tên quỷ tu la kia, trong đó có một tên là dùng máu của hắn luyện chế ra. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, hôm nay ta liền giết ngươi lấy long huyết, nhìn một chút máu của thập giai chân linh rốt cuộc là cái dáng dấp gì. Khuôn mặt La Thanh Vân co quắp thoáng cái, tựa hồ nhớ tới sỉ nhục lúc đó ở Quỳnh Hoa Đảo đánh một trận, bị Lý Vân Tiêu lấy mẫu long huyết. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Nếu ngươi thắng, một thân của ta, tùy ý ngươi lấy. Tốt, tuy rằng Lý Vân Tiêu tức giận hắn cùng mình đối nghịch, nhưng lúc này cũng không khỏi kính phục, lộ ra tán thưởng nói. Nếu ngươi có thể giết ta, như vậy dưới bầu trời này không còn ai có thể ngăn trở ngươi. Khí tức trên người La Thanh Vân không ngừng kéo lên, lạnh giọng nói. Động thủ đi, ta đã đợi không kịp. Thập giai long huyết ở trong người sôi trào thiêu đốt, cả thân thể La Thanh Vân bắt đầu long hóa, phải rồng gai mắt lòe lòe, tràn ngập khí tức uy nghiêm túc mục. Lục Tuyệt Thương Quyết, điểm.
Hoàng thần minh nguyệt thương vang lên, tay trái của La Thanh Vân nâng thương, đảo qua đâm xuống. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu ngang trời lóe lên, chỗ đứng lúc trước phanh một tiếng nổ mạnh. Nhưng thân thể vừa xuất hiện ở ngoài mấy trượng, thương uy đã quét tới, toàn bộ bầu trời như hạt mưa rơi xuống, bang bang phanh không ngừng phá vỡ. Lý Vân Tiêu cả kinh, thương thế như vũ, áp chế một phương không gian, tránh cũng không thể tránh. Phanh, rốt cục trong hoảng loạn, bị một thương điểm trúng, trực tiếp bạo ra, hóa thành vô số lôi quang. La Thanh Vân đại hỉ, hắn biết thần thông thân hóa lôi đình của Lý Vân Tiêu, nhưng thân hóa lôi đình cũng không phải đại biểu cho bất tử chi thân. Chân long chi khí của mình có thể trấn áp tất cả, ở dưới long tức mặc dù là ngũ hành linh thể cũng phải băng tán. Thân ảnh hắn trong nháy mắt lóe lên, liền xuất hiện ở trên phiến lôi đình, hai tay giơ cao chiến thương, bỗng nhiên chém xuống. Ầm. Tất cả lôi quang đột nhiên ầm ầm, trong thiên địa một mảnh sáng sủa. Hả, Lý Vân Tiêu đâu? La Thanh Vân cả kinh, bỗng nhiên thần thức tản ra, vạn phần cảnh giác. Cảnh lưu. Một thanh âm ngâm khẽ vang lên, phảng phất như mộ cổ thần trung, đến từ một không gian khác. Trên bầu trời tuôn ra một đạo hồng vân, hóa thành một phù hiệu quỷ dị. Sau đó phù văn chậm rãi khuếch tán, ngưng tụ thành một đôi mắt, ngưng mắt nhìn đại địa. Bầu trời nhoáng lên, nguyệt đồng ngưng cảnh, không gian cũng bị in vào trong nguyệt đồng. Sắc mặt La Thanh Vân đại biến, tuy rằng cảnh tượng không có thay đổi biến hóa, nhưng trong thiên địa lại tràn đầy một lực lượng kỳ quái, thật giống như toàn bộ Quỳnh Hoa Đảo bị phục chế đến trong nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu. Lại là chiêu này sao? Sắc mặt La Thanh Vân âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Trước đây ở Quỳnh Hoa Đảo đánh một trận cũng là chiêu này, lẽ nào ngươi không có chiêu thức gì mới sao? Trên người hắn long khí bạo khởi, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, từ trên người hắn tràn ra thanh sắc, long uy ầm ầm, toàn bộ ảo ảnh không gian run lẩy bẩy. Hoàng thần minh nguyệt thương kích ra lực lượng, thú ảnh rít gào, nhân thương hợp nhất, hướng nguyệt đồng đâm tới. Nơi thương mang đi qua, không gian nghiền nát. Bỗng nhiên đồng tử nháy mắt, phía trước lập tức hóa thành kiếm trận, như mưa bắn rơi. Vô dụng, long uy của ta áp chế tất cả, bất luận ảo thuật gì cũng không có tác dụng. Thương nang ngưng tụ, thân ảnh của La Thanh Vân hiện ra, triển khai thương pháp, trong một sát na, khắp bầu trời là tàn ảnh, vọt tới kiếm quang như mưa. Bang 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 bang, một mảnh đao quang kiếm ảnh, vạn kiếm chi trận tan vỡ. Bốn phía nguyệt đồng lóe ra vẻ quỷ dị, ngóng nhìn lại, trên Quỳnh Hoa Đảo truyền đến tiếng nổ vang. Toàn bộ đảo nhỏ ầm ầm, một quang ảnh cả người màu vàng đứng đó, ngũ quan không rõ, một mảnh mông lung. Kim sắc cự ảnh nâng tay phải lên, mạnh mẽ bắt tới. Trong lòng bàn tay hiện lên kim quang, còn có vô số phù văn tuôn ra, quang sắc mông mông, như là tia nắng ban mai phá mây mà ra, lộ ra khí tức thần thánh mà vĩ ngạn. Năm ngón tay kia càng rõ ràng có thể thấy được, là do ngàn vạn loại trận pháp ngưng tụ thành, tương hỗ chồng chất, diễn hóa vô cùng. La Thanh Vân cả kinh, một chảo trực tiếp cô đọng không gian, để cho hắn không thể nhúc nhích. Chân long pháp thân, phá. Hắn hét lớn, thân thể run lên, hóa thành hình thái bán long, long vĩ thật dài đảo qua, một phù ấn bay ra ngoài. Ầm, phù ấn đánh vào hư vô, bỗng nhiên xoay tròn, bốn phía không ngừng nổ vang, khí tức trói buộc kia trong khoảnh khắc nghiền nát. La Thanh Vân bay lên trời, thi triển pháp thân, thuấn tức vạn lý, không gian không ngừng biến hóa. Cái gì? Hắn cả kinh, phát hiện mặc kệ bản thân bay lên không ra sao, ngũ chỉ kim sắc kia thủy chung ở trên đầu mình. Ầm ầm, ngũ chỉ hạ xuống. Bầu trời rung động, sức mạnh to lớn cuộn trào mãnh liệt, không ngừng chấn động ra. Huyết nguyệt sắt trên bầu trời kia, thủy chung lạnh như băng. Trong lúc bất chợt, con người quỷ dị kia ngưng tụ, bắn ra ánh sáng lạnh. Chanh! Trong ngũ chỉ, truyền đến tiếng kiếm minh cường đại, kim quang lóe ra. Không gian kích động liên tục. Tỉ mỉ nhìn lại, chỉ thấy quanh thân La Thanh Vân có một kết giới thanh sắc hình rồng, ngăn trở ngũ chỉ lực. Trận văn ở đầu năm ngón tay không ngừng tràn ra trận lực, muốn bóp vỡ kết giới, nhưng không như mong muốn, trái lại không ngừng bị chống đỡ. Sắc mặt La Thanh Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay phải bấm niệm thần chú, tay trái cầm ngược chiến thương, trực tiếp lấn người tiến tới. Chanh một tiếng, ở trên không hiện lên hoang thú hư ảnh. Khí thế không ngừng tăng lên. Lục tuyệt thương quyết, chân không phá. Ầm ầm, một tiếng thú hống rung động cửu tiêu,
trong ngũ chỉ mạnh mẽ lao ra một con hoang thú hư ảnh, dương nanh múa vuốt, hướng về phía bầu trời giống giận liên tục. Vô số thương mang kích bắn, vô số trận văn trên ngón tay từng cái nổ lên, bốn ngón bị tước đoạn tại chỗ, như ngọn núi gãy nổ, ầm ầm sập xuống. Một long ảnh từ trong đó lao ra, như hóa thành lôi điện, thuấn tức thiên lý, bắn tới Nguyệt Đồng cao cao tại thượng. Cự linh kim sắc kia bị tước đoạn bốn ngón tay, toàn bộ thân ảnh không ngừng vỡ nát, hóa thành kim quang khắp bầu trời, dần dần tiêu thất. Trong lôi điện, long uy minh mông cuồn cuộn, đồng tử Nguyệt Đồng co rụt, không ngừng hóa ra thiên vạn kiếm mang chém xuống, nhưng đều bị đánh tan. Nếu thực lực của ngươi chỉ như thế mà nói, như vậy ta sẽ rất thất vọng. Sắc mặt La Thanh Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay phải ở trước người bắt ấn, nhất thời long uy hóa thành quang trụ phóng lên cao, lấy bản thân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Long quang, phân tán, ầm ầm, toàn bộ bầu trời nghiền nát, đạo long quang kia bắn vào trong Nguyệt Đồng, vô số phù văn yêu dị nát tan. A, à, Lý Vân Tiêu thống khổ kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ bầu trời vỡ nát, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ thấy trên Quỳnh Hoa Đảo, Lý Vân Tiêu lấy tay bưng hai mắt, trong khe hở tràn đầy tiên huyết, kêu rên liên tục. Không gian phía trước một trận hoảng hốt, La Thanh Vân hiện ra, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng cùng lễ mang, chiến thương thoáng cái kích động, trực tiếp đâm về ngực Lý Vân Tiêu. Kim thân hộ thể. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu bị hao tổn, thống khổ hét lớn một tiếng, da thịt hóa thành kim sắc, như là tường đồng vách sắt. Phanh. Chiến thương mạnh mẽ đâm vào ngực hắn, chấn lên kim quang, nhưng không tổn thương. Lý Vân Tiêu dùng hai tay nắm thân thương, tròng mắt đóng chặt, hai hàng huyết lệ chảy ra, ở dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Ta có nhục thân chí cường, vạn binh không tổn thương, ngươi làm sao giết ta? Sắc mặt hắn lăng lệ, cơ hồ là giống lên, trong thanh âm mang theo luống cuống cùng không phục. Sắc mặt La Thanh Vân trái lại bình tĩnh, tay cầm thương đứng trên trời cao, thanh y bị gió thổi bay phất phới. Lý Vân Tiêu, người rất mạnh, đích xác rất mạnh, ta phải kính phục. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn Lý Vân Tiêu cực kỳ chật vật nói. Nếu như ta không được thần huyết cải tạo, sợ rằng đời này sẽ không thắng được ngươi. Lý Vân Tiêu giữ tợn cười lạnh nói. Chê cười, lẽ nào bây giờ ngươi có thể thắng sao? La Thanh Vân nói. Chân long chi huyết, có thể tế luyện bất luận huyền khí gì trong thiên hạ. Hoàng thần minh nguyệt thương sớm bị ta dung hợp 100%, nhục thân của ngươi đích xác cường đại, nhưng có thể kháng trụ một kích của huyền khí cửu giai đỉnh này sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, tức giận hừ nói. Ngươi thường thường chỉ thích nói, không thử một chút làm sao biết. Nguyên lực trên người La Thanh Vân cổ đãng, quát. Tốt, ta liền dùng một thương chí cường này chấm dứt tánh mạng của ngươi, ngươi có tư cách tiếp một chiêu này của ta. Trên thương kim quang lưu chuyển. Vô số phù văn dâng lên, trên người của La Thanh Vân đồng dạng có thanh quang không ngừng tràn ra, thương cùng người tuy hai mà một. 100% lực lượng của huyền khí cửu giai đỉnh, hơn nữa ta dùng thập giai thần huyết tế luyện, tự nghĩ ra một chiêu thức. Lý Vân Tiêu, người đi chết đi. Long thương, diệu dã. Ầm. Hải lực từ trên thương truyền ra, mạnh mẽ đánh về phái trước. Phốc. Ngực của Lý Vân Tiêu bị đâm xuyên thấu, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ trường bào. Đáng tiếc, ở dưới long thức của ta, người muốn hóa lôi thoát đi cũng không có khả năng. La Thanh Vân tính táo nhìn Lý Vân Tiêu, cặp mâu kia tràn đầy tiên huyết, khó có thể mở, nhưng gương mặt trắng bệch cùng dữ tợn, có ảo não vô biên cùng không cam lòng. Yên tâm đi thôi, dưới phiến bầu trời này, tới tới đi đi bao nhiêu thiên tài, tuế nguyệt vùi lấp vô số nhân vật tuyệt thế, cũng không kém một mình ngươi. Chỉ là từ nay về sau, trên đường võ đạo đỉnh phong, La Thanh Vân ta tịch mịch như tuyết. Hắn mạnh mẽ rút chiến thương ra, xoay người liền lăng không dẫm tại chỗ, muốn rời khỏi chỗ này. Hắn không muốn, cũng không có thời gian nhìn dáng dấp của Lý Vân Tiêu trước khi chết. Một mực truy đuổi bóng lưng võ đạo phía trước, giống như bầu trời cao vót, rốt cục ở trước mặt hắn sụp đổ, bản thân rốt cục nhảy ra. Hắn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Loại cảm giác tịch liêu cao xử bất thắng hàn kia xông lên đầu. Cảm thấy trong lồng ngực có bi thương không để phát tiết. Con người bình tĩnh như nước dần dần ngưng tụ, tạo nên một tia rung động. Chuyện gì xảy ra? La Thanh Vân cả kinh, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng luống cuống, huyết dịch trong cơ thể như không bị khống chế bắt đầu khởi động. Chẳng lẽ là chân huyết phản phệ?
không có khả năng, máu của ta tinh luyện là thành công 100%, tuyệt sẽ không xuất hiện phản vệ mới đúng. La Thanh Vân kinh ngạc đứng trên trời cao, tâm tình bất an càng ngày càng mạnh, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Thanh Vân hét lớn một tiếng, long huyết trong cơ thể sôi trào tới cực điểm, lực lượng vô biên chấn ra, nghiền nát không gian bốn phía. Cổ khí tức áp chế hắn luống cuống kia mới bị khu tán. Hắn mạnh mẽ hít một ngụm lãnh khí, sau khi tâm tình luống cuống biến mất, hắn mới hoảng sợ nhìn lên bầu trời, huyết nguyệt vẫn còn như trước. Hắn mạnh mẽ xoay người lại, chỉ thấy thân thể Lý Vân Tiêu bị hắn giết, từ lâu chẳng biết tung tích. Làm sao có thể, ảo thuật này có thể lừa gạt long uy của ta? La Thanh Vân kinh hãi, không thể tin được nhìn nguyệt đồng trên bầu trời, trong nguyệt đồng ánh sáng chớp động, tựa hồ như là châm chọc. Chết tiệt! Trên mặt La Thanh Vân lộ ra vẻ giận dữ, cắn răng mắng. Lý Vân Tiêu, ta còn tưởng rằng từ nay về sau thiên hạ không người chứ. Thanh âm không mặn không nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến, ung dung nói. Ta thấy ngươi vui vẻ như vậy, nên mới cắt đứt, xin lỗi đã quấy rầy. Chết tiệt! La Thanh Vân mắng một tiếng nữa, trường thương xuất thủ, hóa thành một đạo lưu quang đâm tới, quát. Ăn ta một thương! Ta không tin ảo thuật không gian của ngươi có thể mê hoặc long uy chi thương. Long thương, diệu dã. Phát thương kia, mơ hồ có long hành lại dã, như thượng cổ chân long vượt qua thời không mà đến. Nguyệt đồng hơi ngưng lại, một tầng bạch vân trôi dạt từ từ thổi qua, nửa che huyết sắc, làm cho bầu trời quỷ dị tăng thêm vài phần tình thú. Một đạo âm cổ truyền đến, thân ảnh của Lý Vân Tiêu như ẩn như hiện, ở trên con đường thông thiên đại đạo, càng chạy càng xa. Trúc gia nhìn lén oanh, thụ gia nhìn lén thủy, phong gia nhìn lén vân, lẽ nào ta vô tình hay cố ý? Ánh mắt nguyệt đồng phiêu miểu bất định, thế gian vạn vật tựa hồ thoáng cái trở thành nhạt, chậm rãi mất đi, trần quy trần, thổ quy thổ. Trong mắt La Thanh Vân cũng đột nhiên mê mang, long tức trên người như là khói nhẹ lượn lờ, tiêu tán ở trong vô tận. Không chỉ có long tức, ngay cả thương mang, thậm chí thân thể cũng dần dần tiêu tán. Điều đến nhìn lén người. Nguyệt đến nhìn lén rượu, tuyết đến nhìn lén thư, nhìn xem chúng thú vị vô tình. La Thanh Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay nắm thương cũng từ từ buông lỏng, cả người như mệt ngủ, toàn bộ thiên địa một mảnh an tường, cơn buồn ngủ nhảy vào trong óc. Hắn chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn khép hai mắt lại thật thoải mái thích ý. Nguyệt đồng trên bầu trời chớp động lên u quang yêu dị, càng ngày càng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Long lân trên người La Thanh Vân tan rã. Thân thể bán long hóa cũng chậm rãi trở về hình người, không ngừng bị đồng quang phân giải. A! À, đột nhiên La Thanh Vân hét lớn một tiếng, trực tiếp từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại, huyết dịch trong cơ thể hắn chẳng biết tại sao sôi trào, đốt kinh mạch đau đớn, quát to một tiếng liền nhảy dựng lên. Lực lượng kinh khủng không ngừng từ trong huyết mạch tuôn ra, thân thể đã thoái hóa lần thứ hai long hóa, long lân bao trùm thân thể. La Thanh Vân bỗng nhiên cả kinh, một hôi lạnh xông thẳng lên đầu. Nếu không phải thần huyết trong cơ thể mình sôi trào, lúc này sợ là đã xong a. Hắn đổ mồ hôi lạnh, lăng không một trào. Chiến thương gào thét mà đến, ba một tiếng nắm trong tay, đãng xuất ra long uy, đánh sơ xác dị lực trên người. Nguyệt đồng bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chết tiệt, Lý Vân Tiêu, đi tìm chết đi. La Thanh Vân hét lớn một tiếng, thương mang đảo qua bầu trời, quát. Long chiến thiên hạ. Thương mang rít gào, lực lượng mênh mông cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể hắn tuôn ra. La Thanh Vân cũng rất giật mình, cảm giác nhục thân ở dưới cổ khí tức sôi trào kia, bắt đầu sinh ra biến hóa rất nhỏ, mỗi một thớ thịt đều tràn đầy lực lượng, như có thể vĩnh viễn tiêu xài không hết. Nguyệt đồng lại nổi lên một thanh ảnh, chính là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt hắn ngưng trọng, tựa hồ cũng đã nhận ra cơ thể La Thanh Vân biến hóa. Trong nhãn thuật không gian thi triển thần kỹ cũng không thể giết hắn, một khi để cho hắn ly khai, mình muốn thủ thắng liền khó càng thêm khó. Thương! Lý Vân Tiêu tay niệm thần chú, trên người có vô số kim quang tuôn ra, trong không gian tựa hồ có kim ảnh xẹt qua, lóe lên mà tới. Loảng xoảng! Chiến thương của La Thanh Vân vừa quét ra, tựa hồ bị một cổ lực lượng nào đó dẫn dắt, vậy mà đi lệch phương hướng. Không chỉ như vậy, cả người hắn cũng bị kiềm hãm. Như bị trói lại, trên cánh tay còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng vết trói. Cái gì? La Thanh Vân cả kinh, thân thể bị dị lực áp chế,
tình huống cực kỳ bất ổn. Hai tròng mắt của hắn lóe lên, mơ hồ có lệ quang hiện ra, oánh oánh trong sáng, nơi lệ quang kia đi qua, liền nhìn thấy quanh thân bị vô số khóa sắt trói buộc. Xiềng xích kim sắc kia như là mạng nhện, rậm rạp, liên miên bất tuyệt, tựa hồ thông hướng vô cùng xa. Chiến thương cùng thân thể của hắn bị buộc thành bánh chưng. Đây là cái gì? Hắn bỗng nhiên cả kinh, thân thể cố sức quẩy người, liên ảnh kim sắc khắp bầu trời trên dưới hoảng động, không ngừng có đại lượng phù văn từ trong xiềng xích bay ra. Lý Vân Tiêu mi tâm lóe lên, một đạo bạch quang bắn ra, giới thần bia ở trên không trung không ngừng biến lớn, hóa thành bất hủ phong bi, mạnh mẽ chân áp xuống. Rầm rầm, kim sắc tỏa ảnh khắp bầu trời đột nhiên thắt chặt, ở dưới ánh sáng của giới thần bia càng thêm cứng cáp, từ trạng thái ẩn hình rõ ràng lên. Trên bia phù văn thoáng hiện, ma ha cổ tự hiện lên bốn phía, mạnh mẽ chân áp xuống. Ầm ầm, long khí trên người La Thanh Vân cuồng bạo, ngưng tụ thành một kết giới, ngạnh kháng thế giới chi lực, lực lượng kinh khủng phụt ra, xiềng xích kim sắc lắc lư liên tục, không ngừng ảo ảo rung động. Chân long pháp thân, trong mắt hắn phát lạnh, không tin trên đời có lực lượng có khả năng ràng buộc long thân của hắn, thân thể bắt đầu biến hóa, dần dần hóa long. Ánh sáng trên giới thần bia rung động, pháp tắc chi liên hoảng động lợi hại, kim sắc phù văn dâng lên, tựa hồ có dấu hiệu tan vỡ. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, tứ sắc quang mang từ trong tay bắn ra, đầu suốt thiên bay tới, mạnh mẽ đập xuống một cái. La Thanh Vân hoảng hốt hít một ngụm lãnh khí, chỉ cảm thấy hàn khí cực độ, trong ánh mắt tuôn ra vẻ tàn khốc. Uy lực vật kia hắn đã lĩnh giáo qua, nào dám ngạnh kháng, bị đập trúng mặc dù là chân long pháp thân, phỏng chừng cũng phải phế bỏ nửa cái mạng. Thương vô cùng, hoang thần hiện. La Thanh Vân hét lớn một tiếng, do thân thể bị ràng buộc thật chặt, chỉ có thể chuyển động cổ tay, chiến thương họa suốt từng vòng kim quang, trong kim quang phảng phất có cự linh thức tỉnh, một lực lượng đến từ hoang cổ tuôn ra. Toàn bộ chiến thương lóe lên kim sắc, nhất thời biến thành cự nhân cao mười mấy trượng, toàn thân ấn đầy các loại trận văn, gào thét đánh tới một quyền. Cái gì? Huyền khí cự linh? Lý Vân Tiêu cũng giật mình không thôi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Bang bang phanh, chỗ quyền ảnh xẹt qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Ầm ầm, một quyền kia đánh vào đâu xuất thiên, thổ hệ lực bị đánh văng ra, thiên băng địa liệt. Huyền khí cự linh cũng thoáng cái khôi phục thành thương ảnh, ở trên không trung dạo qua một vòng, liền kích bắn đến Lý Vân Tiêu. Hừ, có ý tứ. Sau khi Lý Vân Tiêu thất thần ngắn ngủi, liền bình tĩnh, tay khẽ phất, sơn hà đỉnh bay ra, thoáng cái bắn ra quang mang vạn trượng, ép tới chiến thương. Bong bong, chiến thương truyền đến thanh âm rung động bất an, vậy mà lăng không xoay chuyển, quay đầu bỏ chạy. La Thanh Vân cũng cả kinh, nhận ra đỉnh kia là vật đoạt được từ trong tu di sơn, hắn khẩn trương, liều mạng rằng co, long uy đáng xuất, chấn pháp tắc chi liên không ngừng lắc lư, khắp bầu trời đều là kim sắc liên ảnh. Lý Vân Tiêu lăng không lấy ra chiến chùy, mạnh mẽ giơ lên, ầm ầm một tiếng. Thiên địa rung động, vô số lôi đình hiện lên, đều nhập vào trong phủ. Sắc mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, bấm tay niệm thần chú, tử lôi trên đan điền không ngừng dâng ra tử sắc lôi phù, tản ra bốn phương tám hướng. Trên chiến trùy chậm rãi ngưng ra một tử sắc lôi ảnh thật nhỏ, ở bốn phía lôi đình kết giới du đãng. Cái gì? La Thanh Vân hoảng hốt, trong mắt muốn lồi ra. Uy áp của tử sắc diệt thế thần lôi hắn là cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Sống lưng lạnh buốt, cả người không thể bình tĩnh. Chân long là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa, cho nên thời điểm biến hóa có lực lượng rất khổng lồ, cũng dễ dàng ngưng tụ thành long hình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi không phải là thập giai chân linh sao, thử diệt thế thần lôi này xem, nhìn coi có oanh chết ngươi không. Hắn vung tay lên, hét lớn một tiếng, liền đánh xuống phía dưới. Tử sắc lôi long thoáng cái gầm hét, thân thể không ngừng biến lớn. Màu tím kia bị ngăn cản từ từ hóa nhạt, nhưng vẫn như cũ mang theo lôi uy kinh khủng, từ cửu tiêu hạ xuống. Chết tiệt, sao ngươi có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? La Thanh Vân điên cuồng kêu một tiếng, bỗng nhiên nắm chặt song quyền, long khí nổ lên, lan tỏa khắp bầu trời. Nhưng dưới giới thần bia, thế giới chi lực trực tiếp áp chế long uy lực, mỗi lần lực lượng bạo phát, thoáng cái lại bị đè ép xuống. Lôi long thoáng qua liền tới, bao phủ toàn bộ bầu trời. Ở trong mắt La Thanh Vân không ngừng phóng đại. Hắn biết chiêu này là trốn không thoát, 10 ngón tay bấm niệm thần chú,
hai pháp ấn hội tụ ở đầu ngón tay, trên vảy rồng dâng lên lực lượng vòng xoáy, một liên tiếp một, hóa thành áo giáp, từ trên thân thể xông ra ngoài. Ầm ầm, lôi quang hạ xuống, mạnh mẽ thôn phệ thân thể của hắn. Pháp tắc chi liên ở trong lôi ảnh lóe lên, hoàn toàn mất đi nhan sắc, làm cho nó một mảnh trắng bệch, dần dần tiêu thất ở trên trời cao. Thân ảnh của La Thanh Vân cũng ảm đạm xuống, có tiếng kêu thảm thiết bị tiếng sấm ở khắp bầu trời bao phủ. Lý Vân Tiêu không có thư giãn, lại đánh ra vô số quyết ấn bay vào giới thần bia, lần thứ hai vận chuyển thế giới chi lực, hỗn độn thế giới dần dần diễn biến ra, bày biện ra ngũ sắc lưu ly. Chân áp, thân ảnh hắn lóe lên, liền xuất hiện ở trên thần bi, hai chân đạp mạnh, nhất thời ầm ầm rơi xuống. Lôi quang vô tận dần dần tiêu tán, lộ ra một thân ảnh cháy đen, trong khoảnh khắc liền bị thế giới chi lực nuốt vào, mạnh mẽ chân áp xuống. Ầm ầm, nhãn thuật không gian rốt cục không chịu nổi, đột nhiên nghiền nát. Toàn bộ ngũ thải ngọc lưu ly thoáng cái xuất hiện ở trong thái hư ảo cảnh, rơi xuống Quỳnh Hoa đảo. Ầm, quang mang kinh thiên chấn nảy lên, toàn bộ Quỳnh Hoa đảo tứ phân ngũ liệt, triệt để hóa thành bột mịn. Hồ nước bốn phía thoáng cái nhấc lên kinh đào, sau đó chớp mắt đã bị đốt bay hơi, ở trên bầu trời hóa thành tầng tầng thủy vân, sắc trời lập tức âm u. Trong hồ khô cạn, một tấm phong bi vĩ ngạn đứng vững. Lưu quang phía trên dần dần tiêu tán, vô số văn tự cổ xưa từng cái hiển lộ ra. Đáy phong bi sáp nhập đại địa, toàn bộ đáy hồ vỡ thành bột mịn, ngay cả một hòn đá bằng chừng nắm tay cũng không tìm được. Một cây trường thương tinh xảo cắm thẳng ở góc ngọc bi, linh khí lưu động liên tục, một vòng mây khói ở trên thân thương uốn lượn, giống như thương biết hô hấp. Lúc này giới thần bia cao tới mấy trăm trượng, xâm nhập trời cao, Lý Vân Tiêu đứng ở trên đỉnh, khuôn mặt trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt. Từ lúc thi triển nhãn thuật, mỗi một chiêu cơ hồ đều là liều mạng, hiện tại cả người mệt lả, hầu như muốn ngã xuống. Hắn lấy ra số lớn thiên tài địa bảo ném vào trong miệng, còn có miếng miếng nguyên đan cũng trực tiếp ném vào. Hắn vừa ăn bảo vật, một bên nhìn chằm chằm hoang thần minh nguyệt thương, trong mắt vô cùng băng lãnh. Thân thương sáng bóng không giảm, linh tính còn đó, có thể thấy được chủ nhân vẫn chưa chết. Đột nhiên trên bầu trời hiện ra ánh sáng chói mắt, giống như lưu tinh bắn rơi xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, lộ ra vẻ kinh sợ, mục tiêu của đạo lưu tinh kia đúng là hắn. Hưu, thân thể hắn lóe lên, thoáng cái liền tránh đi. Ầm ầm, đạo ánh sáng kia xuyên thấu tàn ảnh của hắn, bắn vào đáy hồ, nhấc lên vô số bụi bặm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trắng bệch, lạnh lùng nhìn chằm chằm trời cao. Chỉ thấy không gian khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi ra một thân ảnh già nua, lăng không hạ xuống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói: "Hàn Quân Đình, ngươi muốn giết ta?" Lão giả kia chính là Hàn Quân Đình, hắn lắc đầu nói. Mặc dù ta và Vân Thiếu có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng đều là nhất thời, sao lại muốn giết Vân Thiếu chứ? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nga, vậy một kích kia, chỉ là chào hỏi. Hàn Quân Đình nói. Không phải, là thử xem tình huống của ngươi bây giờ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là quan tâm ta, muốn cho ta chút thánh dược chữa thương? Hàn Quân Đình nói, cũng không phải, chỉ là muốn nhìn có mấy phần nắm chặt bắt ngươi. Chớ hiểu lầm, ta đối với tính mệnh của Vân Thiếu không có hứng thú. Ánh mắt nàng ngưng lại, dừng ở trên giới thần bia, thở dài nói. Thật là cho ta ngoài ý muốn, vốn cho rằng siêu phẩm huyền khí của Vân Thiếu là Cửu Thiên Đỉnh, không nghĩ tới vẫn còn có thượng cổ thánh khí lưu lại. Trên gương mặt già nua của nàng chớp động ánh sáng hưng phấn yêu dị. Không thể không nói cái dịch dung này làm thiên y vô phùng, ngay cả tâm tình cũng có thể biểu lộ ra. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Thứ này ngươi muốn. Hàn Quân Đình không phủ nhận, trực tiếp nói. Đúng vậy. Lý Vân Tiêu hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nói. Thì tới lấy đi. Gương mặt hắn thong dong, tràn đầy bình tĩnh tự nhiên, có loại khí phách bế nghệ thiên hạ. Hàn Quân Đình bị tự tin của hắn ảnh hưởng, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Cao mày nói. Ta biết trong thánh khí này tất nhiên còn có cao thủ, Khương Nhược Băng cùng Phi Nghê thiếu chủ đều ở bên trong đi. Còn nữ tử sai sử Thâm Hải cự thú kia, cũng là hồng nhan chi kỷ của ngươi đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đại trưởng quỹ coi như là nữ trung hào kiệt, nếu muốn thì cứ tới lấy, dò xét nhiều như vậy làm gì, là nghĩ chỉ số thông minh của ngươi cao hơn ta sao?
Hàn Quân Đình cười nhạt một tiếng, nói. Vân thiếu thật đúng là phong lưu phóng khoáng, hồng nhan vô số, hơn nữa thân phận còn tôn quý, có lai lịch lớn. Khương Nhược Băng là Hồng Nguyệt Thành công chúa, Phi Nghê là Long Gia thiếu chủ, Đinh Linh Nhi là Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng, Lạc Vân Thường càng là đệ tử đích truyền của sư phụ ta, tương lai vô cùng có khả năng tiếp trưởng cung chủ vị. Còn vị nữ tử sai sử Thâm Hải cự thú kia, địa vị chắc là sẽ không thua những nữ tử này. Chậc chậc, chỉ cần đem những cô gái này thu vào hậu cung, cũng đủ để tổ kiến một siêu cấp thế lực. Lý Vân Tiêu không để ý tới châm chọc trong lời nói của nàng, ngâm ngâm cười nói. Hàn đại trưởng quỹ mỹ mạo như thiên tiên, nếu nguyện ý mà nói, cũng có thể nhập hậu cung của bản thiếu. Mỹ nhân giống như đại trưởng quỹ, tái giá 100 cũng chê ít. Sắc mặt Hàn Quân Đình bình thản, không có chút tức giận nói. Vân thiếu đây là đang khoa trương ta, hay là biểu thị bản thân hoa tâm đây? Lý Vân Tiêu nghiền ngẫm cười nói. Tự nhiên là khen ngươi. Hàn Quân Đình cười nhạo nói. Đáng tiếc, dù Vân thiếu thiên tư chắc tuyệt làm sao, cũng vô pháp lọt vào mắt Quân Đình, ta và Vân thiếu không có duyên phận này. Nga, nghe ý tứ của đại trưởng quỹ, tựa hồ lòng đã có tương phối. Lý Vân Tiêu không khỏi có chút bát quái, sinh lòng hiếu kỳ, chẳng biết là ai có khả năng bắt được phương tâm mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Hàn Quân Đình nhàn nhạt nói. Cái này không có quan hệ gì tới Vân Thiếu, ta biết lúc này Vân Thiếu cùng ta trêu đùa, chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi, nhưng lấy trạng thái của ngươi. Mặc dù thiên phú lại nghịch thiên làm sao, không có 2-3 ngày là không có khả năng khôi phục. Kỳ thực Thần Tiêu Cung cùng Vân Thiếu là bạn không phải địch. Lạc Vân Thường là sư tỷ của ta, ngày khác cùng Vân Thiếu kết làm phu thê, liền là người một nhà. Lý Vân Tiêu nói, nếu là người một nhà, vậy tại sao đại trưởng quỹ lại làm khó người nhà của mình? Hàn Quân Đình cười nói, hảo một cái khéo mồm khéo miệng, phải biết rằng Lạc Vân Thường luyện thành cửu dương thần thể, sẽ là trưởng môn tiếp theo của Thần Tiêu Cung, mặc dù cái thánh khí này bị ta mang đi, cũng là giao cho sư phụ, tương lai truyền cho Lạc Vân Thường. Cũng bằng trả lại cho Vân Thiếu. Sao hiện tại phải khổ đối địch với ta, rơi vào lưỡng bại câu thương? Lý Vân Tiêu ngẩn ra, vội vàng nói. Ngươi biết Vân Thường biến mất. Hàn Quân Đình gật đầu nói. Có một chút, nhưng không nhiều. Vân Thiếu cứ yên tâm đi, nàng hiện tại rất tốt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm không gì sánh được, nghe Hồng Thạch nguy hại hắn nhất thanh nhị sở, làm sao có thể yên tâm, lạnh lùng nói. Đem tình huống của Vân Thường nói cho ta biết. Hàn Quân Đình cười nói. Nếu Vân Thiếu quan tâm nàng như vậy, liền cùng ta hợp tác, dâng ra thánh khí này, ta nhất định sẽ ủng hộ Vân Thường tỷ tỷ. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói. Nghĩ không ra ngươi tự mình chạy đến, lại có thể cho ta một tin tức ngoài ý muốn, vừa lúc bắt ngươi đến siêu hồn. Hàn Quân Đình biến sắc, cả giận nói. Lý Vân Tiêu. Ta chỉ muốn huyền khí của ngươi mà thôi, ngươi lại muốn tính mạng của ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Ai bảo ngươi không thành thật, biết rõ ta có thánh khí trong tay còn dám tới gây chuyện, chẳng biết con bài chưa lật của ngươi từ đâu mà đến. Là tự tin đối với thực lực của mình, hay là tự tin đối với giúp đỡ giấu ở bốn phía? Hàn Quân Đình hơi biến sắc, hừ nói. Ngươi đã nhận ra, vậy tất cả ra đi. Không gian bên cạnh nàng khẽ nhúc nhích, thoáng cái nhộn nhạo. Hiện ra bốn đạo nhân ảnh, là Đường Kiếp, Lý Giật, Tiểu Bát cùng Lê. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, cười khổ nói. Tại sao lại là các ngươi? Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào chứ, các ngươi cũng cùng Thần Tiêu Cung đi cùng một chỗ. Đường Kiếp âm lãnh nói. Ý của ngươi là nói chúng ta không đủ phân lượng. Lý Vân Tiêu không phủ nhận, gật đầu nói. Xác thực không đủ phân lượng. Ngươi, hừ, lười nói nhiều cùng một người sắp chết. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuộc đời ngươi tiêu dao, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay chúng ta à. Lý Vân Tiêu có chút không nghĩ ra, bật cười nói. Ta làm sao lại chết trong tay các ngươi? Ánh mắt của hắn quét một vòng nói. Thương cùng hai gã đại yêu khác đâu, ba người bọn hắn tuyệt đối đang ở bốn phía. Đường Kiếp nói. Giết ngươi không cần thương đại nhân xuất thủ. Ta thừa nhận ngươi so với chúng ta cường đại hơn, nhưng lúc này ngươi giàu hết đèn tắt, mà năm người chúng ta liên thủ, cho dù ngươi có người tương trợ, cũng là hẳn phải chết. Lý Vân Tiêu nâng cằm trầm ngâm nói.
Thương cùng những lâu la các ngươi cho tới bây giờ đều như hình với bóng, hắn làm sao sẽ không xuất hiện? Chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Không bằng gọi hắn đi ra, sổ sách ở Tống Nguyệt Dương Thành cũng nên là thời điểm giải quyết. Đường Kiếp biến sắc, hừ nói. Ngươi nghĩ nhiều lắm, tới Hoàng Tuyền từ từ suy nghĩ đi. Khí thế trên người hắn dâng cao, cả người thoáng cái yêu hóa, phanh một tiếng, gào thét xông đến giới thần bia. Hàn Quân Đình nhìn hình dạng quái vật của Đường Kiếp, nhíu mày nói. Hiện tại bộ dáng này của Đường Kiếp, còn có thể tính là nhân loại sao? Lê nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói. Nhân loại có gì tốt, làm yêu quái không phải là tốt hơn sao? Hàn Quân Đình nhìn không được biến sắc, hừ nói. Chủng tộc yêu khuyết, bất quá là hư ảo, không cần nhiều lời. Y theo kế hoạch, các ngươi muốn tính mệnh của Lý Vân Tiêu, ta muốn thánh khí của hắn. Lê nhẹ nhàng cười nói. Có khả năng, nhưng ngươi đối với thánh khí tựa hồ không biết, mỗi một kiện thánh khí đều có thiên mệnh chủ đạo, có quỹ tích lựa chọn của mình. Thánh khí không chọn của ngươi, ngươi có đoạt phá đầu cũng không được. Hàn Quân Đình không tin hừ nói. Cái gì thiên mệnh quỹ tích, nhất định là nói bậy, giết Lý Vân Tiêu xong không phải chính là của ta sao? Lê cười nói. Ngươi có khả năng thử xem, nếu đơn giản như vậy, ta sao lại bỏ qua thánh khí không cần chứ? Hàn Quân Đình cười lạnh nói. Nhân yêu quỷ kế đa đoan, đó là bởi vì ngươi muốn giả vờ thần bí, cũng có thể đây là nhân tộc thánh khí, các ngươi cầm vô dụng. Lê nói. Mặc dù đúng như ngươi nói, chúng ta cầm đến vô dụng, nhưng giá trị thánh khí to lớn không cách nào cân nhắc. Hàn Quân Đình, ta thấy ngươi thiên tư cực cao, đúng là hiếm thấy. Ta là cửu lê yêu tộc nhất mạch, nếu ngươi nguyện ý gia nhập vào yêu tộc, ta có khả năng đem thân thể của ngươi thay đổi cường đại hơn. Tương lai thành tựu tất nhiên vượt xa ta. Hàn Quân Đình nhìn bộ dạng của Đường Kiếp, khẽ run run thoáng cái, quát. Ngươi ít đánh chủ ý tới ta, hôm nay đánh xong, chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa bao giờ nhận thức qua. Tiểu Bát sắc mặt cổ quái nói. Sau khi biến thành yêu tộc, còn có thể biến trở về không? Biến trở về. Lê lạnh lùng nhìn hắn nói. Không có bất kỳ một yêu tộc nào lại muốn thay đổi thành nhân loại. Cũng không phải A Miêu A Cẩu nào ta cũng sẽ giúp, tỉ như ngươi lại không được, thiên phú không đủ. Đường Kiếp thiên phú cũng không được, giúp hắn trở nên mạnh mẽ chỉ là điều kiện giao dịch mà thôi. Hàn đại trưởng quỹ, ngươi có tư cách này, chăm chú cân nhắc một chút. Trong lòng Hàn Quân Đình một trận ác hàn, quát. Đừng dài dòng, ra tay đi. Lê than thở. Có phúc không biết hưởng, xem ra ngươi là không có duyên phận này. Lý Vân Tiêu ở trên giới thần bia nhìn Đường Kiếp chạy như bay tới, sắc mặt trầm xuống, lúc này tình trạng của hắn đích xác phi thường không xong, sợ là rất khó xuất thủ nữa, mà La Thanh Vân còn ở dưới giới thần bia sinh tử không biết. Hắn đánh vào thần bi một quyết ấn, phía trên lóe lên quang mang, ác linh cùng tân thần thoáng cái bay ra. Ác linh hét lớn một tiếng, lưỡi búa ở trong tay biến lớn, mạnh mẽ chém xuống phía dưới. Bầu trời bị bổ ra một vết rách kinh khủng. Đường Kiếp hoảng sợ không dám ngạnh kháng, vội vàng lăng không xoay người, lui trở lại. Ha ha, tiểu tử này không tệ, có tự mình hiểu lấy, liền giao cho ta tới chém đi. Ác linh cười lớn một tiếng, lộ ra nanh sắc, liền xông tới. Tân thần xoay chuyển ánh mắt, cau mày nói. Lý Vân Tiêu, người càng ngày càng không đáng tin cậy, làm sao gặp gỡ một đám lâu la này cũng gọi chúng ta ra. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lê, nói. Ngoại trừ nữ yêu kia ra, người còn lại thật không đủ xem a. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi ý tứ là thời điểm ta gặp phải Phong Hào Vũ Đế liền gọi ngươi ra. Tân thần ngẩn người, sau đó trên trán chảy hôi lạnh nói. Vẫn là thời điểm gặp phải lâu la gọi đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nhìn ngươi tự tin như vậy, mấy cái này ngươi toàn bộ giải quyết đi, ta điều tức một hồi, dưới giới thần bia còn trấn áp một nhân vật lợi hại. Tân thần đáp. Tốt. Trên người hắn hiện lên ánh vàng, các loại trận phù không ngừng tuôn ra, như là kim giáp cự linh, sắc mặt lạnh như băng bay đến phía mấy người kia. Cửu tinh trung giai, thật là không tệ. Người này giao cho ta, các ngươi đi giết Lý Vân Tiêu đi. Lê nhẹ giọng nói, liền triển khai bộ pháp đạp đi ra ngoài. Chân của nàng nhẹ nhàng điểm trên hư không, trận văn đẩy ra, tựa hồ có các loại quy tắc, không gian bốn phương không ngừng hoảng hốt. Tân thần cùng Lý Vân Tiêu đồng thời nhướng mày, có chút giật mình nhìn bước tiến của Lê.
Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không tốt, ánh mắt lộ ra kinh sắc, khí tức trên người Lê không ngừng tăng cường, hoàn toàn không dưới Tân Thần. Lẽ nào nàng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái của mấy vạn năm trước? Như vậy thương cùng hai đại yêu khác thì sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, cảm thấy sự tình rất phức tạp. Hắn nghe Tiểu Thanh nói qua, mấy tên yêu tộc đang dùng tế tự chi trận làm bản thân ngủ say, để lĩnh ngộ thập phương quy tắc trong hồn thiên nghi, nơi đây không thấy thương cùng hai gã đại yêu khác, có phải thương đã đến thời điểm mấu chốt hay không? Nếu thương cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng có thể sẽ lĩnh ngộ thập phương quy tắc, vậy có phải ý nghĩa hắn có khả năng đột phá đến thần cảnh hay không, trở thành vị thần cảnh cường giả thứ nhất trong mấy vạn năm qua? Vấn đề liên tiếp hiện lên ở trong đầu, Lý Vân Tiêu cảm thấy càng nghĩ càng có thể, nếu thương đột phá bỏ đến thần cảnh, như vậy phiến thiên địa này đứng mũi chịu sào chính là nhân tộc. Yêu tộc sớm bị phân thành hai, một chi trấn áp dưới chân núi Ngũ Hà Sơn, một chi còn sót lại ở Tinh Nguyệt huyễn cảnh. Nếu như một khi xuất hiện nhân vật lãnh tụ kinh thiên động địa, tất nhiên sẽ quậy đến long trời lở đất. Ngay thời điểm tâm thần hắn bất định, Tân Thần hét lớn một tiếng, vô số kim quang bộc phát, đánh ra một quyền. Phanh! Không gian chỗ Lê thoáng cái hoảng hốt, tàn ảnh trong nháy mắt bị đánh nát. Khanh khách, bắp thịt thật là cường tráng nha, hì hì. Tiếng cười của Lê truyền đến, chỉ thấy tàn ảnh không ngừng xuất hiện ở bốn phía Tân Thần, vị trí của Lê phiêu hốt bất định, khó có thể bắt được. Trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát. Cẩn thận bước tiến của nàng. Tân Thần cả kinh, lúc này mới phát hiện chỗ Lê đạp lên, đều lưu lại một vết chân trong suốt, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 đạo. Hi hi, nhãn lực của Lý Vân Tiêu cực tốt ha. Thân pháp của Lê cực nhanh, như hồ điệp bay lượn, hoặc như cá trạch trơn trượt, trong vui cười, thoáng cái hiện hình cách Tân Thần ba trượng, đạp ra một bước cuối cùng nói. Đáng tiếc đã chậm. Một bước kia hạ xuống, hơn 10 vết chân trong khoảnh khắc dâng lên yêu quang, bốn phía Tân Thần hiện ra vô số văn tự yêu tộc cổ quái, khó có thể nhận thức. Tân Thần hoảng hốt, bỗng nhiên hai tay chặp lại, trận văn trên người không ngừng kích bắn ra, hóa thành dị tượng, hướng trong yêu khí phóng đi. Ầm ầm. Chiêu khoa phụ truy nhật mạnh mẽ vỗ ra, song trưởng trực tiếp áp chế yêu khí, hai cổ lực lượng xông tới va chạm. Thần thể thật là lợi hại. Ánh mắt Lê lộ ra tán thưởng nói. Trong nhân tộc đích xác có rất nhiều thiên tài, đáng tiếc vô dụng. Trên người nàng lóe lên hồng quang, một tiểu cổ đeo ở bên hông, quả đấm vỗ xuống. Thình thịch, tiếng trống chấn động, bầu trời run lên, yêu văn quỷ dị kia từng cái mai một, Tân Thần chỉ cảm thấy song trưởng buông lỏng, cổ lực lượng cùng hắn kháng cự kia trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi, lúc còn đang kinh ngạc, cảm giác tử vong nguy hiểm nảy lên trái tim. Bất hảo. Ầm ầm. Trên bầu trời không có bất kỳ dấu hiệu nào, trong nháy mắt liền nổ ra một cái hắc động thật lớn, vừa lúc ở chỗ Tân Thần đứng, cả người hắn trong nháy mắt đã bị nuốt vào, tất cả lực lượng hoàn toàn tiêu thất. A! À, mọi người giật mình, miệng há thật to. Hàn Quân Đình kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Chết, đã chết rồi sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu muốn lồi ra. Tuy rằng hắn đã nhận ra một chiêu này nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ tới sẽ hung tàn như vậy, trực tiếp thuần sát. Ác Linh cũng hoảng sợ ngừng lưỡi búa trong tay, nhìn qua bên kia. Bang 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 bang. Cách hơn trăm trượng, bầu trời đột nhiên nghiền nát, hóa ra một quỹ đạo thật dài, Tân Thần đột nhiên bay ra. Phốc. Thần thể ở trên không trung chợt đi mười mấy trượng mới ngừng lại được, miệng không ngừng phun ra máu, toàn thân kim quang thu liếm, khí tức thoáng cái suy nhược xuống. Di, lấy thực lực vũ đế cửu tinh trung giai của ngươi, ăn một chiêu của ta còn chưa chết, coi như là rất không tầm thường. Lê ngạc nhiên, lại lộ ra mỉm cười, hướng Tân Thần đi đến, một bước liền xuất hiện ở trước người hắn. Tân Thần sợ đến hít một ngụm lãnh khí, cuống quýt lui về phía sau. Đùa gì thế, vừa rồi bản thân toàn thịnh cũng khiêng không được một chiêu của nàng, lúc này trọng thương, sợ là vừa chạm liền chết. Nhưng vô luận hắn lui về phía sau như thế nào, Lê đều thủy chung ở trước mặt, mặt mỉm cười nhìn hắn. Chết tiệt, đánh không lại, chạy cũng không được a. Tân Thần giận dữ, lần thứ hai vận chuyển nguyên lực, song quyền mạnh đánh ra, thoáng cái liền đánh ra mấy trăm quyền, làm bầu trời bang bang nổ lên. Chết chết chết, vô số quyền ảnh phi tập, thân ảnh của Lê vẫn như cũ ở trước người hắn, thật giống như hoa trong nước, trăng trong gương, bị quyền kình oanh không ngừng hoảng hốt. Nhưng thủy chung vẫn còn đó.
chuyện gì xảy ra? Tân thần không khỏi kinh hãi. Hi hi, ngu ngốc, nhìn ngươi cũng đủ mệt, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lê cười nhạt một tiếng, trong tay đột nhiên hiện ra một cây chủy thủ, hướng trên cổ tân thần cắt tới. Tân thần không khỏi chảy mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng thấy chủy thủ cắt đến, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi, trơ mắt chờ chết. Loại cảm giác đó miễn bàn có bao nhiêu dày vò, nội tâm đè nén là không thể nói rõ. Phanh! Chủy thủ chém xuống, chém ở trên một thanh lợi kiếm, chấn xuất ra kim quang. Chủ nhân lợi kiếm bạch y phiêu đãng, thần thái đạm nhiên. Ngũ quan phân minh, như là khắc gia, tinh mỹ tuyệt luân, mặc dù là nam tử, nhưng nữ tử cũng phải đố kỵ. Đồng tử của Lê hơi co lại, nhìn chằm chằm người trước mắt đột nhiên xuất hiện, ngưng thanh nói. Cửu tinh đỉnh, người tới chính là Bắc thần nam, tay phải hắn run lên, đánh văng chủy thủ ra, hướng tân thần nói. Ngươi lui trước đi, sau đó quay kiếm mà đứng, khuôn mặt vô tình, nhưng trong con ngươi lại hiện lên quang mang, nhìn chằm chằm Lê nói. Cửu Lê yêu tộc, tân thần từ quỷ môn quan dạo một vòng, cả người run run nói. Đa tạ, nói xong liền thả người lóe lên, xuất hiện ở bên người Lý Vân Tiêu, sắc mặt trắng bệch. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lý Vân Tiêu cười nói. Không phải xem thường những lâu la này sao, làm sao thiếu chút nữa đánh mất mạng nhỏ rồi. Tân thần cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ta là đang giúp ngươi giết địch, vậy mà ngươi châm chọc ta. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói. Đừng nóng giận, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, thiên hạ cường giả nhiều lắm, càng lên cao, đối với thiên đạo càng lúc càng kính sợ, bất cứ khi nào cũng đừng khinh địch. Tân thần sửng sốt, hừ lạnh một tiếng liền lặng lẽ không nói. Sắc mặt Yêu Lê ngưng trọng, nhìn chằm chằm Bắc thần nam nói. Ngươi là ai? Bắc thần nam lạnh nhạt nói. Cửu Lê bộ tộc, ta đã thấy một vị tổ tiên của ngươi, rất giỏi. Tổ tiên? Lê khẽ cười một tiếng không nói, nàng ngủ say hơn 3 vạn năm, đối phương nói tổ tiên hơn phân nửa là hậu bối bản thân nàng rồi. Nhưng nàng nào biết đâu rằng Bắc thần nam càng là ngủ say hơn 10 vạn năm a. Ngươi đã cùng tổ tiên ta hữu duyên, sao còn muốn xuất thủ với ta? Lê nháy mắt cười nói, nàng cảm nhận được Bắc thần nam không đơn giản, không muốn cùng hắn là địch. Đúng vậy, coi như là tổ tiên ngươi tới, ta cũng muốn quản. Lý Vân Tiêu không thể giết, nếu tổ tiên ngươi ở đây, cũng sẽ tán thành quyết định của ta. Bắc thần nam nhàn nhạt nói, thủy chung là một bộ không mặn không lạt. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, cùng Lý Vân Tiêu quả nhiên là cá mè một lứa. Sắc mặt Lê trầm xuống, hừ lạnh nói. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Bắc thần nam nói. Ngươi là hậu nhân của nàng, ta không đánh ngươi, chỉ cần ngươi đừng đối phó Lý Vân Tiêu là được. Nằm mơ. Lê vừa bực mình vừa buồn cười, lười cùng hắn nói nhiều, trực tiếp đưa ngang chủy thủ một cái, hóa ra một phù ấn. Vô số linh khí bốn phía dũng mãnh vào trong ấn quyết, quát một tiếng liền lăng không chém qua. Một kích này nàng vẫn chưa ngừng tay, bước tiến dưới chân xoay chuyển, trên người dâng lên bạch quang, tay trái mạnh mẽ đánh vào tiểu cổ bên hông. Thình thịch, một con cự cổ ở trước người nàng biến hóa ra, truyền ra tiếng gầm hung ác, như là thiên quân vạn mã tập kết, thanh thế kinh người. Thình thịch, bầu trời chấn động, đại cổ dâng lên hắc khí, hóa thành 3 con yêu thú hung mãnh. Dữ tợn nhào ra, thân thể đen kịt, đầu có 2 sừng. Sắc mặt của Bắc thần nam vẫn lạnh nhạt như cũ, trường kiếm ở trước người hóa ra kiếm phù, nguyên lực không ngừng chảy vào trong đó, kịch liệt áp xúc. Hóa kiếm. Một tiếng xích nhẹ, đạo kiếm phù kia tách ra, hóa thành vô số kiếm nhận thật nhỏ, như là nguyệt nha ngang trời chém tới. Phanh. Đạo chủy nhận kia bị kích nghiền nát, nguyệt nha xuyên thấu ra, trong nháy mắt chém ở trên người 3 con yêu thú. Bị cắt thành 2 đoạn. Lê biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, tay trái bấm niệm thần chú, vỗ vào mặt trống. Phanh! Vô số hồi âm vang lên, toàn bộ bầu trời một mảnh sát phạt, hóa ra các loại hình thái, quần ma loạn vũ. Bắc thần nam nhướng mày, tay phải bấm niệm thần chú, quát khẽ. Muôn đời ngự kiếm! Tay trái cầm kiếm ở trước người vẽ một vòng, nhất thời dâng lên vô số kiếm cầu, ong ong vang vọng. Tỉ mỉ nhìn sang, không ngờ là do vô số kiếm khí ngưng thành, bên trong kích bắn ra vô số lưỡi dao sắc bén. Bát cạnh chiếu ảnh, định thần là kiếm. Kiếm thế của Bắc thần nam dâng lên, tất cả đều là kiếm quang lăng liệt,
hiu hiu chém tới. Thoáng cái khắp bầu trời đều là vết kiếm, khí thế như thiên quân vạn mã kia trong nháy mắt băng tán. Một lực phản phệ từ trong đại cổ chấn ra, cả người Lê run lên, một ngụm máu tươi lao tới yết hầu, nhưng vẫn kiên cường nuốt xuống. Quỷ vương ra. Nàng mạnh mẽ cắt ngón tay, lăng không vẽ ra huyết phù, vỗ vào trên trống trận. Ầm ầm. Tiếng trống này cùng lúc trước rất khác nhau, như sấm chớp rền vang, toàn bộ hư không như bị chấn vỡ. Mảng lớn kiếm quang ở trong tiếng trống mai một, còn sót lại cũng đều bay trở về, nhập vào trong trường kiếm. Hàn quang trên thân kiếm tiêu tán, làm nó giống như thanh kiếm phổ thông. Bắc thần nam thu hồi trường kiếm, tiêu sái mà đứng, tựa hồ không có ý tái chiến. Hắn chỉ muốn ngăn Lê giết Lý Vân Tiêu, bản thân đối với Lê là không có ác ý. Âm ba trên trống trận còn đang không ngừng kích động, đột nhiên dâng lên phù văn lục sắc, ở trên trời cao đẩy ra. Cái gì, đó là... Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong yêu tộc cũng có rất nhiều thần thông uy lực kinh người, mặc dù là hắn cũng không dám khinh thường, trước mắt Lê thi triển ra chiêu này, ngay cả hắn cũng không nói rõ được, nhưng từ trong lục phù tuôn ra khí tức, là cường đại kinh người. Bắc thần nam nhướng mày, ung dung nói. Triệu hoán quỷ vương. Cả người Lê run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó sắc mặt âm trầm, hừ nói. Ta lại quên, ngươi nhận thức một đời tộc trưởng của cửu Lê bộ tộc chúng ta, biết quỷ vương thần thông này cũng chẳng có gì lạ. Vậy ngươi cũng có thể minh bạch chiêu này lợi hại, hiện tại ngừng tay còn kịp. Bắc thần nam nói. Lúc toàn thịnh, ta từng giết qua một con quỷ vương, chẳng biết ngươi có thể gọi ra mấy phần lực lượng. Giết qua một con, ha ha ha, dõng dạc. Lê cười nhạo nói. Thực lực quỷ vương hoàn chỉnh, dù là thần cảnh cường giả cũng không dám tranh phong. Quả nhiên là người ngông cuồng, ta một chút cũng nói không sai. Thình thịch, nàng lần thứ hai nhấc tay vỗ xuống, chống trận kích bắn ra một âm ba, những phù văn trên bầu trời kia đều dựa theo quy luật gạt ra. Một luồng lục quang yếu ớt từ trong sóng âm xuất hiện, chậm rãi hóa thành một khô lâu. Khanh khách khanh khách, hàm răng khô lâu chuyển động, phát ra thanh âm, nó đang cười, quái thanh kêu lên. Là ai gọi bản vương ra? Sắc mặt Lê có chút tái nhợt nói. Là ta, cửu Lê nhất tộc chi chủ, thay ta giết người trước mắt này. Kiệt 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 kiệt, người này là cửu tinh đỉnh phong cường giả, lớn lên cũng xuất khí, nếu muốn giết hắn, cho ta chỗ tốt là không thể thiểu a. Khô lâu quái tiếu. Lê mặt âm trầm, quát. Yên tâm, ta bình thường bạc đãi qua ngươi sao. Nàng lăng không một chảo, một con tích dịch thú còn sống bị nắm trong tay, lân giáp kim sắc đầy người. Không ngừng giãy giụa, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, hiển nhiên linh trí cực cao. Hừ, Lê lạnh lùng hừ một tiếng, không chút tiếc rẻ ném tới không trung. Cửu giai long tích, còn là phẩm chất phương tộc. Trong mắt khô lâu toát ra lục hỏa, càng lúc càng vượng. Long tích vừa rời tay, lập tức hưu một tiếng hóa thành kim quang, phá không bay đi. Kiệt 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 kiệt, thật là chuyện cười. Khô lâu cười ha hả, há mồm phun ra một đoàn quang mang. Như là đầu lưỡi quấn lấy long tích, trực tiếp ăn vào trong miệng, không ngừng nhai kéo kẹt kéo kẹt. Nghe được thanh âm kia, tất cả mọi người một trận hoảng sợ, dạ dày cuồn cuộn liên tục. Không tệ, long tích này rất tốt, ta sẽ tận lực giúp ngươi giết chết người trước mắt, nhưng lực lượng thi triển ra sẽ không hơn tế phẩm ngươi cho ta. Sau khi khô lâu ăn tươi long tích, lộ ra vẻ hài lòng nói. Lê nói, cái này tự nhiên, người này liền giao cho ngươi. Kiệt 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 kiệt, không thành vấn đề. Khô lâu quái thiếu, mạnh mẽ vào tới, há mồm hướng Bắc thần nam táp tới. Bắc thần nam bạch y phiêu phiêu, lạnh nhạt nói. Thực là muốn chết, ta cũng cho ngươi chút tế phẩm, tùy tiện ăn đi. Tay hắn khẽ phất, nhất thời có một đoàn lục khí hiện lên, ngón tay lăng không hỏa ấn, ngưng tụ thành một con đại lục bàn tơ, hung mãnh đánh tới khô lâu. Ừ, khô lâu sửng sốt một chút. Sau đó lục hỏa trong mắt bùng lên, hoảng sợ thất thanh nói. Độc, độc, đây là lục độc A. Đại lục bàn tơ đập xuống, lục quang bốn phía khô lâu co rụt, đều trở lại trong con ngươi, chỉ lớn chừng hạt đậu. Phanh, không gian chấn động, khô lâu trực tiếp phá không, tiêu thất ở tại chỗ, để cho đại lục bàn tơ bắt hụt. Sau đó cách không xa, khô lâu lần thứ hai hiện lên, tràn đầy kinh khủng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Trong đó còn có kim quang điểm điểm, bắn tới chỗ Lê nói. T.
Tế phẩm ta còn chưa tiêu hóa, trả lại cho ngươi, không nên gọi ta ra. Phanh. Khô Lâu tiêu thất vô hình, triệt để vô tung vô ảnh. Lê. Mọi người. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh trên mặt, ngượng ngùng nói. Quỷ vương kia rốt cuộc là vật gì? Bắc thần nam vung tay lên, đại lục bàn tơ hóa thành lục khí trở lại trong tay, thu nhập trong cơ thể nói. Hẳn chỉ là quỷ binh mà thôi, quỷ vương chân chính, dù cho chỉ có một bộ phận lực lượng phủ xuống, cũng không có thể sợ chết như vậy. Lê chảy mồ hôi lạnh, kinh ngạc nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Bắc thần nam nói. Các ngươi đi đi, ta sẽ không cho các ngươi thương tổn Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lê âm trầm, lạnh giọng nói. Hàn đại trưởng quỹ, Lý Vân Tiêu giao cho ngươi, người này quá vướng tay chân, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn. Hàn Quân Đình nói. Ngươi cẩn thận một chút, chế trụ người này là được. Lê gật đầu, thân ảnh liền lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Sau đó trên bầu trời phong vân khởi động, chống trận hóa thành sóng âm to lớn, như là một mảnh thải vân đè ép xuống. Phía trên có lực lượng cổ quái không ngừng hiện ra, các loại đồ án kinh khủng cũng nổi lên. Bắc thần nam biến sắc, kiếm khí ngưng xuất, vọt tới bốn phía. Kiếm mang bén nhọn lao ra mười mấy trượng liền bị một lực lượng áp chế, vậy mà không thể phá tan. Lê lớn tiếng nói. Ta lấy trống âm làm trận, có khả năng chế trụ hắn, nhưng không cách nào kéo dài. Hàn Quân Đình nhất thời hội ý, sắc mặt thoáng cái lạnh lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt ngoại trừ sát khí, còn có vẻ phức tạp. Lý Vân Tiêu, ta thật không hy vọng đối địch với ngươi, loại tâm tình này thật không tốt. Ta cũng vậy, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, diệt trừ những yêu nhân này. Hừ, ngươi không ngừng xem xét thời thế, sau đó làm ra các loại nhận định cùng mưu lược, nhưng ta làm sao không phải như vậy, hôm nay trận này tuy thắng không anh hùng, nhưng chí giả quyết đấu, cho tới bây giờ không chỉ dùng vũ lực. Khí tức trên người Hàn Quân Đình không ngừng tràn ra, dung nhan già nua bắt đầu gấp khúc, dần dần hiện ra sáng bóng. Đám người Đường Kiếp giật mình, Thần Tiêu Cung chưa bao giờ thu nam đệ tử, bọn họ đối với thân phận của Hàn Quân Đình cũng rất hoài nghi, hiện tại xem ra, quả nhiên là dịch dung. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi quá biết tính kế, cho nên đánh giá thấp tác dụng của lực lượng bản thân. Ở Tân Duyên Thành như vậy, hiện tại cũng như vậy. Ngươi luôn muốn tính kế người khác, lợi dụng tất cả lực lượng có khả năng lợi dụng đến làm việc cho ngươi, nhưng lại bỏ quên lực lượng của mình, đừng quên lực lượng bản thân, mới là căn bản để ngươi đặt chân ở thế giới này. Hàn Quân Đình hơi biến sắc nói. Ngươi nói không sai, lúc ngoài Tân Duyên Thành, nếu ta có thể quyết định đánh với ngươi một trận mà nói, hôm nay có thể sẽ là một phen cảnh tượng khác. Trên người nàng biến hóa càng lúc càng lớn, nếp nhăn bóc ra, da thịt như được tân sinh, sáng loáng như ngọc, cả người đặt mình trong sương vụ, nhưng dung nhan khuynh thành đã sơ hiện, làm cho người sợ hãi than. Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên, hồng tiêu hương đoạn hữu thủy liên. Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt, nhất chữ tịnh thổ yểm phong lưu. Lời thơ ngân vang, dung nhan tuyệt thế khuynh thành từ từ triển lộ, quả thực là tuyệt sắc nhân gian. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt mọi người triển lộ dung nhan, tựa hồ có chút không quen, trên mặt hiện vẻ đỏ tươi, ánh mắt chớp động, như nguyệt bắn hàn giang, cho người một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tất cả mọi người nhìn có chút dại ra, ngay cả Lê cùng Bắc Thần Nam, Ác Linh cùng Đường Kiếp ở xa xa, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Tiểu Bát thở dài nói. Thần Tiêu Cung thật đúng là một địa phương thần kỳ a, tùy tiện một đệ tử cũng tuyệt mỹ như này, khúc hồng nhan được xưng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sẽ là dáng dấp ra sao? Lý Dật nuốt ngụm nước miếng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nói. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, mặc dù đã từng đẹp tuyệt thiên hạ, hiện tại cũng là hoa tàn ít bướm, không đến mức so với nàng còn đẹp hơn a. Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm xuống, ánh mắt bắn tới, lạnh giọng nói. Gia sư dung nhan hơn ta gấp trăm lần, bọn đạo trích các ngươi há có thể bàn luận. Nếu lại để cho ta nghe được một lời bất kính, trước giết bọn ngươi. Hai người giật mình, không khỏi lui một bước, cũng không biết là sát khí bức người hay là xinh đẹp bức người. Hi hi, nguyên lai đại trưởng quỹ muội muội xinh đẹp như vậy, để cho tỷ tỷ đố kỵ a. Trong giới thần bia truyền ra tiếng cười, một con hỏa phượng bay ra, chớp mắt hóa thành phi nghê, thoáng cái đứng ở bên cạnh Lý Vân Tiêu. Nàng chớp mắt nhìn Lý Vân Tiêu, cười hì hì nói.
định lực của phu quân thật là kinh người. Muội muội xinh đẹp như vậy, ngay cả ta cũng nhìn không được động tâm, vậy mà phu quân có thể bảo trì bình tĩnh như thế, thảo nào bình thường đối với ta cũng xa cách, thật để cho người lo lắng. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Phi Nghê, người muốn xuất thủ liền xuất thủ, không cần mỗi lần ra đều trước nói bậy một phen a. Phi Nghê dịu dàng nói. Phu quân sinh khí, ta đây không nói nữa. Sắc mặt Hàn Quân Đình khó xem, lúc này khí tức trên người Phi Nghê, so với lúc ở Tân Duyên Thành cường đại hơn rất nhiều, nàng lạnh giọng nói. Phi Nghê thiếu chủ, đừng quên thân phận của ngươi, vì một nam nhân, lại mạo hiểm như vậy có đáng giá không? Lấy gà theo gà, gà chó theo chó, đương nhiên là đáng giá. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Thần Tiêu Cung cung chủ chẳng phải cũng vì một nam nhân mà bất chấp tất cả sao? Phi Nghê đối chọi gay gắt, lạnh lùng nói. Sắc mặt Hàn Quân Đình chợt biến, lạnh giọng nói. Không được nói bậy gia sư. Hai tay nàng ở trước người chảo một cái, nhất thời hiện ra hai quang cầu, phía trên tuôn ra vô số phù văn, giống như khổng tước xòe đuôi, đột nhiên hóa thành cánh chim. Đây là... Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Điệp biến. Dung nhan kinh diễm của Hàn Quân Đình trầm xuống, hai tay giơ lên, quát. Nhuộm trần. Một làn khói nhẹ từ bốn phía dâng lên, vô số đá vụn bột phấn không ngừng rung động, đều nảy lên trời cao, trong thiên địa hóa thành một mảnh yên trần. Phi Nghê cười lạnh một tiếng, thân thể thoáng cái yêu hóa, triển khai phượng vũ ở sau người, lăng không bay ra 10 trượng, bộ dáng cực kỳ tôn quý. Phượng tường cửu thiên. Nàng mở ra hồng xí, bầu trời hóa thành hỏa vân, bị bốc cháy lên. Liệt hỏa hừng hực nhuộm trời cao, trong mắt Phi Nghê tràn đầy chiến ý. Hưng phấn nói. Cổ lực lượng này, tựa hồ mỗi lần ta chiến đấu, đều sẽ tăng cường một phần, đây là thiên phượng nhất thể sao? Lực lượng kinh khủng như vậy, là lúc gặp phải Lý Vân Tiêu mới có, hắn là chân mệnh thiên tử của ta a. Trong tròng mắt Phi Nghê nóng cháy, thoáng cái hóa thành phượng ảnh, quát. Phượng tường cửu thiên. Trên không trung, trong hỏa vân, một con thiên phượng bay ra, đem cả vùng đất chiếu rọi đỏ rực, mạnh mẽ đốt tới Hàn Quân Đình. Thân ảnh của Hàn Quân Đình tuyệt thế mà độc lập, không có bất kỳ khẩn trương cùng kinh sợ, chỉ là đưa ngọc chỉ ra, bấm tay niệm thần chú. Thiên vũ, đùng đùng, bụi bầm khắp bầu trời biến hóa, tương hỗ dung hợp, rậm rạp chằng chịt, như là mưa rơi hoa sen. Sau đó mỗi một hạt bụi bầm đều rung động kịch liệt, giống như tràn đầy năng lượng, tần suất khiêu động không ngừng tăng nhanh, bang bang phanh kích bắn ra. Trong khoảnh khắc thiên địa đổi nhiều, khắp bầu trời ầm ầm rung động. Giống như thiên vũ rớt xuống đại địa. Thiên phượng cúi người trùng kích, thiên vũ bị đánh ra vô số chân không, trên người tản ra sóng gợn rậm rạp chằng chịt, như là một hồ xuân thủy. Hai tay Hàn Quân Đình biến đổi quyết ấn, quát. Thạch nô. Hai cánh thất thải mở ra, một làn khói nhẹ quanh quẩn. Vô số hạt bụi nổ nát thiên phượng chi ảnh, toàn bộ đình trệ ở trên không trung, trong khoảnh khắc hóa ra một đại thạch linh, gào thét đánh tới Phi Nghê. Quyền kình cực mạnh, đánh ra tầng tầng khí lãng, để cho không gian rầm rầm nghiền nát. Lý Vân Tiêu đưa tay chộp một cái, một nắm hạt trần rơi vào trong tay, tiện tay vỗ, hạt trần này trực tiếp hiện hình, đều đều phân bố ở trong lòng bàn tay. Hắn cả kinh nói. Phương pháp chế ngự thật tinh vi. Tân thần xoay đầu lại, không hiểu nói. Làm sao vậy? Lý Vân Tiêu chỉ vào bụi bậm trong lòng bàn tay, ngưng trọng nói. Trong mỗi một hạt. Lực lượng đều giống nhau như đúc, lúc này mới có thể ở dưới ngoại lực tác dụng, bày biện ra quy tắc đồ án như vậy. Tân thần lấy làm kinh hãi, sợ hãi nói. Cái này, điều này sao có thể? Chỗ này có bao nhiêu bụi bậm a? Lý Vân Tiêu nói. Đây chính là vấn đề, dù là hồn lực của ta, cũng không thể làm được, trừ khi. Trong lòng hắn dâng lên một ý niệm kinh người, cả kinh nói. Lẽ nào hồn lực của nàng còn trên ta? Tân thần cả kinh nói. Ngươi ý là nói, nàng cũng là cửu giai thuật luyện sư. Chậc chậc, thế đạo này cũng quá không công bằng đi. Tuyệt sắc chi tư như vậy, thiên phú dị bẩm như vậy, lại còn là cửu giai thuật luyện sư. Trong thiên hạ trừ ngươi, ta chưa thấy qua loại yêu nghiệt này a. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, im lặng không lên tiếng, hắn là tuyệt đại cường giả chuyển thế sống lại a. Hàn Quân Đình mới là tuyệt đại thiên tài chân chính. Ầm ầm, trên bầu trời, hỏa vân bị thạch nô đánh bể. Một đạo hồng quang chớp động,
Phi Nghê thoáng cái xuất hiện ở phía sau Thạch Nô, bàn tay nhẹ nhàng dán ở sau lưng nó, quát. Số Thạch đầu, bạo. Ầm. Một hỏa phù đánh vào trong đó, Thạch Nô trong nháy mắt nổ vang, văng tung tóe thành đá vụn. Sắc mặt Hàn Quân Đình không thay đổi, hai tay bấm niệm thần chú, quát. Tinh dịch. Thạch Nô đổ xuống thoáng cái ngưng lại, tổng cộng 7 khối, phía trên dâng lên phù quang, tự hành dung hợp. Trong khoảnh khắc liền hóa thành 7 miếng cờ vây bạch sắc, từ trên trời rơi xuống, ba 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 vài tiếng, trực tiếp lấy thiên địa làm bàn cờ, hạ ở 4 phía Phi Nghê. Mỗi một quân cờ hạ xuống, đều có thiên địa quy tắc hiện lên, thân thể Phi Nghê như bị sét đánh, khí huyết trong cơ thể tuôn ra. 7 quân cờ hạ xuống, bằng định càn khôn. Phốc, Phi Nghê rốt cục khiêng không được, phun ra một ngụm máu tươi. Cẩn thận, Lý Vân Tiêu cả kinh kêu lên. Mau lui về, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Sắc mặt Phi Nghê trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh giọng nói. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đừng vội phán đoán loạn, ta còn chưa thi triển tuyệt chiêu đâu. Máu tươi bắn vào hỏa diễm trước người, như đổ dầu vào lửa, thoáng cái bốc cao, hỏa trụ chiếu thẳng vào mây. 7 quân cờ kia ôn nhuận như ngọc, tràn ra ánh sáng nhu hòa, mơ hồ trong đó có pháp tắc trận tuyến, đem 7 quân cờ gắn bó cùng một chỗ. Mà Phi Nghê đang ở chính giữa, vô luận nàng thi triển thần thông ra sao, cũng không thể phá trận lao ra. Lý Vân Tiêu biến sắc, quát. Không nên cậy mạnh, thất tinh liên hoa lạc này có thể định càn khôn, mặc ngươi có bao nhiêu lực lượng cũng chấn không ra, hiện tại an định lại, lấy tính chế động, đợi tinh vị biến hóa. Hỏa diễm quanh thân Phi Nghê dần dần dập tắt, thoáng cái trở lại trong cơ thể, thân thể đứng trên bầu trời, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình biến sắc, cười khẩy nói. Lấy tính chế động, không thể phá thất tinh định càn khôn của ta, làm sao dừng lại? Lý Vân Tiêu nói. Nếu càn khôn đã định, người cũng vô pháp động nàng, trừ khi biến hóa tinh vị, nhưng tinh vị biến đổi, đó là lúc nàng thoát khốn. Hàn Quân Đình cả giận nói. Hảo một đôi mắt tinh diệu, đợi lát nữa ta nhất định sẽ đào ra nhìn xem. Lý Vân Tiêu cười nói. Chậc chậc, dung nhan tuyệt mỹ. Lại nói ra ngoan thoại như vậy, làm sao để cho người sợ chứ? Vẫn là quan tâm chính người đi, Lý Vân Tiêu. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, một mặt khác của giới thần bia, đột nhiên hạ xuống hai nhân ảnh. Chính là Lý Giật cùng Tiểu Bát, hai người đều ôm kiếm trước người, trong mắt Lý Giật tràn đầy thù hận, Tiểu Bát thì lại bình tĩnh, vẫn là một bộ bất cần đời. Lý Vân Tiêu cười nói, kinh diễm chi chiến như vậy, nhị vị nhẫn tâm bỏ qua sao? Lý Dật nói, không đành lòng, nhưng cơ hội giết ngươi tốt như vậy, càng không đành lòng bỏ qua a. Lý Vân Tiêu nói, lấy tu vi của hai người các ngươi, mặc dù trạng thái ta suy yếu, cũng có thể trở tay liền diệt. Tiểu Bát cười khổ nói, Lý Vân Tiêu, lần trước ở Hồng Nguyệt Thành, chúng ta chỉ kém nửa cân nửa lượng, ngươi tiến bộ cũng quá nhanh đi. Không bằng gia nhập vào chúng ta, so với một mình ngươi ở bên ngoài sông loạn có tiền đồ hơn a. Lý Vân Tiêu nói, chớ nói nhảm, lấy thực lực cặn bã của các ngươi, có thể cùng ta nói mấy câu cũng đã là vinh hạnh, còn dám nói năng bậy bạ, có tin ta phất tay liền diệt các ngươi hay không? Lý Giật giận dữ quát, chết tiệt, đừng vội khinh người, ta sẽ cho ngươi hối hận. Song trưởng hắn ngưng lại, nhất thời hiện ra âm dương nhị khí, ở trước người nhiễu thành thái cực, mạnh mẽ vỗ đến. Tiểu Bát cũng là hàn quang chớp động, kiếm ảnh vần quanh. Trực tiếp đâm về phía yết hầu của Lý Vân Tiêu. Hai người xuất thủ dị thường tàn nhẫn, thập phần tinh chuẩn. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, căn bản lơ đỉnh, quyết ấn vỗ vào không trung. Nhất thời có một đạo lôi điện kim sắc nổi lên, hóa thành huyền lôi kinh vân hống, trong nháy mắt đánh tới. Chi, cửu giai yêu thú. Hai người giật mình, lực lượng vỗ vào trên người huyền lôi kinh vân hống, chấn lùi yêu thú kia. Hai người cũng nghiêm túc. Một chiêu đắc thủ liền thả người trở ra, lấy lực lượng của bọn họ, muốn chống lại huyền lôi kinh vân hống căn bản là không có khả năng. Giống, huyền lôi kinh vân hống ăn phải một kích, liền giận dữ không ngớt, trên người tuôn ra vô số lôi quang đuổi theo. Thân thể nó lóe lên, thi triển lôi độn, thoáng cái liền đuổi kịp Lý Giật, trên người tuôn ra vô số kim lôi, mạnh mẽ kích bắn qua. Chi, xúc sinh chết tiệt, sao không truy tên kia? Lý Giật kinh hãi. Vung tay phải lên, một bộ áo choàng cháo ở trên người, áo choàng dâng lên một trận phù quang,
cả người hắn vậy mà biến mất không thấy. Ầm ầm, kim lôi đánh vào trên áo choàng, trực tiếp oanh nó bay xa. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Huyền khí một lần duy nhất, bảo bối tốt ha. Sau một khắc, thân ảnh Lý Giật xuất hiện ở phía trên tiểu bát, ánh mắt lộ ra phẫn hận cùng nhức nhối, nhưng không kịp nghĩ nhiều, thoáng cái lướt qua tiểu bát, hướng xa xa bỏ chạy. Tiểu bát cả kinh, vội la lên. Người đưa yêu thú kia tới, rất không có phúc hậu a. Lý Giật hô lớn. Chết người không chết ta, xin lỗi, bảo trọng. Ầm ầm. Tốc độ của Huyền Lôi Kinh Vân Hống cực nhanh, lóe lên liền biến hóa ra vô số kim lôi. Tiểu bát chạy đâu cho thoát, lôi cầu rậm rạp chằng chịt ầm ầm hạ xuống, trực tiếp bị một lôi cầu bắn trúng, oanh đến cả người cháy đen, trong miệng phun khói trắng, mồm nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Lôi điện chi lực cường đại ở trong người hắn không ngừng phá tan lục phủ ngũ tạng, trong khoảnh khắc liền diệt sạch sinh cơ, từ trên không trung rớt xuống. Lý Giật sợ đến cả người rét run, tuy thực lực của hắn so với tiểu bát mạnh hơn không ít, nhưng phỏng chừng cũng khiêng không được một kích của yêu thú kia, hắn càng thêm điên cuồng bỏ chạy. Lê cả kinh, cũng không kịp áp chế bác thần nam, mạnh mẽ vỗ chống trận, nhất thời một đạo âm ba kích bắn đi. Âm ầm. Trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống bắn ra vô số lôi điện, ở dưới sóng âm kia chấn động, đột nhiên nổ tung toàn bộ. Kim sắc lôi đình khuếch tán, thoáng cái kích bắn tứ phương. Lý Giật hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn bị cuốn vào, kêu thảm thiết liên tục. Tuy lôi đình phong bạo mãnh liệt, nhưng uy lực đã giảm nhiều, chỉ làm cả người hắn cháy đen, vừa lúc nện ở bên người tiểu bát. Thình thịch, Lê thoáng phân tâm, cổ trận rốt cục áp chế không được bác thần nam. Bị một kiếm của hắn đẩy ra, liền xông ra ngoài. Lê bị chống trận phản phệ, phun ra một búng máu. Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng giận tím mặt, xoay người lại, hướng Lê phun ra một đạo lôi điện. Ầm ầm, lôi điện bắn trúng Lê, oanh đến nàng thổ huyết lần thứ hai, cả người cùng chống trận văng ra ngoài. Nhưng thân thể vừa rơi xuống đất, liền mạnh mẽ bắn lên, nháy mắt liền xuất hiện ở bên người Lý Giật, nắm lấy hắn quát. Đi! Thân thể Huyền Lôi Kinh Vân Hống lóe lên liền hạ xuống, mạnh mẽ đạp tới hai người. Một mảnh lôi quang nổ lên, Lê vỗ chống trận, nó nhất thời lớn thành nửa mẫu, cản lôi điện đi qua. Nàng phun ra ngụm máu thứ ba, sắc mặt trắng bệch, nhưng hai chân không ngừng khởi động, từng tiếng chống đãng xuất. Mây đen hội tụ, thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ có thiên quân vạn mã giết xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại nói. Bắc thần nam. Lưu bọn hắn lại. Bắc thần nam ung dung nói. Quên đi, nàng là con cháu cố nhân của ta, để cho nàng đi thôi. Lý Vân Tiêu khó chịu, nhưng lúc này thực lực của mình không đủ, lôi quang của Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng bị thiên âm cuồn cuộn đánh tan, căn bản vô lực lưu lại hai người kia. Xa xa đường kiếp bị ác linh giết đến chạy thục mạng, thấy vậy vội la lên. Lê đại nhân, cứu ta. Hắn liều mạng xông lại. Chống trận chớp động. Nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức là trăm dặm, thoáng cái tiêu thất giữa trời cao. Đường kiếp cả kinh, vẻ mặt kinh sợ không thôi. Ha ha, lão tử đánh còn chưa đã nghiện, vừa lúc lưu lại để cho ta khảm thành thịt nát. Ác linh đại hỉ, uy phong lẫm lẫm vọt tới, một búa liền bổ xuống. Trong lòng đường kiếp lạnh cả người, đâu còn tâm tư ứng chiến, vội la lên. Lý Vân Tiêu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Nói với búa của lão tử đi. Lưỡi búa ở trên không trung hóa lớn, như là cối xay đánh xuống, ầm một tiếng, đánh đường kiếp bay ra ngoài, ở trên không trung không ngừng phun máu. Trong mắt ác linh lóe lên sát cơ, lao xuống bổ thêm một búa. Ầm. Lực lượng chấn động trời cao, đại địa nứt ra khe rãnh, thi thể đường kiếp trực tiếp rớt xuống vực sâu không đáy. Lý Vân Tiêu nhìn thân ảnh bị khe rãnh thôn phệ, lạnh nhạt nói. Ta thừa nhận ngươi có một ý chí không ngừng hướng lên, đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, rơi vào cách đó không xa, lạnh lùng nói. Hàn Quân Đình, đến phiên ngươi. Bắc thần nam từ lâu xuất hiện ở sau lưng nàng, một lực lượng vô thanh vô tức quanh quẩn bốn phía. Sắc mặt Hàn Quân Đình trắng bệch, thời điểm Lê xuất thủ dự định đào tẩu, nàng liền biết đại sự không ổn, nhưng Bắc thần nam đã phong tỏa đường lui của nàng. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Hàn Quân Đình rơi xuống mồ hôi lạnh, nói. Lý Vân Tiêu, ta nhận thua, ngươi sẽ không thật sự muốn giết ta chứ? Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói.
ngươi cứ nói đi. Hàn Quân Đình vung tay lên, bảy quân cờ nổ tung, trận lực trói buộc Phi Nghê tiêu tán, nàng nói. Ta nhận thua, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút nói. Ngươi thật thẳng thắn a. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói. Người này vừa nãy dùng lục độc kia, chắc là thất huyễn lục yểm đi. Chiến đấu không có phần thắng, đánh tiếp nữa chỉ tăng thêm hậu quả xấu. Phi Nghê từ trong quân cờ thoát khốn, thoáng cái bay tới giới thần bia, cười nói. Phu quân, Hàn Quân Đình này lớn lên xinh đẹp, thực lực còn không tệ, không bằng thu nàng làm thiếp đi. Sắc mặt Hàn Quân Đình đại biến, cả giận nói. Nếu ngươi dám đánh chủ ý của ta, ta chết cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Nàng ngoài mạnh trong yếu, khuôn mặt tái nhợt. Lý Vân Tiêu cũng đau đầu, nàng là đồ đệ của Khúc Hồng Nhan, lại là sư muội của Lạc Vân Thường, giết là khẳng định không được, nếu cứ như vậy bỏ qua mà nói, cô nàng này khắp nơi cùng mình đối nghịch. Nếu bắt vào giới thần bia, lấy thực lực của nàng, nói không chừng ở thời điểm mấu chốt phá giới lao ra, xấu đại sự của mình. Tha cho nàng đi. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, hai đạo nhân ảnh lóe lên, chính là Ninh Khả Vân cùng Quỳ Hoa bà bà. Ninh Khả Vân nói, Quân Đình cùng ngươi không có thù hận quá lớn, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, nếu ngươi giết nàng, hậu quả khó có thể đánh giá. Sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, lúc trước khóc nhiều lắm, có vẻ tiểu tụy không gì sánh được. Lý Vân Tiêu nói, nguyên lai là Khả Vân đại nhân, mặt mũi này ta tự nhiên phải cho, nhưng nếu sau này nàng lại tìm ta gây phiền phức thì làm sao bây giờ? Hắn cũng cho bậc thang, giải quyết đại phiền toái này, nhưng lại không thể miễn phí cho. Ninh Khả Vân nhìn Hàn Quân Đình, trách nói. Chuyện gì xảy ra? Hàn Quân Đình mím môi không nói, không biết có nên nói ra việc thánh khí hay không. Ninh Khả Vân nói. Ta mặc kệ trước kia các ngươi có ân oán gì, nhưng lúc này nếu ngươi muốn sống, liền hướng Lý Vân Tiêu tỏ thái độ nhanh đi. Hàn Quân Đình cắn răng nói. Nếu sư thúc chịu ra tay, chúng ta hoàn toàn có khả năng bắt Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Ninh Khả Vân trầm xuống, quát. Tại sao muốn bắt Lý Vân Tiêu? Hắn cùng chúng ta là bạn không phải địch. Hàn Quân Đình trầm mặc không lên tiếng. Ninh Khả Vân nói. Nhanh tỏ thái độ, bằng không sư thúc cũng không tiện giúp ngươi nói chuyện. Hàn Quân Đình trầm tư một chút nói. Hảo, ngày khác nếu Lý Vân Tiêu rơi vào trong tay ta, ta cũng tha hắn một lần. Ninh Khả Vân cả giận nói. Nói gì vậy? Lý Vân Tiêu cũng ngốc trệ, cười khổ lắc đầu nói. Quên đi, cô nàng này quá quật cường, lần này nể mặt Khả Vân đại nhân bỏ qua cho nàng, nếu có lần sau, sẽ không dễ dãi như vậy. Ninh Khả Vân có chút trách móc nhìn Hàn Quân Đình một cái, tựa hồ đang trách nàng không hiểu chuyện, nói. Các ngươi có gặp những người khác không? Cái huyễn cảnh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu nói. Đây là bản mệnh chi trận của Đằng Quang, Thái Hư huyễn cảnh, trận này vừa ra, chứng minh tình cảnh của Đằng Quang đã vô cùng nguy hiểm. Ninh Khả Vân cả kinh nói. Nếu Đằng Quang vẫn lạc ở chỗ này, chắc chắn là đại sự khiếp sợ thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Tất nhiên sẽ khiếp sợ thiên hạ, bởi vì hắn vừa chết, phỏng chừng chúng ta cũng tận thế. Nếu Thái Hư huyễn cảnh này không có bản mệnh chi hỏa của Đằng Quang hỗ trợ, trong nháy mắt sẽ biến thành Thái Hư sát trận, thắt cổ tất cả sinh linh trong trận. Ninh Khả Vân giật mình nói. Nghiêm trọng như vậy, nếu là trận, vậy hẳn sẽ có phương pháp phá giải a. Lý Vân Tiêu nói. Theo ta được biết, trận này đích xác có phương pháp phá giải, chỉ là lấy kiến thức của ta, căn bản không tìm ra được phương pháp. Thái Hư huyễn cảnh. Bắc Thần Nam nhướng mày nói. Trận này ta nghe Linh Mục Địch đại nhân nói qua, hắn biết chút ít a. Lý Vân Tiêu đại hỉ nói. Nếu là hắn, có thể có biện pháp cũng nói không chừng. Chỉ là trước đó bị thương rất nặng, bây giờ còn đang điều dưỡng. Ninh Khả Vân nói. Vẫn là chúng ta lo lắng quá mức, dù sao nhiều cường giả rơi vào trong trận như vậy, bọn họ nhất định sẽ có phương pháp phá trận. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Khả Vân đại nhân không rõ chỗ đáng sợ của trận này, theo ta được biết, đây là một tuyệt trận chân chính, là vương tọa dùng để giết người. Một khi hắn chết, người trong trận tất nhiên sẽ chôn cùng. Ninh Khả Vân cau mày nói. Xem ra Đằng Quang cũng không phải thứ tốt gì, lại hung tàn như vậy. Nếu hắn chết có thân nhân bên người, chẳng lẽ không phải cũng chôn cùng sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói.
Đăng Quang chỉ có một đồ đệ là Đường Tâm, không có thân nhân. Đột nhiên Hàn Quân Đình mở miệng nói. Còn có người có thể phá trận này. Ở nơi nào đó trong Thái Hư huyễn cảnh, một đạo quang mang bay vụt mà đến, sau đó dừng lại. Chính là Cửu Lê chống trận, vẻ mặt Lê tái nhợt, ngồi ở trên cổ, khóe miệng không ngừng chảy ra tiên huyết. Lý Dật nói. Ngươi có khỏe không? Lê Cường chống thân thể đứng lên, nói. Còn có thể chống đỡ, không nghĩ tới bên người Lý Vân Tiêu còn có cao thủ thần bí như vậy. Đường Kiếp cùng Tiểu Bát đã chết, cái này phiền toái. Lý Dật hừ nói. Thế cục Hồng Nguyệt Thành tràn ngập nguy cơ, nếu khiêng không được một kiếp này mà nói, Đường gia tự thân cũng khó bảo toàn, Đường Kiếp chết thì chết, hơn nữa là Lý Vân Tiêu giết, cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ là Tiểu Bát. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Chết cũng tốt, sổ sách này vẫn là ghi trên người Lý Vân Tiêu, để cho Lăng Bạch Y tìm hắn đi. Lê nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Tóm lại là cùng đi ra, chỉ còn hai người chúng ta quay về, trên đạo nghĩa là nói không thông. Hừ, đạo nghĩa có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ánh mắt Lý Dật khẽ động, nói. Ngươi còn có thể đi không? Lê nói. Nghỉ ngơi chốc lát đi, nơi này là Thái Hư huyễn cảnh, chỉ cần không gặp những cường giả khác sẽ không nguy hiểm. Lý Dật kinh nghi nói. Trận này thần kỳ như vậy sao? Lê nói. Thái Hư huyễn cảnh là chân thật chi trận, Thái Hư huyễn cảnh hoàn chỉnh có thể diễn biến thế giới, trận pháp này còn chỗ thiếu hụt, nhưng đã vô cùng tiếp cận. Lý Dật nói. Nếu không thể phá mà nói, thì như thế nào? Lê nói. Thiên băng địa liệt. Tất cả sinh linh trong trận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù là siêu phàm nhập thánh cường giả cũng không thể may mắn tránh khỏi, chỉ có thương đại nhân mượn hồn thiên nghi mới có thể tránh thoát một kiếp. Trong lòng Lý Dật đại chấn nói. Nghiêm trọng như vậy, chỉ có thánh khí mới có thể sống sao, Lý Vân Tiêu thì sao? Lê nói. Hắn đối với quy tắc thánh khí lĩnh ngộ hữu hạn, sợ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Lúc này Lý Dật mới thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh nói. Nguyên lai hắn cũng phải chết, ta đây an tâm. Lê nhìn hắn một cái, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Thái Hư huyễn trận này không hoàn chỉnh, nên có hai loại phương pháp phá giải. Thứ nhất là lấy lực phá trận, điểm ấy không cần vọng tưởng, không có thực lực thần cảnh là căn bản không có khả năng. Thứ hai là tìm được hạch tâm trận này, cũng là Thái Hư huyễn điện, phá vỡ Thái Hư huyễn điện, liền có thể thoát khốn. Lý Dật nói. Hai điểm này đều thập phần chắc trở, người vẫn là trước dưỡng thương, chúng ta lại đi tìm thương hội hợp. Lê gật đầu một cái, đột nhiên thân ảnh của nàng bị kiềm chế, ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Lý Dật cũng cả kinh quát. Người nào? Không gian phía trước khẽ động, chậm rãi đi xuống một nam tử, hắn cười hắc hắc nói. Các ngươi mới vừa nói thương là đại yêu kia à? Lê nhất thời cảnh giác, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Người nọ cười nói, không cần cảnh giác như vậy, tại hạ vệ cương, là tới tìm thương, nhưng chẳng biết tại sao không giải thích được lâm vào trong ảo cảnh này. Lê nói, người rốt cuộc là người nào, tìm thương có chuyện gì? Vệ cương cười nói, nghe nói trong tay thương có một huyền khí tốt, muốn mượn xem thử mà thôi. Cút, Lê biến sắc, nổi giận nói. Nàng dưới cơn nóng giận, lần thứ hai tác động thương thế, lại phun ra một búng máu. Ha ha, tổn thương nặng như vậy còn có tính tình này, là một tiểu yêu nữ có khí tiết. Vệ cương cười cười, đi về phía trước, âm lãnh nói. Ta không muốn đánh nữ nhân, bất quá ngươi không phải nữ nhân, là nữ yêu a. Hắn giơ tay lên, một chưởng ngưng tụ thiên hạ, mạnh mẽ đánh xuống. Hai người hầu như không có bất kỳ kháng cự nào, trong khoảnh khắc đã bị đánh bay ra ngoài. Vệ cương chảo một cái. Nhất thời đem Lê Lăng Không nhiếp đến, nắm ở trong tay, trong mắt lóe lên lãnh mang nói. Mang ta đi tìm thương. Lê cả người là huyết, chật vật nói ra một chữ cút. Ha ha, có cốt khí a. Vệ cương nhìn thoáng qua Lý Dật, cũng lăng không một chảo, thân thể Lý Dật bị nhiếp đến, bị một cổ lực lượng kiềm chế ở trên không trung. Lực lượng trên người ngươi hình như có chút cổ quái, bất quá chỉ là người vô dụng, giữ lại làm gì. Tay hắn khẽ bóp, nhất thời có một cổ lực lượng đè xuống, trong ngực Lý Dật phanh một tiếng, bạo ra máu. Không nên giết hắn. Lê hoảng hốt, lạc giọng hét sầm lên,
liều mạng giãy giụa, mạnh mẽ từ trong tay vệ cương tránh thoát. Hai chân vừa chạm đất, liền bắn lên, nắm chống trận thành búa đánh tới. Phanh! Vệ cương nhẹ nhàng giương tay, liền đánh bay nàng lên mặt đất, lộ ra vẻ ngạc nhiên cổ quái. Ha ha, lẽ nào tiểu yêu nữ ngươi còn coi trọng đống cặn bã này? Hắn trên dưới quan sát Lý Dật một phen, cười nói. Không tệ, lớn lên đích thật là có khả năng. Chậc chậc, ngay cả nữ nhân yêu tộc cũng bị ngươi mê hoặc, nói thật, ta cũng chưa chơi qua yêu nữ, cảm giác thế nào? Phi! Lý Dật phun ra một búng máu, cả giận nói. Có gan giết ra ra ngươi đi. Sắc mặt vệ cương trầm xuống, tay phải khép lại như đao, giơ lên thật cao chém xuống. Lý Dật cả kinh, hoảng hốt nói. Chậm đã, ngươi không phải muốn tìm thương sao? Vệ cương sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói. Ngươi không phải không sợ chết sao? Lý Dật đỏ mặt lên, có chút lúng túng nói. Ta đích xác không sợ chết, nhưng nếu như có khả năng không chết, vậy dĩ nhiên là sống rồi. Vệ cương ngây ngẩn cả người, có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy không có gì đáng cười, suy nghĩ hồi lâu, mới nói. Nói có đạo lý, ngươi biết thương ở đâu? Lý Dật lắc đầu nói. Ta không biết, nhưng mà Lê Đại Nhân có khả năng mang ngươi tìm được. Lê tràn ngập lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Dật. Lý Dật kiên trì nói. Không đáp ứng chỉ có một con đường chết, ta cũng không phải sợ chết, mà là ngươi ta chết, đối với Thương Đại Nhân mà nói là tổn thất thật lớn. Chúng ta không nên hành động theo cảm tình, muốn chết rất đơn giản, kiên cường sống mới là chân anh hùng. Vệ cương. Lê một trận không nói gì, trong nháy mắt không có tính tình, trầm giọng nói. Tốt, ta dẫn người đi. Vệ cương cười nói. Như vậy mới đúng. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, dưới đất đứng lên hai thạch nhân, trực tiếp nắm hai người. Nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất ở chân trời. Lê, chính là yêu nữ vừa rồi. Ninh Khả Vân cau mày nói. Sớm biết nàng có thể phá trận này, liền không cho nàng rời đi. Bắc thần Nam nói. Cửu Lê bộ tộc thường làm tế tự, chính là túc trí đa mưu nhất trong yêu tộc, là bộ tộc dễ dàng xuất hiện thiên tài nhất, yêu nữ vừa rồi kia ở trận đạo thành tựu xác thực rất cao. Lý Vân Tiêu nói. Mặc kệ nàng có thể phá hay không, trước tiên phải tìm được Thái Hư Huyễn Điện của Đằng Quang đã. Hàn Quân Đình nói. Trước kia ta nghe Lê nói, nơi này là thế giới hoàn toàn chân thật, không phải huyễn cảnh phổ thông, sợ là phương pháp phá trận tầm thường cũng không dùng được. Lý Vân Tiêu cười nói. Giả như thật thì thật cũng như giả, đạo có mặt ở khắp nơi, lại thật làm sao, cũng chỉ là huyễn, ta có biện pháp tìm ra Thái Hư Huyễn Điện. Chanh! Đột nhiên một tiếng oanh minh vang lên, hoang thần minh nguyệt thương cắm ở trên đại địa mạnh mẽ kích động. Hải lực từ trên thân thương không ngừng lan tràn, hướng bốn phía vọt tới. Ầm ầm, dưới giới thần bia truyền đến chấn động, từ trong địa mạch tuôn ra cự lực, như muốn nhấc lên toàn bộ cự bi. Lý Vân Tiêu biến sắc, bay lên không, mấy người đứng trên bia cũng lần lượt bay lên. Hắn đánh ra một quyết ấn, cự bi nhất thời nhỏ đi, hóa thành một đạo lưu quang bay vào mi tâm. Theo giới thần bia rút lên, trên đại địa có một hố sâu kinh khủng, một đạo thanh quang phóng lên trời cao. La Thanh Vân hóa thành trạng thái bán long, rơi vào bên người chiến thương, trực tiếp rút trường thương lên, đưa ngang trước người. Lúc này toàn thân hắn tràn đầy tiên huyết, gương mặt ô uế, chỉ có cặp mắt kia vẫn như lúc ban đầu trong suốt. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Trận chiến này ngươi đã thua. La Thanh Vân phẫn nộ quát. Chưa phân sinh tử, sao nói thắng bại. Lý Vân Tiêu nói, ta không còn hứng thú đánh với ngươi, lúc này chúng ta người đông thế mạnh, giết ngươi như giết chó. Sắc mặt La Thanh Vân phát lạnh, lạnh lùng nói. Ta sở cầu, là cùng ngươi công bình đánh một trận, nếu có ngoại nhân nhúng tay vào, liền không còn ý nghĩa. Đừng quên ta có khả năng tùy thời gọi quỷ tu la đến, các ngươi ai có thể địch. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Ninh Khả Vân càng là lạnh giọng nói. Người này là vật thí nghiệm của Vi Thanh, không thể thả hắn đi. Cha nàng bị Vi Thanh giết chết, lúc này đối với người của Thánh Vực là hận thấu xương. La Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trường thương hoành ở trước người, bấm niệm thần chú, quanh thân hiện ra không gian sóng gợn, từng đạo đẩy ra. Không tốt! Ninh Khả Vân cả kinh, mạnh mẽ lao xuống, hồng lăng ở trước người tan ra, hướng La Thanh Vân phất đi. 3.
trong một chỗ không gian sóng gợn, đưa ra một bàn tay đầy lông lá, trực tiếp nắm lấy Hồng Lăng, trên cánh tay rõ ràng in một chữ bát màu vàng. Suy, cánh tay kia móng vuốt bén nhọn, lóe lên liền chém Hồng Lăng nát tan. Khốn lực thoáng cái liền băng tán. Sau đó một con quỷ tu la hiện ra. Sắc mặt của mọi người thoáng cái cực kỳ khó coi, Hàn Quân Đình cùng quỷ hoa bà trước kia chưa từng thấy qua vật ấy, càng là cả kinh đến hai mắt mở to. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Làm sao lại thiếu một con? Lúc này mọi người mới phát hiện, chỉ có 9 con quỷ tu la xuất hiện, từ đánh số đến xem, là thiếu số tứ. La Thành Vân cũng cau mày lại, hắn dùng long huyết triệu hoán thứ này, cho tới bây giờ sẽ không thất bại qua, số tứ hơn phân nửa là gặp bất trắc. Phải biết những quỷ tu la này đều giống như Khâu Mục Kiệt, có trung cực thân thể, cộng thêm long huyết bán thành phẩm, nồng độ huyết mạch còn hơn Nhuận Tường năm đó, mặc dù gặp gỡ cửu tinh đỉnh phong cường giả, cũng sẽ không bị thua. Trong thái hư ảo cảnh này có thể đánh chết quỷ tu la, cũng chỉ có vài tồn tại. Hơn nữa trên người thất hiệu quỷ tu la, còn chảy tiên huyết, thở hỗn hển, hiển nhiên là chiến đấu dị thường gian khổ, không biết là đang cùng người nào tác chiến. La Thanh Vân cũng không quản được quá nhiều, tuy chế tạo quỷ tu la thập phần khó được, hao tổn đại lượng của cải, hơn nữa xác suất thất bại cực cao. Nhưng dù sao cũng là có khả năng bổ sung, lấy tài nguyên của thánh vực mà nói, cũng không có gì đáng tiếc. Hắn lạnh lùng nói, có 9 con quỷ tu la này thay người ta hộ pháp, Lý Vân Tiêu, người ta đánh một trận, xem còn ai có thể ngăn. Nơi nào đó trong thái hư huyễn cảnh, trên một đỉnh núi, không ngừng có dư âm chiến đấu bắn ra bốn phía. Các loại huyền khí kích động liên tục, đỉnh núi bốn phía sớm bị tiêu diệt, toàn bộ sơn thế từ từ trầm xuống. Ầm ầm, một con quỷ tu la toàn thân lân giáp, như là côn trùng cua trăm cánh tay, mỗi một tay đều cầm lấy một thanh chiến đao, điên cuồng chém về phía trước. Không gian nghiền nát, Bạc Phú Kình không ngừng lượn vòng, né tránh dị thường cật lực. Thái hư huyễn cảnh mới vừa xuất hiện không lâu, hắn liền gặp phải quỷ tu la số 4 này, chiến pháp của nó điên cuồng, ép hắn hoàn toàn không có lực đánh trả. Hơn nữa thực lực quỷ tu la kia còn mơ hồ trên hắn, không chỉ như vậy, Bạch Cô Đường còn lạnh lùng đứng ở trên bầu trời xa xa, giống như mèo vờn chuột. Sắc mặt Bạc Vũ Kình càng ngày càng khó coi, mình đã hoàn toàn lâm vào tử cảnh, đấu nữa phiền phức sẽ càng lớn. Thiên Vũ Phong ngâm, nguyên lực quanh thân hắn xoay chuyển, mưa nhẹ hiện lên khắp bầu trời, muốn phá không bay đi. Hiu, quỷ tu la chém tới bát đao, toàn bộ bầu trời cắt thành mảnh vỡ. Lưu lại đi. Bạch Cô Đường khinh miệt cười lạnh một tiếng, thân ảnh hắn lóe lên, liền xuất hiện ở trên bầu trời, một kiếm bổ xuống. Phanh, thân ảnh của Bạc Vũ Kình nổi lên, bội kiếm trong tay vung lên ngăn cản, cả người trong nháy mắt bị đánh lui. Quỷ tu la hét lớn một tiếng, bát đao trở lại, bang bang phanh, chém đến cả người hắn tràn đầy tiên huyết, không ngừng lui về phía sau. Ha ha, nghĩ không ra vật quỷ này còn lợi hại như vậy, Vi Thanh đại nhân thật đúng là rất giỏi a. Bạch Cô Đường cười khen. Sắc mặt Bạc Vũ Kình âm trầm, trong mắt lộ ra ngoan sắc, hắn đã bị dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ còn con bài chưa lật là nghê thạch lực, nhưng kể từ đó sợ là mình cũng phải chết. Dù sao cũng chết, trước khi chết phải giết hai súc sinh này. Trong lòng hắn quyết định, liền chậm rãi giải phong nghê thạch. Phanh! Đột nhiên một cổ kình khí lăng không mà đến, mạnh mẽ đánh bay bát đao của quỷ tu la ra ngoài. Cái gì? Là ai? Bạc Phú Kình cùng Bạch Cô Đường cả kinh, bỗng nhiên nhìn lại chỗ cách đó không xa. Một đạo hồng quang từ xa đến gần, như là vân hà bốc cháy, trong vân thải, phảng phất có một đóa liên hoa nở rộ. Sắc mặt Bạch Cô Đường ngưng trọng, quát. Rốt cuộc là người nào? Ra đây, đừng giả thần giả quỷ. Có thể cách xa như vậy, một chiêu đẩy lui quỷ tu la, thực lực người kia thực sự quá kinh khủng. Quỷ tu la tựa hồ cũng tràn đầy kiêng kỵ ý, trong mắt lộ ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm, không ngừng thấp giọng rít gào. Bạc Phú Kình kinh ngạc, tựa hồ thấy rõ bóng người kia, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Là ngươi. Trong liên hoa, chậm rãi đi ra một quang ảnh thướt tha, hoảng hốt bất định, mơ hồ không rõ. Lâm hoa tàn xuân hồng, bất đắc dĩ hướng đến Hàn Vũ Muộn Phong. Son lệ, lưu lại túy, bao lâu trọng, nhân sinh trường hận thủy trường đông. Một đôi chân mang tú hài đạp ra, cặp chân kia lăng không rơi xuống, liền có một đạo hỏa quang xuất hiện,
giống như hồng liên thiêu đốt. Chân đạp chiến hỏa, bộ bộ sinh liên. Sắc mặt của Bạch Cô Đường trong nháy mắt trắng bệch, lập tức biết người đến là ai, liền mặc kệ quỷ tu la kia, trực tiếp hóa thành độn quang bỏ chạy. Nhưng vừa lao ra mấy trượng, liền có một áp lực cực lớn trấn áp hắn, khó có thể di chuyển. Mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy xuống, thấm ướt trường bào. Đạo thân ảnh kia chậm rãi hóa ra chân thân, bên hông có một thanh bội kiếm màu đỏ, khoác chiến giáp lam sắc, thắt lưng thon thon, một thân anh khí bức người. Chanh! Bội kiếm rút ra, kiếm ngân vang vọng, bầu trời hà quang lóng lánh. Suy! Nữ tử múa kiếm liền chém xuống, một đạo thải hà xẹt qua trời cao, chân trời trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh. Không! Bạch Cô Đường hoảng sợ quát to một tiếng, trong nháy mắt cũng rút kiếm chém tới. Ầm! Kiếm khí của hắn vừa bay ra, đã bị kiếm phong của đối phương thôn phệ, thân thể dưới một kiếm kia bị đánh mình đầy thương tích, vết kiếm cực kỳ kinh khủng. Giống! Quỷ tu la số 4 phóng lên cao, gào thét huy vũ tám tay, vô số ánh đao chém qua. Kiếm trong tay nữ tử huy vũ, ở trên không trung huyễn hóa ra nhiều đóa liên hoa, thành hình bán nguyệt, nàng nhẹ xích một tiếng, nói. Kiếm ca! Ầm! Vô số hỏa liên thoáng cái tan ra thành kiếm, đều chém xuống, xuyên thấu tầng tầng đao võng, bang 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 đánh vào trên người quỷ tu la, trực tiếp bắn vào trong cơ thể. A à, quỷ tu la há to mồm, thống khổ gầm rú, tựa hồ rất không cam lòng. Thân thể kia đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tự mình chữa trị, hơn nữa trên thân thể hiện ra mấy trận pháp cổ quái, trực tiếp vận chuyển. Hả? Tựa hồ nữ tử kia đối với một kiếm không thể chém giết quỷ tu la cảm thấy rất bất mãn, lần thứ hai kiếm quang xoay chuyển, trường kiếm nâng lên. Phong khởi vân dũng, vô số quy tắc chi lực hóa thành từng đạo phù quang, như là phong bạo xoay tròn liên tục. Thiên lục tự nhiên, kiếm ý vừa ngưng, đột nhiên chém xuống phía dưới. Kiếm khí kinh khủng kia trong nháy mắt thôn vệ quỷ tu la vào, nhục thân đang tự mình chữa trị lần thứ hai tan vỡ. Không ngừng tan rã, nổ tung. Bạch Cô Đường trọng thương không kịp né tránh, cũng bị cuốn vào. Kiếm khí chấn hai người bay ra mấy trăm trượng. Bạch Cô Đường phun ra tiên huyết, từ trên không trung rơi xuống. Quỷ tu la càng rít gào liên tục, thân thể không ngừng tan vỡ, tựa hồ bị lực lượng trong người phản phệ, huyết nhục xoay tròn, dung hợp, phân giải, các loại quái lực trùng kích, cuối cùng hòa tan thành một quả cầu thịt, từ trên không trung rớt xuống. Phanh! Quả cầu thịt ngã trên mặt đất, trực tiếp nát tan. Nữ tử thu kiếm, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, mặt không biểu tình nói. Bạch Vũ Kình đại nhân, nghĩa phụ phái ta tới đón ngài trở lại. Khuôn mặt Bạch Vũ Kình co quắp thoáng cái, ngưng thanh nói. Liễu Phỉ Yên, thực lực của ngươi tiến bộ nhanh thật. Liễu Phỉ Yên nói. Đa tạ đại nhân khen tặng. Bạch Vũ Kình hừ một tiếng nói. Ngươi đi nói cho Lỗ Thông Tử. Việc kia ta đã biết, còn việc hắn lấy ta làm thí nghiệm, sổ sách này ta sớm muộn sẽ thanh toán với hắn. Liễu Phỉ Yên nói, ân oán của ngài và nghĩa phụ ta không nguyện nhúng tay, nhưng đi hay không lại không do đại nhân. Bạc Vũ Kình cả giận nói, làm sao, ngươi muốn buộc ta quay về. Liễu Phỉ Yên nhẹ nhàng cười, như Mộc Xuân Phong nói. Có thể làm sao, bất quá ta vẫn mong đại nhân có thể tự nguyện đi theo ta. Dù sao lúc trước ngài từng chỉ điểm kiếm pháp cho ta, ta đối với ngài cực kỳ tôn kính. Bạc Vũ Kình lạnh lùng nói. Nghĩ không ra Lỗ Thông Tử vì đạt được mục đích, lại phái tới hai gã phong hào vũ đế, sư huynh của ta bình thường để mắt ta như vậy sao? Liễu Phỉ Yên cười nói. Nghĩa phụ từ trước đến nay rất coi trọng ngài. Sắc mặt Bạc Vũ Kình âm trầm, nhưng trong lòng thì tính toán, lấy lực lượng của hắn thời khắc này, muốn chạy trốn hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Kỳ Thắng Phong A. Chỉ là sau khi Kỳ Thắng Phong đánh với Vương Tọa một trận liền biến mất, cũng không biết tình huống. Để cho hắn lo lắng nữa là, mặc dù Kỳ Thắng Phong xuất hiện, sợ là cũng vô pháp hơn hai gã phong hào vũ đế. Hắn trầm tư một trận, liền nói. Chuyện ta có theo ngươi về Hóa Thần Hải hay không chưa nói, nơi đây là Thái Hư Huyễn Trận, sợ rằng rất khó ly khai. Liễu Phỉ Yên nói. Xác thực ngoài dự đoán của mọi người, nghĩ không ra Đằng Quang sẽ bị vị đại nhân kia ép tới hiện ra bản mệnh chi trận. Nhưng trong trận có không ít cường giả, trận phá là chuyện sớm hay muộn, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở bên người, bảo vệ an toàn cho đại nhân.
Trong mắt Bạc Vũ Kình lóe lên một đạo tinh quang nói. Hảo, có ngươi ở bên cạnh, liền không cần khắp nơi trốn trốn tránh tránh, có khả năng công khai đi tìm những người kia phiền toái. Lúc này Vi Thanh trọng thương trong người, ta ngươi liên thủ giết hắn có lẽ vừa đủ. Liễu Phỉ Yên hoảng sợ nói. Đại sự như vậy ta không dám tự ý làm chủ, đại nhân vẫn là tận lực ít gây phiền toái, đợi huyễn trận vừa phá liền theo ta rời đi. Bạc Vũ Kình hừ lạnh nói. Những người thánh vực kia quá kiêu ngạo, vừa rồi ngươi đã giết người của bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu Phỉ Yên cười khổ nói. Đó là vì cứu đại nhân, nếu bọn họ không hiểu, ta cũng không có cách nào. Trong huyễn trận này tựa hồ vô cùng vô tận, chẳng biết phương vị trận nguyên rốt cuộc bao lớn, sợ là Huyền Hoa cũng bị hãm vào trong trận. Trước tìm được hắn rồi hãy nói, có hai người chúng ta, an nguy của đại nhân liền không cần lo. Nàng lấy ra một khối ngọc bài, niết một cái, nhất thời hóa thành bột mịn. Một đạo thanh quang từ trong bay ra, ở trên trời cao nối tiếp một vòng, liền hướng phía xa xa kích bắn đi. Đi thôi. Liễu Phỉ Yên cùng Bạc Vũ Kình hóa thành hai đạo quang mang, đi theo đạo thanh quang đi. Công bình đánh một trận. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Trước khi cùng ngươi chiến đấu, hình như ta cùng Đằng Quang đánh một hồi a. Lại nói tiếp là ngươi và Đằng Quang đánh xa luân chiến với ta, thật đúng là công bình. La Thanh Vân cau mày nói. Đáng tiếc ta tìm không được tình huống tốt hơn, bây giờ là thời cơ tốt nhất bức ngươi đánh một trận, nếu bỏ qua, sẽ không còn cơ hội. Lý Vân Tiêu nói. La Thanh Vân, ngươi theo đuổi bất quá là vũ đạo cực hạn, muốn vượt qua ta mà thôi. Nhưng bây giờ ta sở cầu, là Hồng Nguyệt Thành an ổn cùng tương lai, nếu ngươi có thể giúp ta. Ta nguyện ý cùng ngươi công bình đánh một trận, đánh đến ngươi gãy răng, lột sạch lân giáp toàn thân ngươi mới thôi. Trong mắt La Thanh Vân lóe lên vẻ vui mừng, hắn hiểu rõ Lý Vân Tiêu, tuy rằng phóng đãng không kiềm chế, nhưng luôn nhất ngôn cửu đỉnh, hai hàng lông mày hắn nhăn lại nói. Làm sao giúp ngươi, bảo ta phản bội Vi Thanh là tuyệt không có khả năng. Nhưng ta có khả năng đồng ý ngươi, sau khi vào chủ Hồng Nguyệt Thành, sẽ đuổi đường ra cùng tứ cực môn ra ngoài. Khôi phục trạng thái tam gia cùng tồn tại như dĩ vãng. Ninh Khả Vân cả giận nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng, cho là có Vi Thanh chống đỡ ngươi, liền thật coi mình là chủ Hồng Nguyệt Thành sao? Ngươi còn không đủ tư cách. La Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới nàng, mà là nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, đợi hắn trả lời thuyết phục. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói. Một người đối với võ đạo đỉnh phong cố chấp như thế. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ lưu ý với chức thành chủ Hồng Nguyệt Thành như vậy. La Thanh Vân nói. Đây là việc cá nhân của ta, không có quan hệ gì tới ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn Ninh Khả Vân nói. Hôm nay đường ra đã thành thế tan vỡ, tất nhiên không thể chủ trì Hồng Nguyệt Thành, Khả Vân đại nhân nghĩ ai là người chọn lựa thích hợp nhất. Ninh Khả Vân nhớ tới Ninh Khả Vi từng nói với mình, liền nói. Tự nhiên là muội muội của ta. Lý Vân Tiêu nói. Minh Nguyệt đích thật là thí sinh tốt nhất, nhưng lúc này tung tích của nàng không rõ, Hồng Nguyệt Thành không thể một ngày vô chủ, nếu không Khả Vân đại nhân làm đi. Ninh Khả Vân nói, ta là người của Thần Tiêu Cung, há có thể làm Hồng Nguyệt Thành thành chủ. Lý Vân Tiêu cười nói, vậy La Thanh Vân tạm nhận Hồng Nguyệt Thành cũng là lựa chọn tốt. Ninh Khả Vân giận dữ, khiển trách. Hắn là người của Vi Thanh là hung thủ giết cha ta tuyệt không đáp ứng. Lý Vân Tiêu nói, Khả Vân đại nhân mới vừa nói, ngươi là người của Thần Tiêu Cung, tựa hồ không tiện nhúng tay vào việc Hồng Nguyệt Thành. Còn nữa, khi Khả Vi đại nhân còn tại thế, lúc đó chẳng phải cùng Vi Thanh ở một trận tuyến sao? Hồng Nguyệt Thành trải qua chuyện hôm nay, lại loại bỏ đường ra cùng tứ cực môn, sẽ còn lại bao nhiêu lực lượng duy trì nó đây? Sắc mặt Ninh Khả Vân cực kỳ khó coi, trong chiến dịch này, ngay cả Tam Lão cũng bị thương nặng. Ngoài ra cửu tinh đỉnh cường giả cũng tìm không ra một cái. Lý Vân Tiêu nói, để La Thanh Vân tạm giữ chức thành chủ, là một lựa chọn tốt, chỉ ít có thể cùng Vi Thanh hình thành cân đối. Cho dù ngươi có thể tìm ra người thích hợp, đợi chuyện hôm nay qua đi, Vi Thanh lại phái người đến, Hồng Nguyệt Thành ai có thể tiếp được. Huống chi chín con quỷ tu la trong tay La Thanh Vân, mặc dù là siêu phàm nhập thánh cường giả đến cũng có thể giết a. Ninh Khả Vân im lặng. Sau khi Ninh Khả Vi chết, Hồng Nguyệt Thành liền chân chính mất đi kỳ thủ có thể cùng Vi Thanh đánh cờ, hoàn toàn thành một con cờ. Hàn Quân Đình cũng mở miệng nói. Sư thúc,
để cho La Thanh Vân nhận chức thành chủ, là kết quả tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Ninh Khả Vân yếu ớt thở dài, nói. Việc Hồng Nguyệt Thành ta cũng hữu tâm vô lực, nơi này là chỗ ta sinh ra, ta không hy vọng trơ mắt nhìn nó đổ nát. Cứ theo ý các ngươi, đợi tìm được muội muội, lại quyết định tiếp. Nàng không hề cố chấp, cũng biết không thể cố chấp, chiều hướng phát triển là không thể xoay chuyển. La Thanh Vân nói, Lý Vân Tiêu ngươi yên tâm, ta và Nhược Băng Tiểu Thư cũng là bạn tốt, ta sẽ không để cho nàng thua thiệt. Lý Vân Tiêu cảm khái nói, lúc trước ở Thiên Thủy Quốc cùng Quỳnh Hoa Đảo đánh một trận, ta nằm mơ cũng không nghĩ ra có một ngày nào đó, ngươi có thể trở thành thiên hạ bá chủ, một trong thất đại trưởng môn. La Thanh Vân nói, ta cũng làm sao có thể nghĩ đến, một lần tình cờ gặp nhau, một hầu tử từ Nam vực tới, có thể trở thành bầu trời của thời đại này, làm cho vô số tuấn kiệt ngưỡng vọng. Bầu trời sao? Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, thời đại này có vô số tuấn kiệt, đã vượt xa hắn năm đó. Nếu không phải mình làm người hai đời, đồng thời có được đại diễn thần quyết cùng giới thần bia, sợ là sớm bị thanh niên thời đại này bỏ rơi. Thân thể của Hàn Quân Đình cũng hơi rung, phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, ánh mắt có chút hoảng hốt bất định. Ninh Khả Vân nói, hiện tại trước nghĩ biện pháp phá ra huyễn trận, ở bên trong cũng không phải biện pháp. Hàn Quân Đình nói, trước kia Yêu Lê nói qua với ta, tựa hồ nàng có biện pháp phá thái hư huyễn trận này. Nàng ung dung nói, trước kia ta đối với những người yêu tộc này cũng rất kiêng kỵ, cho nên bất chi bất giác để lại ám ký ở trên người nàng, lúc này vừa vặn có tác dụng. Tất cả mọi người biến sắc, thầm nghĩ cô gái nhỏ này tâm tư quá thâm trầm a. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cùng đám người phi nghe càng cổ quái, vội vàng vận chuyển thần thức kiểm tra thân thể mình, nhìn xem có bị nàng động tay chân hay không. Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm xuống, cả giận nói. Những yêu nhân kia không phải tộc ta mới phải đề phòng, các ngươi đều là nhân loại, ta nào có rãnh rỗi hạ lạc ấn. Đột nhiên phi nghe nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, mạnh mẽ phun tới, liền có một luồng quang mang bắn ra. Nàng nắm nó trong tay, quang mang kia thoáng cái hóa thành một phù hiệu, lóe lên liền tiêu thất. Đây là vật gì, Quân Đình muội muội giải thích một chút a. Trên mặt phi nghe có chút tức giận, nguyên lực bộc phát, hai mắt hàn quang chớp động. Trên mặt Hàn Quân Đình hơi có chút xấu hổ nói. Cái này, phi nghe thiếu chủ chính là thiên phượng nhất thể, trên đời hiếm thấy, ta chỉ muốn nghiên cứu một chút, mà thôi. Lý Vân Tiêu kiểm tra một lần thấy không có vấn đề, có chút không yên lòng, lại kiểm tra một lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Ninh Khả Vân cùng La Thanh Vân, thậm chí Quỳ Hoa bà cũng âm thầm vận chuyển thần thức, tra xét bản thân có khác thường hay không. Hàn Quân Đình tựa hồ đã nhận ra, cả giận nói. Quỳ Hoa bà, người đang làm cái gì? Quỳ Hoa bà run run nói. Không, lão thân chỉ là nhập định điều tức mà thôi. Hàn Quân Đình cảm giác mình bị cô lập, ánh mắt mọi người đều mang dị dạng, nàng lạnh lùng nói. Hiện tại ta muốn truy tìm Lê, nếu sợ bị hạ lạc ấn thì đừng đi theo. Nàng lấy ra một tấm tinh bàn, đánh vào bên trong mấy quyết ấn. Tinh bàn vận chuyển, kim đồng hồ rung động, sau đó chỉ một phương vị. Hàn Quân Đình lạnh lùng quét mọi người một cái, liền lăng không một chảo, một lá cây màu vàng xuất hiện ở trong tay, liền ném ra ngoài. Lá cây kia thoáng cái biến lớn, lớn chừng nửa mẫu. Không sợ thì lên, sợ thì cút. Nàng khẽ quát một tiếng, sau đó bay lên, hai tay không ngừng bấm niệm thần chú, đánh vào kim diệp, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Thân thể mọi người khẽ động, liền bay vào trong, lá vàng giống như chiến hạm, ở trên trời cao lóe lên rồi biến mất. Nửa ngày sau, trên bầu trời một mảnh sơn cốc địa hình cổ quái, kim diệp thoáng cái hiện ra. Sau đó nó ở trên không trung xoay chuyển, bay vào trong sơn cốc. Ninh Khả Vân nhướng mày nói. Nguyên lực ba động thật cường đại, có người chiến đấu ở chỗ này. Đó là, có người chạy. Lý Vân Tiêu kinh hô một tiếng. Trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, mơ hồ nhìn thấy có người phá không rời đi. Hàn Quân Đình trầm giọng nói. Chắc là chỗ này. Nàng lấy tinh bàn ra, kim đồng hồ phía trên xoay tròn, chấn động rất mạnh, tựa hồ không thể định vị. May mà trên người Lê còn lạc ấn, chỉ bất quá lúc này bị không gian ba động bao vây, nên có vẻ không chính xác. Kim Diệp ở trên không trung lắc lư vài cái, liền bay xuống sơn cốc,
trên mặt đất quả nhiên có vết tích chiến đấu. Ở cách đó không xa, có một thi thể nằm trên mặt đất, ngực bị đánh ra một cái động lớn. Người nọ là... Hàn Quân Đình nhìn chằm chằm người nọ một hồi, trầm tư nói. Có chút quen mặt, nhưng nhớ không ra là người phương nào. Ninh Khả Vân cúi người dò xét thương thế, sắc mặt khó coi nói. Phiền phức lớn rồi, người này là cửu tinh đỉnh phong cường giả, thực lực thậm chí không kém ta. Hàn Quân Đình cả kinh nói. Cửu tinh đỉnh phong cường giả, bị một quyền đánh bể ngực. Lý Vân Tiêu nói. Nhìn cả người hắn vết thương chồng chất, liền biết không phải một chiêu giết chết, mà là đã trải qua kịch chiến. Nhưng trong yêu tộc có người mạnh như vậy, sợ là thực lực đã vượt qua chúng ta dự tính. Phi Nghê chớp mắt cười nói. Sợ cái gì, chúng ta có La Thanh Vân ở đây, chín con quỷ tu la không phải ngồi không. Coi như là siêu phàm nhập thánh tới cũng có thể đánh giết. Hừ. La Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì, lời này xác thực cũng không sai. Chỉ là tất cả mọi người có chút không thích ứng, mới vừa rồi còn là đối thủ, trong khoảnh khắc liền biến thành chiến hữu. Thế sự quá thần kỳ, nhân sinh như giấc mộng. Lúc này chín con quỷ tu la thành thành thật thật xếp bằng ở phía sau La Thanh Vân, quỷ tu la số 7 bị thương, trên người không ngừng dâng lên ánh sáng, tự động chữa trị. Đột nhiên Lý Vân Tiêu giơ tay lên, một đạo kiếm mang bắn ra, quát. Người nào? Phanh! Cách đó không xa, không gian bị tách ra, thân ảnh một nam tử rơi xuống. Tên nam tử kia tại chỗ phun ra một búng máu, vội nói. Đừng xuất thủ, là ta. Mọi người định thần nhìn lại, là thánh vực tài tư cục trưởng tử Sú Tịch, cả người hắn là huyết, dị thường chật vật. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Là ai đánh ngươi thành như vậy? Ánh mắt tử Sú Tịch lộ ra vẻ sợ hãi nói. Yêu tộc, những yêu tộc đó thật mạnh. Lý Vân Tiêu nhướng mày, quát. Nói cụ thể một chút. Ninh Khả Vân lạnh lùng nói. Thánh vực lúc nào cũng chỉ cao khí ngang, cái bộ dáng chật vật này, giống như chó hoang a. Tử Sú Tịch nuốt nước miếng, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nhìn thấy La Thanh Vân, liền thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi không biết người yêu tộc mạnh bao nhiêu a? Lúc ấy ta đã đem Đường Khánh đẩy vào tuyệt cảnh, lại bị bọn họ cứu đi. Tên bị chết kia cũng là thánh vực cường giả, tên Vệ Cương, bất quá. Hắn có chút hồ nghi nói. Hắn vốn là thuộc hạ của Bạch Lăng Nguyệt, tại sao lại ở chỗ này? Lý Vân Tiêu nói. Bọn họ tổng cộng có mấy người? Sắc mặt tử Sú Tịch cổ quái, lắc đầu nói. Không thấy rõ, đánh chết Vệ Cương cùng trọng thương ta, tổng cộng là hai yêu tộc, nhưng tựa hồ còn có mấy người ẩn ở bốn phía. Ta vốn cho là hẳn phải chết, may mà các ngươi tới kịp. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi, có ít nhất hai gã yêu tộc đạt tới cửu tinh đỉnh, khả năng vài tên đại yêu kia đã khôi phục thực lực là phi thường lớn. Tử Sú Tịch lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. La Thanh Vân, sao các ngươi lại đi cùng nhau? Chẳng lẽ vì Thanh đại nhân cùng chư vị bắt tay giảng hòa? La Thanh Vân nói. Chỉ là cá nhân ta cùng bọn chúng giảng hòa, không có quan hệ gì tới Vi Thanh. Tử Sú Tịch nói. Mấy vị bằng hữu, Khả Vân đại nhân, Vân Tiêu công tử, chúng ta cũng giảng hòa đi. Ninh Khả Vân lạnh giọng nói. Giảng hòa, tay sai của Vi Thanh, bản cung gặp một cái giết một cái, hôm nay trước giết ngươi a. Tử Sú Tịch vội vàng nói. Lý Vân Tiêu công tử, mau cứu ta còn thiếu ngươi một mạng a. Nếu ta chết, sẽ không trả được a, đối với ngươi mà nói là tổn thất cực lớn. Lý Vân Tiêu có chút im lặng, lời như vậy cũng có thể nói sao, hắn vỗ đầu một cái nói. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi nói một chút, ngươi sống có giá trị gì? Vật không giá trị, lưu lại có ích lợi gì? Tử Sú Tịch vội nói. Vân Tiêu công tử nói đùa, bổn tọa là thánh vực tài tư cục trưởng, quyền cao chức trọng, phú khả địch quốc. Nếu nói ta không có giá trị, trong thiên hạ người có giá trị thật là không nhiều lắm, ha ha. Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, mở thức hải ra, để cho ta lạc ấn, ngươi có thể sống. Sắc mặt tử Sú Tịch đại biến, tức giận nói. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Không nói ta là một thánh vực cục trưởng, bản thân còn là cửu tinh đỉnh phong cường giả, danh chấn thiên hạ, há có thể cho ngươi vũ nhục. Lạc ấn vào thức hải. Bằng đem mạng của mình giao cho đối phương, trở thành nô lệ, một cái ý niệm liền có thể để ngươi sinh tử. 3333.
Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Tử Sú Tịch đại nhân thiên thu khí khái, làm ta kính ngưỡng a. Vẻ mặt tán thưởng của hắn trong nháy mắt hóa thành sát khí, phất tay nói. Thành toàn hắn, giết. Chậm đã. Tử Sú Tịch hít một ngụm lãnh khí, ngăn cản mọi người nói. Chuyện gì cũng từ từ, mọi người đều là nhân vật nổi danh ở thiên võ giới, không cần thiết động một chút là đả đả sát sát, điều kiện giảng hòa không đủ còn có thể bàn lại, bàn lại. Lý Vân Tiêu đi tới trước, vỗ vỗ bả vai của Tử Sú Tịch, kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói. Như vậy đi, người đem các loại thu chi của thánh vực trong 30 năm qua phục chế một phần cho ta, chúng ta liền là bạn không phải địch. Không được. Cả người Tử Sú Tịch run lên, đem đầu lắc như trống bỏi, nói liên tục. Không nên không nên, nếu làm như vậy, ta trong khoảnh khắc liền thành kẻ phản bội số một, sẽ chết không chỗ chôn. Lý Vân Tiêu nói. 10 năm. Không được, tuyệt đối không được. Vẻ mặt Tử Sú Tịch cay đắng, run run nói. Vân Tiêu công tử vẫn là đổi lại điều kiện ta có thể tiếp nhận đi. Huống chi tình trạng tài chính của thánh vực, người xem có được cái gì. Người còn lại cũng lộ ra vẻ cổ quái, hai mặt nhìn nhau, không rõ tại sao Lý Vân Tiêu muốn xem những đồ đạc vô dụng này. Chỉ có sắc mặt Hàn Quân Đình hiện lên quang thải, lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu. Ha ha, Tử Sú Tịch đại nhân, người cũng biết mình thân phận tôn quý, danh chấn thiên hạ, tính mệnh quý như vậy, sao có thể bán rẻ chứ? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nếu là điều kiện tầm thường, ta muốn làm gì? Không bằng giết một cửu tinh đỉnh phong cường giả, sẽ rất đã nghiền. Từ lúc La Thanh Vân cùng quỷ tu La xuất hiện, hắn liền biết thánh vực so với mình nghĩ phức tạp hơn nhiều lắm. Hơn nữa đế giả tầng A, một phân thân cuối cùng của ma chủ cũng là bị trấn áp ở đó. Một thế lực to lớn như vậy tồn tại, muốn biết rõ các loại vận tác quan hệ trong đó, kiểm tra danh mục tài vụ là biện pháp tốt nhất. Tỷ như Vi Thanh nghiên cứu những quỷ tu La này, nhất định phải lấy được tài lực từ Tử Sú Tịch hỗ trợ, có đại lượng tài nguyên đầu nhập, mới có thể làm ra nhiều tồn tại kinh khủng như vậy. Hơn nữa từ các loại trạng huống trên tài vụ, có khả năng trực tiếp biết rõ năng lượng của thánh vực, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Tử Sú Tịch cũng biết then chốt trong đó, nên đâu thể đồng ý nhả ra. Ta đem tài phú cả đời tặng cho ngươi, cũng không dám làm ra chuyện như vậy, việc này đừng nhắc lại nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh nói. Ý kia chính là đàm không thành, để cho ta mở sát giới a. Vẻ mặt Tử Sú Tịch đưa đám nói. Ngươi bảo ta lấy ra cái kia, không khác gì giết ta a. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy đi, đem chuyện của Vi Thanh Hảo Hảo nói cho ta một chút, nói tốt, ân oán xóa bỏ. Nói ta không hài lòng, vậy, ha ha. Tử Sú Tịch nói. Vi Thanh đại nhân là người chấp chính thánh vực, giai vị ở trên ta nào biết tình huống của hắn. Những quỷ tu La này ta cũng là lần đầu tiên gặp. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không có đại lượng tài lực của thánh vực hỗ trợ, Vi Thanh có thể nghiên cứu ra mấy thứ này sao? Thân là thánh vực tài tư cục trưởng, đại lượng tư nguyên không hiểu tiêu hao, sẽ không làm cho ngươi chú ý hả? Tử Sú Tịch, ngươi đang không ngừng tiêu hao tính nhẫn nại của ta, bản thân muốn chết sao? Tử Sú Tịch vội nói. Vân Tiêu công tử hiểu lầm rồi. Mặc dù ta quản tài chính, nhưng các hạng mục lớn đều phải do phía trên phê chuẩn mới được thông qua. Hắn thấp giọng nói. Ta chỉ có khả năng tiết lộ cho Vân Tiêu đại nhân biết, là chuyện Vi Thanh đại nhân làm, hao phí 1/3 tổng thu của thánh vực hàng năm. 1/3. Lý Vân Tiêu thất kinh, lấy năng lượng to lớn của thánh vực, 1/3 này tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Mặc dù là đám người Ninh Khả Vân lòng dạ không sâu, cũng hiểu được danh ngạch này quá mức khổng lồ. Sắc mặt Ninh Khả Vân khó xem nói. Nói như thế, Vi Thanh làm những đồ đạc quỷ quái này, đám người chấp chính kia đều biết. Thậm chí đây vốn là ý đồ của thánh vực. Trên trán Tử Sú Tịch rơi xuống mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Việc này là không sai, nhưng bản thân Vi Thanh đại nhân cũng có chút mờ ám, đại lượng tài nguyên đầu nhập như vậy, mấy vị chấp chính đại nhân khác nhất định sẽ hỏi tới. Lý Vân Tiêu âm trầm, nếu 4 người còn lại cũng biết việc này. Như vậy thái độ của Vi Thanh đối với Hồng Nguyệt Thành, chính là thái độ của Thánh Vực. Đối địch với Vi Thanh, cùng đối địch với Thánh Vực, hoàn toàn là hai khái niệm. Tử Sú Tịch cổ quái nhìn những quỷ tu La kia một cái, hiện lên vẻ vui mừng nói. Bất quá như đã nói qua, những đầu nhập này thực sự là đáng giá,
Phi Thanh đại nhân thật là một thiên tài, trước kia ta đối với những dự toán này còn rất bất mãn cùng oán giận, hiện tại xem ra là ánh mắt ta thiển cận. Hắn nhất thời cảm nhận được sát ý trên người mấy người khác, không khỏi lập tức ngậm miệng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Nói như vậy, loại quỷ tu la này rốt cuộc có bao nhiêu, cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể chế tạo ra một gã, người có biết không? Tử Sú Tịch cười khổ nói. Người muốn biết chính là một năm thánh vực có khả năng chế tạo ra bao nhiêu quỷ tu la a? Tuy rằng ta không biết con số xác thực, nhưng những năm gần đây đầu nhập thật sự là rất nhiều, mặc dù hiện tại nghiên cứu chế tạo thành công, hàng năm có thể chế tạo ra cũng sẽ không quá nhiều. Người cũng nhìn thấy, không ít nguyên liệu là thượng cổ mãnh thú, thậm chí là chân linh thân thể, tinh luyện long huyết cũng phải có long chi huyết mạch, có thể chế tạo ra 10 tên đã rất nghịch thiên. Tử Sú Tịch nói cùng Lý Vân Tiêu suy đoán không mưu mà hợp, nhưng Lý Vân Tiêu biết ngoại trừ những quỷ tu la này ra, Phi Thanh nhất định còn làm sự tình mà thánh vực không biết. Trước đây Dương Nguyên thư luyện chế thi khôi, là dùng thi thể các đời cường giả trong thánh vực, loại sự tình này là tuyệt đối không thể được ủng hộ. Loại trung cực thể này mặc dù không biến thái bằng Khâu Mục Kiệt, nhưng dựa vào long huyết bán thành phẩm cung cấp lực lượng, hơn nữa không có thất tình lục dục, chẳng biết sợ hãi, so với Khâu Mục Kiệt còn khó đối phó hơn. Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Yên tâm đi, quỷ tu la này là không thể chế tạo nhiều, chế tạo thứ này khó khăn nhất không phải thân thể mãnh thú, mà là chủ thể. Chủ thể. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn lại trên bầu trời. Hư không dập dờn, thân ảnh của Khâu Mục Kiệt hiện ra, vết thương trên người hắn đã triệt để khôi phục, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm 9 con quỷ tu la. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người La Thanh Vân, lạnh lùng nói. Tiểu tử có chân long chi huyết, ta nói không sai chứ. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi nói chủ thể là thân thể đám quỷ tu la này à? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói. Lẽ nào? La Thanh Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đạm mạc nói. Không sai, ngươi đoán đúng rồi. Khó khăn lớn nhất khi chế tạo quỷ tu la không phải là thân thể mãnh thú, mà là chủ thể. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua 9 con quỷ tu la, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp nói. 9 người này trước kia giống như ta, huyết mạch rất nồng đậm, nên bị chọn làm vật thí nghiệm. Nhuận Tường cũng như vậy, chỉ bất quá hắn thất bại, biến thành quỷ tu la, mà ta thành công. Bằng không, ta chính là số thứ 11. Sắc mặt cùng giọng nói của hắn cực độ bình tĩnh. Nhưng nghe ở trong tai mọi người, lại như kinh lôi, nội tâm lạnh cả người. Đặc biệt Phi Nghê người mang thiên phượng huyết thống, sắc mặt càng tái nhợt. Nhìn 9 con quỷ tu la vẻ mặt dại ra cùng hung ác, nhìn không được run rẩy. Sắc mặt của Tử Sú Tịch cũng tái nhợt, hết sức khó coi. La Thanh Vân nói, long huyết không cách nào đơn độc rút ra tiến hành tinh luyện, phải là thân thể long tộc hậu duệ mới có thể làm vật dẫn. Cho nên bất luận một lần thí nghiệm nào, đều phải có long huyết chủ thể, mới có thể tiến hành. Mặc dù là quỷ tu la, xác suất thành công cũng cực thấp, càng nhiều chủ thể đều ở trong quá trình thí nghiệm tan thành mây khói. Tất cả mọi người nổi hết cả da gà. Hàn Quân Đình nhíu mày nói. Vậy ngươi không hận Vi Thanh sao, một khi thất bại, ngươi chính là cái xác không hồn, là tay sai không hề có tư tưởng. Hận, ha ha, tại sao phải hận, kết quả là ta thành công, mà bọn họ thất bại. La Thanh Vân cuồng tiếu, nhưng cười đến thập phần lạnh lùng, nghe mà mọi người mau cốt tủng nhiên. La Thanh Vân nhìn Lý Vân Tiêu nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng, chúng ta thân là vật thí nghiệm đã rất nhiều năm, trong ngắn hạn hắn sẽ không có biện pháp bổ sung. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng dâng lên sóng lớn, nhìn thần tình La Thanh Vân bình tĩnh, không khỏi kính phục, người trẻ tuổi này cho tới nay thừa nhận bao nhiêu áp lực a? Hắn ngẩng đầu hỏi. Khâu Mục Kiệt. Việc này ngươi còn biết bao nhiêu? Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Ta vẫn cho rằng việc này là Vi Thanh âm thầm tiến hành, nghĩ không ra là thánh vực hỗ trợ. Kiệt, trước đây ta bắt người tiến hành thí nghiệm, bị đám cổ hủ của Hóa Thần Hải nói là tà đạo, vi phạm thiên quy. Thánh vực hành động thì sao? Kiệt, thật muốn nhìn trưởng lão viện của Hóa Thần Hải đối với chuyện này xử lý làm sao? Tử Sú Tịch vội nói. Trước khi sự tình rõ ràng, đừng vội phỏng đoán lung tung, việc này chỉ là Vi Thanh đại nhân một người làm ra. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra hàn khí, lạnh lùng nói. Xem ra việc này then chốt ở chỗ Vi Thanh, chỉ cần chụp hắn tới, toàn bộ sẽ rõ ràng. Bắt Vi Thanh,
sợ là rất khó a. À. Ánh mắt Hàn Quân Đình thâm thúy, nhàn nhạt nhìn La Thanh Vân, ám chỉ rất rõ ràng, một người chín tu la trước mắt này, là cản trở khó có thể vượt qua. Ha ha, chỉ sợ Long tiểu tử này cũng là thân bất do kỷ. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Ánh mắt La Thanh Vân lạnh lẽo, như mũi nhọn bắn ra, lạnh giọng nói. Ngươi biết rất nhiều a. À. Phía sau chín tên quỷ tu la trong nháy mắt mở mắt, thân thể đồng thời lóe lên, bao vây Khâu Mục Kiệt, tiền tiền hậu hậu đến con kiến chui không lọt. Sắc mặt Khâu Mục Kiệt đại biến, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, hắn lau thoáng cái, ngượng ngùng nói. Ta đoán thôi, đừng giận a, thanh niên phải học khắc chế tâm tình của mình. Cho dù là phong hào vũ đế, ở trong vòng vây của chín tên vũ đế đỉnh phong cường giả, cũng phải chịu thua a. Trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, lúc này La Thanh Vân là người cường đại nhất thế giới. Lý Vân Tiêu hai tay ôm trước ngực, trầm tư nói. Ta cũng tán thành suy đoán của Khâu Mục Kiệt, trên người La Thanh Vân tất nhiên có cấm chế, Phi Thanh Tuyệt sẽ không để cho chiến lực cường đại mà bản thân không cách nào khống chế, ở bên ngoài chạy loạn như vậy. Trong mắt La Thanh Vân lóe lên vẻ lo lắng, lạnh giọng nói. Việc của ta, không có quan hệ gì tới các ngươi. Nhưng nếu là đối phó Vi Thanh mà nói, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn. Hàn Quân Đình than thở. Xem ra muốn bắt Vi Thanh rất khó. Lý Vân Tiêu nói. Vị Tất, đừng quên phiến huyễn cảnh này, còn có mấy tồn tại đình phong kia, nếu có thể trợ giúp chúng ta mà nói, cơ hội là rất lớn. Ninh Khả Vân suy ngẫm nói. Bây giờ có thể xuất thủ, chỉ còn vị siêu phàm nhập thánh cường giả kia của Hóa Thần Hải, Ngọc Công Tử. Người lúc huyễn cảnh xuất hiện bắn mũi tên kia, chắc là phong hào vũ đế Huyền Hoa A. Nếu ba người này đồng ý trợ giúp chúng ta, đích xác có cơ hội rất lớn, nhưng tại sao bọn hắn phải giúp chúng ta? Lý Vân Tiêu quỷ dị cười nói. Vị ở Hóa Thần Hải kia đem đằng quang đẩy vào tuyệt cảnh, lúc này nguyên lực chỉ sợ cũng hao tổn nhiều. Ngọc Công Tử từ trước đến nay thần thần bí bí, không phải là người dễ nói động, Huyền Hoa thì ta có nắm chắc có thể thuyết phục hắn. Ninh Khả Vân cả kinh nói. Ngươi nhận thức Ngân Nguyệt Vũ Đế. Lý Vân Tiêu nói. Một lời khó nói hết, nhưng dựa vào Huyền Hoa sợ là không đủ, một Diêu Kim Lương liền đủ kéo hắn. Trong kế hoạch của ta, chân chính có thể cho chúng ta sử dụng là người khác. Là ai? Tất cả mọi người tò mò. Sắc mặt của La Thanh Vân càng dị thường khó coi, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi ở trước mặt ta nói những thứ này. Là đang miệt thị ta sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Ta biết người xưa nay chuyện nào ra chuyện đó, huống chi có thể công bằng đánh một trận, không phải là khát vọng của ngươi sao, ta đang giúp ngươi xem xét đối thủ A, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đột nhiên Hàn Quân Đình nói. Ta biết người ngươi nói là ai? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Hàn Quân Đình, đột nhiên trong lòng khẽ động, trực giác nói cho hắn biết, đối phương là thật nghĩ ra. Hắn tự đáy lòng khen. Nữ nhân thông minh đáng sợ, nữ nhân xinh đẹp cũng đáng sợ, cả hai đều có, đáng sợ đến cực điểm A. Phi Nghê cười khanh khách nói. Ta thì đần đần, cho nên rất khả ái. Ninh Khả Vân dậm chân nói. Quân Đình, người nói tới ai? Mau nói ra đi, gấp chết người A. Ánh mắt Hàn Quân Đình xoay chuyển, nhìn thi thể vệ cương trên mặt đất nói. Trong huyễn cảnh này ngoại trừ mấy người sư thúc nói kia. Có thể thu thập 9 con quỷ tu la này, chỉ còn yêu tộc. Ninh Khả Vân giật mình nói. Yêu tộc, thế nhưng tại sao bọn họ lại giúp chúng ta giết quỷ tu la? Hàn Quân Đình nói. Vừa rồi Tử Sú Tịch Đại Nhân nói, người yêu tộc cứu Đường Khánh đi, vừa lúc Đường Kiếp đi cùng với Lê, có thể thấy bọn họ là một đường. La Thanh Vân là tồn tại thay Đường Khánh làm Hồng Nguyệt Thành thành chủ A. La Thanh Vân nhướng mày, khinh thường hừ lạnh, lạnh giọng nói. Những yêu tộc đó nếu không thức thời, ta liền đưa bọn họ cùng Đường Khánh đi Tây Thiên. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhìn thấy chưa, đây chính là mâu thuẫn không chết không thôi, chỉ cần chúng ta đưa La Thanh Vân đến chỗ những yêu tộc đó, thoáng gây xích mích, bọn họ rất dễ dàng đánh nhau. Ngươi, La Thanh Vân không biết nói gì. Ninh Khả Vân trầm tư nói. Nếu thật sự là như thế, chúng ta rất có phần thắng. La Thanh Vân lạnh lùng nói. Đã như vậy, ta chỉ có thể lưu chư vị ở chỗ này. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần gạt ta nội tâm của ngươi, kỳ thực ngươi rất kỳ vọng chúng ta đối phó Vi Thanh.
Ta không biết trên người ngươi có bị hạ cấm chế gì hay không, nhưng ta biết một gã có chân long chi huyết, là vĩnh viễn sẽ không cam lòng dưới người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bắn ra hàn quang, gằn từng chữ nói. Bởi vì ngươi là chân long, ngươi muốn vượt qua chính là trời không. La Thanh Vân nắm chặt song quyền, tâm tình ba động dẫn tới nguyên lực ở quanh thân nhộn nhạo, hiển nhiên nội tâm rất không bình tĩnh. Trong lòng mọi người đều rung động. La Thanh Vân có thập giai thần huyết, tất nhiên sẽ là một trong những tân tinh nổi bật nhất dưới bầu trời này. Hàn Quân Đình nói, những siêu phàm nhập thánh cường giả kia, trong ngày thường muốn gặp một cái cũng khó khăn, không nghĩ thoáng cái tụ tập nhiều như vậy, sợ là cường giả đỉnh phong trong thiên hạ, non nửa đều vây ở trong thái hư ảo cảnh này a. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cười nói, hắc hắc, nếu Đằng Quang chết, thái hư huyễn cảnh này sẽ biến thành sát trận, thắt cổ tất cả mọi người, Đằng Quang coi như là chết có ý nghĩa. Tử Sú Tịch cả giận nói, Đằng Quang cũng quá âm hiểm, nghĩ không ra hắn là loại người như thế, chết cũng muốn kéo mọi người đi cùng. Hàn Quân Đình nói, rất bình thường thôi, nếu ta có thực lực, cũng sẽ như vậy. Đột nhiên thân thể Ninh Khả Vân chấn động, có chút giật mình nhìn nàng, tựa hồ lần đầu tiên cảm giác sư chất của mình đáng sợ. Hàn Quân Đình lấy ra tinh bàn, loay hoay một trận nói. May mà Lê còn có lạc ấn, chúng ta đi nhanh đi, những yêu tộc đó cách không xa. Nàng vung tay lên, mảnh kim diệp kia bay tới, mọi người nhảy lên, hóa thành một đạo kim quang tiêu thất. Mấy canh giờ sau, trên một đại dương mênh mông, sóng biển dồn dập. Một vạch kim quang từ trong hư vô kích bắn ra, hóa thành kim diệp, bay thật nhanh về phía trước. Kim diệp theo gió vượt sóng, đem mặt biển phách thành hai mảnh, hướng về hai bên cuồng dũng. Ầm ầm. Đột nhiên phía trước nổ lên một đạo nước gợn, một con quái vật hình người đen nhánh đứng lên, thân cao trăm trượng, trong tay cầm lấy một cây tam xoa kích, gào thét đâm xuống. Hàn Quân Đình sửng sốt nói. Cái này, đây cũng là ảo giác sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không biết, trong thái hư ảo cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, giết là được. Bắc Thần Nam nói. Ta đến đi. Hắn đi tới trước kim diệp, tranh một tiếng, rút bội kiếm ra, nhất thời bầu trời hóa ra một đạo phi kiếm, cùng lá cây phá không phi hành. Vạn Nhận Vô Ngân. Muôn đời ngự kiếm ở trong tay chém ra. Đạo phi kiếm chi ảnh kia đột nhiên chạm tới, toàn bộ hải phận thoáng cái sóng to gió lớn. Ầm ầm, quái thú bi thảm hét lớn một tiếng, cả người vỡ thành hai mảnh, tiên huyết tuôn khắp bầu trời, rơi ở trên biển rộng. Quái thú bị diệt, ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh tinh không trống trải. Đó là Hàn Quân Đình sửng sốt, nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt biển xa xa, hơi nước trong veo, mơ hồ có một tòa cung điện đứng sừng sững, hoảng hốt bất định. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Thái hư huyễn điện. Hàn Quân Đình vui vẻ nói. Là yêu lê, nhất định là bọn chúng muốn phá trận, chúng ta theo dõi kỳ biến a. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Lấy lực lượng của lê, vị tất có thể phá trận, chúng ta đi lên xem một chút, tùy cơ ứng biến. Hàn Quân Đình gật đầu nói. Ân, ly khai nơi đây mới là chuyện quan trọng nhất. Kim Diệp phi hành thoáng cái tăng lên, nhanh như điện chớp. Thời gian uống cạn chun trà, Kim Diệp dừng ở trước cung điện khổng lồ, cung điện to lớn tráng lệ, có 18 đại trụ chống chủ điện, phía trên có mấy đại tự, là Thái Hư Huyễn Điện. Quả nhiên, ánh mắt Hàn Quân Đình lộ ra vẻ vui mừng nói. Những yêu tộc kia cùng Đằng Quang hơn phân nửa đang ở bên trong. Nàng tha thiết muốn nhất chính là nhanh ly khai, đối với Bát Phi Thanh căn bản không có hứng thú. Lý Vân Tiêu cổ quái nói. Đại điện này làm sao cổ quái như vậy? Ninh Khả Vân nói. Nghịch thiên chi trận như vậy, không cổ quái mới lạ. Hàn Quân Đình nói. Có khi có những người khác ở bên trong cũng nói không chừng, chúng ta vào thôi. Tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu, tựa hồ lấy hắn làm chủ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút nói. Ta cuối cùng có loại cảm giác tâm thần không yên, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ninh Khả Vân cau mày nói. Chẳng lẽ tất cả cường giả đều tụ tập ở bên trong? Tử Sú Tịch nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không thể lui lại. Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều muốn đi vào, ta tự nhiên cũng không phản đối. Hàn Quân Đình đánh quyết ấn vào kim diệp, quang mang lóe lên, liền hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp xuyên thấu đại điện, bay vào trong đó.
Cảnh tượng trước mắt mọi người sáng ngời, trong đại điện quang mang chói mắt, có vô số ngọn đèn chiếu sáng bốn phía, một mảnh kim bích huy hoàng. À, đây là... Hàn Quân Đình la hoảng lên nói. Đằng quang. Chỉ thấy trên đại điện to lớn trống trải, một nam tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Đằng quang chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị nói. Các ngươi đã tới. Hàn Quân Đình thở dài, bái hạ nói. Vãn bối gặp qua vương tọa đại nhân, xin thu hồi trận này, để chúng ta rời đi. Hắc hắc, bổn tọa sinh tử một đường, người nào cũng đừng nghĩ đi, đều lưu lại theo ta chôn cùng, ha ha. Sắc mặt đằng quang chớp động vẻ yêu dị, lộ ra tàn nhẫn. Ninh Khả Vân nói, đại nhân, nếu có thể chữa tốt tổn thương trên người ngươi, có thể để chúng ta ly khai hay không? Đằng quang hừ lạnh nói, có thể trị hết ta đã làm, ngay cả ta cũng không có biện pháp, chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể có ích lợi gì? Ninh Khả Vân nói, trong tay ta có mấy viên tuyệt thế đan dược, vị tất không thể. Nga! Đằng quang lộ ra vẻ kinh dị nói. Cầm đến ta xem một chút. Ninh Khả Vân gật đầu, liền muốn tiến lên. Chậm đã. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát, ngăn Ninh Khả Vân lại. Hai mắt hắn chớp động yêu quang, nhìn lên đài, dùng tay chỉ đằng quang nói. Ngươi không phải là vương tọa. Mọi người đều cả kinh, không hiểu nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng tất cả đều cảnh giác. Nga. Đằng quang lộ ra nụ cười quỷ dị, nói. Nếu ta không phải vương tọa, vậy ta là ai? Tựa hồ Lý Vân Tiêu sớm có dự liệu, ung dung thu tay về, lạnh nhạt nói. Ngươi là ai ta không biết, nhưng hơn phân nửa là lê bày ra bày dập. Đăng quang sửng sốt, sau đó cau mày nói. Dựa vào cái gì nói như vậy? Lý Vân Tiêu nói. Bởi vì đăng quang sẽ không vì mạng sống mà thu hồi thái hư huyễn trận. Đăng quang lần thứ hai ngây dại, nói. Ta không rõ ý tứ của ngươi, nói đơn giản chút đi. Người còn lại cũng hồ nghi nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng bọn hắn đã khẳng định, người trước mắt hơn phân nửa không phải đằng quang, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Tuy thái hư huyễn trận là bản mệnh chi trận của đằng quang, nhưng hắn đối với trận này tìm hiểu cũng có giới hạn. Thái hư huyễn trận chân chính hoàn toàn là hóa hư vi thực, đã không phải hư ảo. Tìm hiểu thái hư chân chính. Là hắn suốt đời truy cầu, vì cái truy cầu này, hắn có thể lấy cái chết chứng đạo. Đằng quang nói, vậy cũng không chứng minh ta nên đi tìm chết a, lẽ nào có cơ hội sống ta cũng không cần. Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi không biết là, đằng quang đã sớm muốn lấy sinh tử đến chứng thái hư chi đạo, sở dĩ chậm chạp không động thủ, chính là sợ đạo hạnh bản thân không đủ, không công mà chết. Mà này thái hư cảnh, đã có thể lấy giả đánh cháo, quang cảnh bây giờ. Chính là đằng quang cầu còn không được, sao có thể bởi vì muốn sống mà buông tha trận này tiếp tục diễn biến. Đằng quang nói, lấy cái chết tuẫn đạo, thật là một tên điên, xem ra muốn phá trận này so với tưởng tượng còn khó a. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói, ngươi là Lý Vân Tiêu đi. Lúc này đến phiên Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, không nghĩ tới một người không giải thích được như ngươi cũng nhận ra ta. Hừ. Bổn tọa không phải người không giải thích được. Đằng quang thoáng cái đứng lên, khí tức trên người bắt đầu biến hóa, cả người hư ảo, chậm rãi biến thành một người xa lạ, trên trán có khắc ba tiểu trận hình tròn, bị một lần ngang đi xuyên qua. Khuôn mặt của hắn tuấn lãng, nhưng thân thể hoàn toàn là trạng thái yêu hóa, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người nói. Bổn tọa là yêu tộc Bát Bộ, số yêu tộc tộc trưởng An, các ngươi có thể gọi ta là An Đại Nhân. Yêu tộc Bát Bộ. Mọi người giật mình, trong yêu tộc có 8 chủng tộc cường đại nhất, xưng là Bát Bộ. Trước đây Vũ là người của ngục yêu tộc, đã từng trong Bát Bộ, chỉ bất quá theo ngục yêu tộc suy yếu, cuối cùng bị đá ra khỏi Bát Bộ. Người của Bát Bộ, chắc chắn là chủng tộc cường đại nhất trong yêu tộc hiện nay. Mà người này dĩ nhiên là một trong 8 tộc trưởng của Bát Bộ, có thể thấy được thực lực không phải chuyện đùa. Trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, lộ ra vẻ ngưng trọng không gì sánh được. Ngoại trừ Thương, Lê, Dực, Phù Gia, lại xuất hiện yêu tộc mới, hơn nữa là đứng đầu một tộc, quyền cao chức trọng trong Bát Bộ. Vậy nói rõ Thương đã lấy được liên hệ cùng yêu tộc trong tinh nguyệt ảo cảnh, đồng thời liên hợp ở chung một chỗ. An nhìn sắc mặt của Lý Vân Tiêu, nào biết đâu rằng hắn suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, còn tưởng rằng bị hắn hù dọa, nhẹ suy một tiếng nói. Sợ cũng không có tác dụng,
nếu bổn tọa hiện thân, chính là tử kỳ của các ngươi. Trong mắt hắn tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nói. Dám đánh thương Lê Đại Nhân, đồng thời ở trên người nàng hạ lạc ấn, đã là muôn lần chết chưa hết tội. Huống chi Lý Vân Tiêu là kỳ địch của Lê Đại Nhân, nhất định phải đánh chết a. Sắc mặt Hàn Quân Đình thoáng cái trắng bệch, cắn răng nói. Nguyên lai Lê đã sớm nhận ra. An cười nhạo nói. Cửu Lê bộ tộc là một trong mấy đại chủng tộc cổ xưa nhất yêu tộc, nếu không phải thực lực của Lê Đại Nhân chưa khôi phục, những con kiến hôi các ngươi há có thể tổn thương nàng. Về phần lạc ấn ấu trĩ, thì càng thêm buồn cười. Hàn Quân Đình nổi giận, hiển nhiên là bởi vì bị đối phương tương kế tựu kế, rơi vào bẫy dập mà cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Ánh mắt An lộ ra vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm nàng, nói. Người dáng dấp không tệ, nghĩ không ra trong nhân loại cũng có nữ nhân tuyệt mỹ như vậy. Bổn tọa liền lưu lại tánh mạng của ngươi, sau đó ngươi liền làm nữ nô của ta, dụng tâm hầu hạ bổn tọa a. Hàn Quân Đình nổi giận thoáng cái hóa thành sát cơ, lạnh giọng nói. Không biết sống chết. Ha ha. Lý Vân Tiêu nhìn không được cười nói. Đa tạ Lê Đại Nhân chiếu cố ta, như vậy Thái Hư Huyễn Điện này cũng là giả a. An vung tay lên, một mảnh yêu văn ở giữa tay áo mình hiện lên. Toàn bộ cảnh tượng trong điện biến đổi, vậy mà xuất hiện ở trong một mảnh hoang mạc, bốn phía đứng mấy trăm thạch trụ, cắm thẳng vào đại địa. Xung quanh thạch trụ đều hiện ra trận văn, rậm rạp chằng chịt các loại yêu văn cổ quái, toàn bộ hoang mạc có vô số trận văn điệp chung vào một chỗ, có vẻ rất mất trật tự. An lẫm nhiên nói, đây là Lê Đại Nhân cố ý làm ra thiên tàn bách thú trận, dùng để lấy tính mạng các ngươi. Mà bổn tọa là lưu lại làm người đôn đốc, miễn cho xuất hiện cá lọt lưới. Lý Vân Tiêu cả kinh, những cây cột này sắp hàng cùng bố trí, vậy mà thập phần tương tự chân linh chi trụ trong Hải Hoàng Điện. Giữa hai người tựa hồ có chút liên hệ, hắn hồ nghi nói. Trận này uy năng làm sao? Mong An Đại Nhân giảng giải một chút, để cho ta chết minh bạch a. Hừ, không cần giải thích, rất nhanh ngươi sẽ biết uy lực của nó. Thân ảnh An lóe lên, liền thuấn di lên một cây thạch trụ, quả đấm đánh ra một quyết ấn. Ấn quyết biến lớn, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ phương viên nghìn trượng, tất cả thạch trụ tựa hồ bị dưới vào lực lượng, hiện ra màu xanh lục. Như là bích ngọc. Giống. Đột nhiên một tiếng thú hống truyền ra, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Mọi người kinh hãi, trong mỗi cây ngọc trụ đều hiện ra một con mãnh thú hư ảnh, chậm rãi nổi lên ở trên ngọc trụ, hóa thành chân thực. Cái này. Mọi người thoáng cái mắt choáng váng, nói là bách thú trận, vậy mà thật là bách thú, hơn nữa nhìn số lượng còn không chỉ 100. Trên người chúng phát ra khí tức, tất cả đều dị thường hung hãn. Thậm chí không dưới quỷ tu la. Cái này. Mọi người đều lạnh cả người, thoáng cái lưng tựa lưng xúm lại cùng một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm mãnh thú, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Tử Sử Tịch nuốt ngụm nước miếng, run run nói. Cái này, những hung thú này sẽ không đều là thật chứ? Hàn Quân Đình cắn răng nói. Điều này sao có thể? 100 con mãnh thú cửu tinh đỉnh phong, có loại lực lượng này. Lê đã sớm là chúa tể thiên vũ giới. Tất cả mọi người nghe cũng có lý, hàn ý trong lòng nhất thời giảm vài phần. Trong nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu chớp động vẻ kinh dị, cả kinh nói. Yêu Lê đối với đạo có lĩnh ngộ cực cao, những bách thú này là mượn lực lượng của Thái Hư Huyễn Cảnh, thật thật giả giả, khó bề phân biệt. Ninh Khả Vân cau mày nói. Nói rõ một chút, rốt cuộc có ý tứ gì? Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Những mãnh thú này đều là thật, chỉ là thực lực không có mạnh mẽ như vậy mà thôi. Hơn nữa trận này đã sáp nhập vào trong Thái Hư Huyễn Trận, trở thành một bộ phận của Thái Hư Huyễn Trận. Lê không hổ là trận đạo đại sư A, có khi nàng thật có thể phá Thái Hư Huyễn Trận cũng nói không chừng. Ninh Khả Vân thoáng cái tái mặt nói. Người cái bách thú này là thật. Giống. Một con mãnh thú cách nàng gần nhất gào thét nhào tới. Ninh Khả Vân quả đấm hóa trưởng. Không có bất kỳ chiêu thức trực tiếp đánh ra. Phanh. Mãnh thú bị oanh kích, nó kêu thảm một tiếng, bị đẩy lui mười mấy trượng. Trên gương mặt hung ác tràn đầy tiên huyết, trong cơ thể phát ra khí tức cuồng bạo, giống to mấy tiếng lần thứ hai vọt tới. Thật mạnh. Ninh Khả Vân kinh hãi, thất thanh nói. Có thể tiếp ta một trưởng không chết, ít nhất cũng là cửu tinh vũ đế A, lẽ nào 100 con mãnh thú này. Câu nói kế tiếp nàng không dám nói ra. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu,
trong lòng không ngừng run rẩy. Ngay cả La Thanh Vân sắc mặt cũng trắng bệch, hơn 100 con yêu thú cửu tinh vũ đế, 9 con quỷ tu la của hắn cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Ha ha, lão bà kia nói không sai, hơn 100 con mãnh thú này, mặc dù là giả, nhưng lại có lực lượng cửu tinh vũ đế. Hơn nữa bản thân cùng thái hư huyễn cảnh dung hợp, trừ khi các ngươi phá vỡ toàn bộ huyễn cảnh, bằng không phải giết chết từng con. Ha ha, hơn 100 cửu tinh vũ đế a. An Dư tợn cười ha hả, hưng phấn nói. Không hổ là tiền bối của cửu Lê bộ tộc, nếu không phải Lê đại nhân bị đám tiểu nhân bọn ngươi kích thương, sợ là có thể bày vạn thú trận trong truyền thuyết, có thể hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người run lên, nếu vạn thú trận là một vạn con mãnh thú cửu tinh vũ đế, hủy diệt thiên địa thật không phải đùa giỡn. Hàn Quân Đình nhìn bốn phía mãnh thú rậm rạp chằng chịt, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn đánh bạo nói. Những mãnh thú này cơ bản đều là cửu tinh sơ giai vũ đế, quỷ tu la của La Thanh Vân có thể lấy một địch 10 a, căn bản không đủ gây sợ hãi. Cộng thêm chúng ta, có thể lật bàn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lê cho rằng chúng ta chỉ có mấy người, căn bản nghĩ không ra sẽ có La Thanh Vân đến. Bầy đại trận bực này là để mắt chúng ta, chỉ bất quá vẫn tính sai. Tính sai, các ngươi nói bậy bạ gì đó. An cười nhạo nói. Chẳng lẽ là sợ đến điên rồi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ. La Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, phất tay quát. Giết. Một chữ giết vừa ra, trong thiên tàn bách thú trận nhất thời sát ý trùng thiên. 9 tên quỷ tu la bộc phát ra khí tức cường đại. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một kết giới lực, hóa thành phong bạo mãnh liệt đánh tới bốn phía. Nơi phong bạo đi qua, trực tiếp chấn bay mãnh thú ra ngoài. Cái gì? An hoảng hốt, trong nháy mắt tròng mắt lồi ra, không thể tin vào mắt mình. 9 tên quái vật kia, tuy mới đầu hắn cũng chú ý, nhưng không đa tâm, lúc này bộc phát ra lực lượng, vậy mà đều là cửu tinh đỉnh phong. Giết! La Thanh Vân lại quát một tiếng, thân ảnh của quỷ tu la đều lóe lên. Liền hướng bốn phương giết sông ra ngoài. Chính hắn cũng đưa tay chộp một cái, cầm chiến thương lao vào bầy thú. Lý Vân Tiêu quát lạnh. Chúng ta cũng lên. Một đường đi đến, thực lực của hắn cũng khôi phục thất thất bát bát, trực tiếp lấy ra đâu xuất thiên đập tới, ầm một tiếng liền đập nát một con mãnh thú. Cái gì? Hai tròng mắt của An chừng như là chuông đồng. Lý Vân Tiêu đập một cái, đánh vào thị giác thật sự là quá rung động. Một con mãnh thú có chiến lực cửu tinh vũ đế, lại trong nháy mắt biến thành thịt nát. Không chỉ như vậy, chỗ ngọn núi kia rơi xuống, mãnh thú bốn phía bị chấn bay xa mấy trượng. Tâm thần An đại chấn, ngay cả đám người Hàn Quân Đình cũng hoảng hốt, đồng thời sĩ khí tăng vọt. Ha ha, ngọn núi kia của ngươi quá nghiêu, sau này có liền cho ta một cái. Khuôn mặt ác linh ước ao, oa oa kêu to chém về mãnh thú phía trước. Hừ. Lý Vân Tiêu thu hồi ngọn núi, lấy ra lãnh kiếm băng xương chém tới. Vật kia rất phí khí lực, lấy lực lượng của mình, nhiều lắm chỉ có thể thi triển 3-4 lần. Mọi người vừa ra tay, đám mãnh thú kia trong nháy mắt bị đánh lui trở lại, thoáng cái chết tảng lớn, rối loạn trận tuyến. An bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng điểm xuất, ở trước người hỏa ấn, rất nhanh buộc vòng quanh một bức ấn đồ màu đỏ, trực tiếp vỗ xuống, quát. Đều bạo cho ta. Một cái ấn đồ đặt ở trên loạn thạch trận, một đạo hồng quang hiện lên, tựa hồ có huyết khí nhẹ nhẹ đẩy ra. Giống, giống. Từng tiếng hô trầm thấp ở trong trận truyền ra, hai tròng mắt của tất cả mãnh thú hóa thành màu đỏ, lông lá trên người cũng bắt đầu biến sắc. Khí tức hoang cổ man thú ở trong trận lan tràn, ép mọi người có chút hít thở không thông. Hàn Quân Đình cả kinh nói. Mãnh thú trong huyễn cảnh còn có thể bạo tẩu. La Thanh Vân lạnh lùng nói. Một đám A Miêu A Cẩu nhàm chán, chậm rãi làm thịt đi. Hắn đâm ra một thương, đâm vào lân giáp một con mãnh thú, vậy mà chấn ra hỏa hoa. La Thanh Vân nhướng mày, tay phải vỗ thân thương, tạo nên vô số kim ba, mới thoáng cái đâm vào được. Giống. Hai mắt mãnh thú đỏ bừng, mặc kệ thương tích vọt tới, dùng sừng nhọn đánh tới La Thanh Vân. La Thanh Vân không lùi không tránh, tay phải mở ra, hóa thành long vuốt, mạnh mẽ bắt tới. Phanh, một đạo khí tức hung bạo từ trong lòng bàn tay hắn nổ lên, chấn không gian bốn phía không ngừng rung rẩy, làm cho mãnh thú không thể đẩy lui hắn mảy may. Những thứ này lực lượng quả nhiên tăng cường không ít. Con người của La Thanh Vân co rụt lại, quát khẽ.
chân long phá, chiến thương quấy phá, một đạo long uy từ trên người tràn ra, hóa thành đạo đạo kim ba, dọc theo thân thương nhộn nhạo, trực tiếp đánh vào trong cơ thể mãnh thú. Ầm ầm, thanh sắc khí nhập vào cơ thể mãnh thú, một mảnh huyết nhục nổ lên, hóa thành trận trận huyết vũ bay lả tả, tràng diện cực kỳ máu tanh tàn nhẫn. Tuy rằng tất cả mãnh thú được cường hóa cực lớn, nhưng vẫn như cũ không ngừng bại lui. Chín con quỷ tu la hung tàn vốn cũng không dưới đám hung thú kia, ở dưới vô số khí tức bạo lệ áp lực, sát khí trong long huyết không ngừng phát ra, làm cho chúng dị thường hung ác. Hơn nữa Lý Vân Tiêu chú ý tới một chi tiết, lực lượng chín tên quỷ tu la kia tiêu hao cực lớn, nhưng bổ sung cũng rất nhanh, chúng nó sẽ thỉnh thoảng lấy ra nguyên đan nuốt ăn. Tỷ như quỷ tu la số 10, sau khi tàn nhẫn nổ nát trái tim một con mãnh thú, liền quăng lên không một đống nguyên đan, đuôi dài cuồn lên, hướng không trung vung. Trên cái đuôi không có dấu hiệu nào xuất hiện 9 cái miệng, 4 phía đều là trận pháp hình tròn, thành một đường thẳng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Đuôi cuốn một cái, 9 cái miệng đem nguyên đan ăn vào, sau đó liền từ từ biến mất. Ngay cả 9 trận pháp cũng lờ mờ, mông mông khó có thể xét. Sau đó cả cái đuôi tràn đầy linh lực minh mông, quỷ tu la số 10 như uống thuốc kích thích, giống to vài tiếng, khí tức không ngừng tăng lên. Những quỷ tu la này tuy không giống như Khâu Mục Kiệt, đi qua loại môi giới chiến hạm ngư, đem nguyên thạch 100% chuyển hóa thành nguyên lực, hình thành trạng thái vĩnh viễn không suy kiệt, nhưng loại ăn nguyên đan này cũng có thể khôi phục năng lượng rất nhanh, coi như là cực kỳ biến thái. Trên ngón tay từng con quỷ tu la đều mang không gian giới tử, bên trong hẳn là trang bị đầy đủ nguyên đan. Hừ! Khâu Mục Kiệt đang ở bên cạnh chém giết hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng nhìn thấy chi tiết này, vẻ mặt âm trầm. Đột nhiên Lý Vân Tiêu có ý nghĩ kỳ lạ, trêu đùa. Phong Tử Kiệt, những quỷ tu la này rất giống ngươi, nếu để ngươi dưới vào thập giai long huyết, trung cực thân thể của ngươi có khả năng diễn biến thành nhục thân đại thành không? Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản, đối với nghiên cứu nhân thể, toàn bộ thiên hạ ta là người đứng đầu. Ở trong nhân thể, có tam đại bình cảnh khó có thể phá, chia ra làm linh hồn, huyết mạch, cùng gen. Lấy nghiên cứu của ta đối với huyết mạch chi lực, phàm là nồng độ long huyết đạt được 30%, cái lọ khác liền căn bản vô pháp thừa nhận. 30% tựa hồ là một lạch trời khó có thể vượt qua, mà thập giai huyết lấy ta suy đoán, chỉ ít đạt tới nồng độ 90%. Long huyết nồng nặc như vậy dưới vào trong cơ thể ta mà nói, tính nguy hiểm so với đại diệt tuyệt ngũ độc còn mạnh hơn, tất sẽ phá hư cân đối của trung cực thân thể, để cho nhục thân ta triệt để tan vỡ. Phi thanh chọn, chủ thể, tiến hành cải tạo, nhất định là nồng độ càng cao càng tốt, bằng không đầu nhập quá nhiều, mặc dù là thánh vực cũng khiêng không được loại tổn hao này. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh nói, nếu có thể nghiên cứu ra lọ có thể thừa nhận long huyết, vậy có phải có khả năng chế tạo ra đại lượng chân linh hay không? Khâu Mục Kiệt cau mày nói, trên lý thuyết là như vậy, nhưng chế tạo lọ then chốt ở chỗ phá bỏ gen xiềng xích trong tam đại bình chướng. Cái nghiên cứu này độ khó không thua gì bản thân máu huyết. Trong mắt hắn đột nhiên toát ra tinh mang, có chút hưng phấn nói. Ta có dự cảm, nếu có thể hoàn toàn cởi ra gen xiềng xích, như vậy dù không cần thập giai huyết dịch, cũng có khả năng trực tiếp nhục thân thành thánh. Chẳng qua là dù thuật đạo ở đỉnh phong, ngay cả trong nhục thân tồn tại bao nhiêu gen xiềng xích cũng không biết, sao nói cởi ra toàn bộ. Nói đến phần sau, Khâu Mục Kiệt có chút cụt hứng, lắc đầu nói. Phi Thanh lựa chọn nghiên cứu huyết mạch, vì nó là loại đơn giản nhất trong tam đại bình cảnh. Kỳ thực tu luyện bất luận thần thể gì, bao quát trung cực thân thể của ta, không có chỗ nào mà không phải là mở cùng sửa chữa gen, phóng xuất ra lực lượng vốn có của nhục thân. Lý Vân Tiêu không ngừng gật đầu, hiển nhiên được ích lợi không nhỏ. Hắn tu luyện bá thiên luyện thể quyết, cũng là đang không ngừng phóng xuất ra lực lượng thân thể. Trước kia hắn cũng có qua suy đoán tương tự. Chỉ là sau khi nghe Khâu Mục Kiệt nói, chỗ mấu chốt nhất thời sáng sủa. An nhìn hung thú không ngừng bị giết, mà Lý Vân Tiêu cùng Khâu Mục Kiệt lại trò chuyện thản nhiên, tựa hồ không đem trận này để vào mắt, tức đến oa oa kêu to, quát. Nhân loại đáng chết, bồn tọa tự mình đến thu thập các ngươi. Hắn nhảy lên một cái, hướng Lý Vân Tiêu nhào xuống. Lý Vân Tiêu là người mà Lê nằm mơ cũng nghĩ biện pháp giết chết, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn còn mặt mũi nào đi gặp Lê? Hơn nữa lúc đám đại yêu bày trận này rút lui, hắn là vỗ ngực phát ngôn bừa bãi, nói nhất định sẽ giết tất cả mọi người,
hiện tại xem ra giết chết mọi người hầu như là không thể nào, chỉ có thể trước giết Lý Vân Tiêu lại nghĩ biện pháp. Suy, đột nhiên một đạo kiếm khí kinh khủng lăng không chém đến, không có dấu hiệu nào chém rách trời cao, xỏ xuyên qua thân thể An. Ở dưới đạo kiếm quang kia, cả người An thoáng cái bị chém làm hai. Nửa người trên còn lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó tròng mắt trừng to, không thể tưởng tượng nhìn thân thể của mình rơi xuống. 3. Nửa người trên rớt ở dưới chân Lý Vân Tiêu, trong mắt đều là vẻ không cam lòng, chậm rãi nhắm lại. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, nhìn nam tử trên trời cao nói. Bắc thần nam, lực lượng của ngươi tựa hồ đang không ngừng khôi phục. Người vừa xuất kiếm là Bắc thần nam, hắn gật đầu nói. Có lẽ là do thu nạp linh khí, cộng thêm bất tử chi thân của bản thân ta, đích xác cảm nhận được lực lượng đang tăng dần. Lúc hắn mới từ huyền vũ tinh không đi ra, lực lượng chỉ sàn sàn cửu tinh đỉnh, mà bây giờ có thể một kiếm chém giết cửu tinh đỉnh phong yêu tộc, mặc dù có hiểm nghi đánh lén, nhưng nhục thân của yêu tộc là hơn xa nhân loại. Bất tử chi thân. Khâu Mục Kiệt sửng sốt, trên dưới quan sát hắn vài lần, nhưng không nhìn ra có dị thường gì. Ninh Khả Vân cau mày nói. Người chủ trận này đã chết, vì sao trận pháp vẫn chưa phá? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Trận này đã dung nhập vào Thái Hư Huyễn Trận, cùng người chủ trận không quan hệ, chậm rãi giết đi, giết xong thì tốt rồi. Hắn giơ kiếm lên, đang muốn chém một con mãnh thú, đột nhiên thân thể bị kiềm hãm, dừng lại. Cái gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, cúi đầu, chỉ thấy nửa đoạn thân thể của An, dùng hai tay ôm chân hắn, thân thể của hắn sớm đã chết, lúc này lại mở mắt, còn lộ ra vẻ châm chọc. Hắc hắc, rất giật mình phải không? Ha ha, đây là thiên phú thần thông của số yêu tộc chúng ta, đây mới thật sự là bất tử chi thân a. An bỗng nhiên cười ha hả, thân thể cắt thành nửa đoạn thoáng cái cao lên, vậy mà dài ra một thân thể hoàn chỉnh, một quyền đánh về trái tim của Lý Vân Tiêu. Chi, cái này. Tất cả mọi người dại ra, lúc này mãnh thú trước mặt Lý Vân Tiêu cũng nhào tới, vung lên đại thủ tát xuống. Vào thời khắc này, lại có một đạo ba động cực kỳ nguy hiểm vô thanh vô tức đến gần. Đoạn hạ thân trước kia bị chém, chẳng biết lúc nào cũng hóa thành một người hoàn chỉnh, như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Lý Vân Tiêu, đồng dạng đánh đến một quyền. Ba đạo công kích phong thiên tỏa địa, vây kín không gian không kẽ hở. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, mọi người không kịp cứu viện, Lý Vân Tiêu cũng không tránh được, chỉ có thể hét lớn một tiếng, trên người nổi lên một mảnh kim quang. Hai tay kết thành phương ấn, hướng bàn tay to trên bầu trời kia vỗ tới. Đồng thời phía sau hóa thành bốn cánh tay, tự bắt quyết ấn, hai tay hóa thành quyền, hướng trước người vỗ tới. Hai tay kia bắt quyết, đánh về sau lưng. Cái gì? Lúc này đến phiên An thất kinh, trước sau hai tên An đều lộ ra ngạc nhiên cùng kinh hãi. Ầm ầm, ba cổ lực lượng đụng vào nhau, kim mang chấn tới bốn phương tám hướng. Trong kim quang bạo khởi, đồng thời tuôn ra ma khí, Lý Vân Tiêu hung thần ác sát, ba đầu sáu tay. Trong kim mang, còn có vô số ma văn bao trùm. Con yêu thú trên bầu trời kia, bị ấn quyết đánh bay ra ngoài, ở trên không trung thổ huyết, triệt để mất mạng. Lý Vân Tiêu bị hai tên An trước sau đột kích, lực lượng khổng lồ chấn vào trong cơ thể, trong nháy mắt bị kích thương, ba đầu đều thổ huyết, nhưng trong mắt chỉ có vẻ băng lãnh. An bị trạng thái pháp tướng của hắn dọa sợ, sau một kích liền minh bạch đã mất đi cơ hội tốt nhất, hai đạo thân ảnh lăng không lóe lên. Vậy mà hướng hai phương vị bỏ chạy. Hừ, lưu lại đi. Bắc thần nam lạnh giọng quát, lăng không đạp tới một cước, liền đến phía sau một gã An, vung tay lên, lòng bàn tay có lục quang lóe ra, hóa thành một đạo ấn pháp đơn giản vỗ xuống. Tên An kia dưới sự kinh hãi, hắn không né kịp, vội vàng xoay người ra quyền, đón trưởng ấn đánh tới. Phanh! Hai lực lượng va chạm, tựa hồ bởi vì An phân thân, cho nên lực lượng chia hai. Bị chấn lùi lại mấy bước. Bắc thần nam đạp một cái, lấn người mà lên, thủy chung đè nặng quyền ấn của hắn, lục quang ở trong trường bắn ra, hóa thành linh khí dựng lên. Đây là... Trong mắt An mở to, tràn đầy kinh khủng cùng hoảng sợ, chỉ thấy quả đấm của mình hóa thành màu lục, toàn bộ cánh tay mất đi chi giác. Lục sắc còn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lan tràn, rõ ràng đã dùng đế khí phong bế kinh mạch khiếu huyệt, nhưng vẫn như cũ lan tràn nửa thân thể. A, à, hắn kêu thảm một tiếng, nửa thân thể trong nháy mắt thối rữa, trơ mắt nhìn mình bị ăn mòn,
hơn nữa lúc hắn gào thảm, cả người đã biến thành lục sắc. Ngươi, cái này, đây là... Hắn há mồm nói không ra lời, chỉ hộc ra vài ngụm lục khí, liền ngã xuống, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, thi thể từ từ bị ăn mòn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Bắc Thần Nam, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bây giờ bọn hắn mới hiểu rõ, trước kia Lê Triệu hồi ra quỷ vương tại sao ngay cả tế phẩm cũng không cần, trực tiếp đào tẩu. Phải biết rằng loại quỷ vật này cùng người triệu hoán có khế ước, lâm trận bỏ chạy không chỉ mất tế phẩm, còn phải chịu khế ước phản phệ, loại phản phệ này dị thường hung tàn, rất ít người dám can đảm vi phạm. Trong mắt Khâu Mục Kiệt tuôn ra tinh mang, thất thanh kêu lên. Thất huyễn lục yểm trong đại diệt tuyệt ngũ độc, ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể mọi người chấn động, đồng thời lộ ra kinh sắc, danh khí của đại diệt tuyệt ngũ độc cực lớn, nhưng loại vật này tựa hồ quá xa xôi, nghĩ không ra lại có thần uy như vậy. Khâu Mục Kiệt có vẻ hết sức kích động, nội tâm tựa hồ có ba động cực lớn, tê thanh nói. Có thể chế ngự đại diệt tuyệt ngũ độc, chắc chắn phải có thần thể thiên địa độc thân. Nhưng ta chưa từng nghe qua có cường giả nào như ngươi. Sắc mặt Bắc Thần Nam bình thản, nhẹ nhàng nói. Ngươi chưa từng nghe qua, liền không có sao. Một câu nói này liền làm Khâu Mục Kiệt ế trụ, chẳng biết nói cái gì cho phải. Cách đó không xa, một gã an khác cũng bị Ninh Khả Vân ngăn lại, liên tục thổ huyết. Ngươi không phải bất tử chi thân sao, thế nào còn thổ huyết? Ninh Khả Vân lạnh lùng nói, trở tay chụp một chưởng, đem an đánh xuống mặt đất, thân thể hắn đập ra một cái hố to, cả người là máu, toàn thân vết thương chẳng chịt. Sư thúc, đừng đánh, lại đánh hắn sẽ chết. Hàn Quân Đình ngăn Ninh Khả Vân lại. Hừ, cái gì bát bộ yêu tộc, cặn bã. Ninh Khả Vân mặt âm trầm, phỉ nhổ một tiếng. An nằm ở trong hố sâu, thất khiếu không ngừng toát ra máu, giơ tay lên tựa hồ muốn phản bác, nhưng trong họng chỉ ú ớ vài từ, nói không ra lời. Lý Vân Tiêu nói, đừng giết hắn, giữ lại chậm rãi thẩm vấn, nếu hắn không nói, ta sẽ siêu hồn. Vừa nãy hắn bị An trước sau liên thủ một kích, thân thể bị thương không nhẹ, hiện tại tiến hành siêu hồn mà nói, sợ thương thế sẽ càng thêm nặng. Hơn nữa những yêu tộc này thần thông cổ quái, vạn nhất hồn lực phản phệ mà nói, hậu quả càng không chịu nổi. An ở trong hố giãy giụa vài cái, trong mắt lộ ra vẻ bất khuất cùng oán độc. Hàn Quân Đình nói, hiện tại Lê mất đi tung tích, cũng chỉ có hỏi hắn. Mọi người trước giết sạch những hung thú kia đi. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, nhảy vào trong bách thú, điên cuồng chém giết. Lê nằm mơ cũng không ngờ, sẽ gặp phải dị số La Thanh Vân cùng quỷ Tu La, nàng bày ra thiên tàn bách thú trận, dù có 10 Lý Vân Tiêu cũng phải chết. Bất chấp tổn thương bố trí, vẫn đánh không lại số mệnh an bài. Sau mấy khắc thời gian, bách thú bị chém không còn, toàn bộ hoang mạc ở dưới liệt dương, soi sáng một mảnh xích hồng, mùi máu tươi xông lên, phương viên nghìn trượng hóa thành huyết sa. Nhưng ở đây người nào không phải trong tay nhuốm máu vô số, tuy rằng tràng diện chói mắt, nhưng lại lơ đỉnh. Ninh Khả Vân nói, bây giờ làm sao? Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, lúc này hắn tựa hồ đã thành người tâm phúc. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn ngồi xếp bằng ở trên hoang mạc, tựa hồ tiến nhập trạng thái nhập định, điều tức thương thế trên người. Ninh Khả Vân không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn Hàn Quân Đình, hỏi ý sư chất túc trí đa mưu của mình. Hàn Quân Đình thở dài nói, đối với huyễn cảnh ta rốt đặc cán mai, vẫn là chờ Lý Vân Tiêu tỉnh lại đi. Có lẽ chờ An có thể nói chuyện, bắt lại khảo vấn, giữa bọn họ tất nhiên có phương pháp liên hệ. Phải. Ninh Khả Vân nói. Nếu hắn lưu lại đoạn hậu, nhất định sẽ có biện pháp đuổi theo. Nàng nhảy vào trong hố, kiểm tra thương thế của An. Sau đó lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, buộc hắn nuốt xuống. Mặc dù An trọng thương, nhưng thần chí còn thanh tỉnh, oán độc nhìn chằm chằm Ninh Khả Vân, mạnh mẽ chống lại không chịu nuốt dược. Kết quả bị Ninh Khả Vân vỗ nát răng, đan dược cùng răng trôi hết xuống bụng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không biết lượng sức. Ninh Khả Vân mắng vài tiếng, đồng thời ở trên người hắn hạ xuống phong cấm, miễn cho hắn khôi phục khí lực liền đào tẩu. An cũng đã nhận ra, hai mắt một mảnh cho nguội. Lúc Lý Vân Tiêu nhập định, trực tiếp huyễn ảnh ở trong giới thần bia. Đột nhiên một đạo kiếm khí lăng không dựng lên, chém về phía hắn. Chanh! Lý Vân Tiêu vung tay lên, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái,
liền đem kiếm niêm ở giữa hai ngón tay, một đạo kim quang đẩy ra. Toàn bộ thân kiếm ong ong rung động, tùy ý Thủy Tiên ra lực làm sao, cũng không thể động mảy may. Lại là ngươi, rỗi rãnh buồn chán sao? Lý Vân Tiêu trừng nàng, hai ngón tay dương lên, liền chấn Thủy Tiên văng ra mấy trượng. Ai bảo ngươi khi dễ ta, ta muốn giết ngươi. Thủy Tiên cả người kim giáp, đại kiếm ở trước người vung lên, không ngừng có long ngữ vang vọng. Đây là... Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy không gian phía sau Thủy Tiên hoảng hốt, từ từ hiện ra một bóng đen, thoáng qua giữa không gian, 11 con thâm hải cự thú nhảy đến. Cái này. Lý Vân Tiêu triệt để ngây dại, kinh ngạc nói. Ngươi có thể đem thứ này gọi vào giới thần bia. Hắn sửng sốt một chút, lập tức trầm ngâm nói. Nếu có khả năng tùy ý phủ xuống thiên vũ giới, như vậy phủ xuống giới thần bia cũng chẳng có gì lạ. Hừ, Lý Vân Tiêu, tính ta nhận lầm người, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi. Sắc mặt Thủy Tiên giận dữ, triển khai kiếm quyết ở trước người, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thế kiếm kia càng lúc càng lớn, một mảnh ánh vàng. 11 con thâm hải cự thú ở sau lưng cũng bắt đầu lắc lư, tùy thời chuẩn bị tiến công. Hóa Tu thì hai tay ôm trước ngực, an tĩnh đứng ở xa xa, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái nói. Thủy Tiên là thế nào? Bị thần kinh gì? Hừ! Hóa Tu hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, tựa hồ không muốn nhìn thấy Lý Vân Tiêu. Đi tìm chết đi, Lý Vân Tiêu ngươi cái tên lường gạt này. Thủy Tiên tức giận trùng thiên, kiếm khí chém xuống, toàn bộ bầu trời bị chém làm hai, dị thường sắc bén, thoáng qua liền tới. Hưu, Lý Vân Tiêu lóe lên liền tiêu thất ở tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở trên đầu nàng, quát to. Chậm đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng ra, nếu ngươi đánh như vậy, giới thần bi của ta cũng xong. Ô ô ô, Thủy Tiên lập tức khóc lên, hai mắt đỏ bừng nói. Lý Vân Tiêu ngươi cái tên lường gạt này, ngươi vậy mà đã có lão bà. Lý Vân Tiêu. Ô ô ô, nếu ngươi đã có lão bà, sao còn muốn cùng ta? Thủy Tiên khóc rất thương tâm, không ngừng sụt sùi khóc, nước mắt như mưa, khiến người yêu thương. Hóa Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Ta hận nhất là loại nam nhân như ngươi, đã có thê tử, còn đi câu dẫn thiếu nữ đơn thuần, may mà sư muội của ta phát hiện sớm. Cút đi. Sau này đừng tới tìm sư muội ta, đại thúc, chúng ta không hẹn ngày gặp. Lý Vân Tiêu. Hắn vỗ đầu, không biết nói cái gì, chỉ nghe Thủy Tiên càng khóc dữ dội hơn. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, một lúc sau mới nói. Một, ta không có lão bà. Hai, ta. Cái gì, ngươi còn ngụy biện. Thủy Tiên khóc ròng nói. Phi Nghê Phượng Hoàng kia đều gọi ngươi phu quân, ngươi còn lừa gạt. Lý Vân Tiêu cảm thấy rất khó giải thích, chỉ có thể trợn mắt nói. Lý Vân Tiêu ta cả đời thẳng thắn vô tư, lúc nào giả bộ. Còn nữa, ta có lão bà hay không có quan hệ gì tới ngươi. Thủy Tiên lau nước mắt, gương mặt điềm đạm đáng yêu nói. Ngươi thực sự không có lão bà sao? Lý Vân Tiêu đau đầu nói. Bây giờ không phải là vấn đề ta có vợ hay chưa, mà là ta có lão bà hay không, với ngươi không có quan hệ gì, hiểu không? Hóa Tu lạnh lùng nói. Sư muội, người còn tin hắn nói, hắn có lão bà rồi. Ô ô ô, Thủy Tiên nhất thời khóc lớn lên, kim quang cũng thoáng cái tiêu tán, cứ như vậy ngồi chồm hổm trên không trung khóc. Lý Vân Tiêu. Hóa Tu lạnh giọng nói. Sư muội ta là hải hoàng chi nữ, tứ hải cộng chủ, tuyệt đối không thể cùng nữ nhân khác dùng chung một nam nhân. Lý Vân Tiêu, thu hồi nội tâm ác tha của ngươi đi. Ác tha con mẹ ngươi. Lại nói loạn một câu, ta trước giết ngươi. Lý Vân Tiêu gầm lên, phất tay truyền tống hắn đi đâu không biết. Chỉ còn lại Thủy Tiên một người ngồi xổm khóc, Lý Vân Tiêu cũng không biết làm sao bây giờ, quát một tiếng nói. Đừng khóc nữa. Thủy Tiên quả nhiên ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, hai mắt đẫm lệ, sau đó lại khóc lớn hơn. Lý Vân Tiêu hết chỗ nói rồi, không thể làm gì khác hơn là chịu thua, an ủi. Đừng khóc. Ta thực sự không có lão bà, không lừa ngươi đâu. Thực sự, thật vậy chăng? Lúc này Thủy Tiên mới ngưng nức nở, nhưng nước mắt vẫn như suối trào, không ngừng rơi xuống. Lý Vân Tiêu nói. Thực sự, nhưng mà ngươi phải minh bạch,
ta có lão bà hay không với ngươi không quan hệ a. Oa a, ô ô ô, lại nói như vậy, nhất định là có. Thủy Tiên than thở khóc lóc, nước mắt lần thứ hai tràn lan. Dừng, ta thật không có, ta thề, thực sự không có. Lý Vân Tiêu rốt cục sợ rồi, không dám nói thêm những thứ khác nữa. Thủy Tiên dùng tay áo xóa sạch nước mắt, nín khóc mỉm cười nói. Thực sự, Lý Vân Tiêu nhìn hai mắt nàng đỏ bừng, gương mặt còn ngây thơ thuần khiết, nội tâm không khỏi xúc động, chỉ cảm thấy một loại dị dạng dâng lên. Hắn vươn tay ra thay nàng lau nước mắt trên mặt, ôn nhu nói. Thực sự, ô ô ô, nguyên lai ta trách oan ngươi. Thủy Tiên trực tiếp nhào vào trong lòng Lý Vân Tiêu, tựa đầu vào ngực hắn, ôm chặt lấy. Cả người Lý Vân Tiêu run lên, một mùi thơm xử nữ xông vào mũi, khiến huyết mạch toàn thân hắn bành trướng, hạ thân không khỏi phản ứng. Cả người Thủy Tiên run lên, run rẩy nói. Cái gì, trên người ngươi có cái gì đâm ta? Lý Vân Tiêu. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch chảy nhanh hơn nữa có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Thủy Tiên cũng đang không ngừng bay lên, gò má dán ở trong ngực nóng hổi. Kìm lòng không đậu, hắn giang hai tay, ôm chặt lấy Thủy Tiên, nhẹ ngửi mùi thơm xử nữ, trong đầu một trận thần mê. Gương mặt của Thủy Tiên cũng đỏ bừng, nhẹ nói. Cái đó thật nóng, trên người ngươi tại sao lại có xương cá? Ta giúp ngươi rút đi. Lý Vân Tiêu giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thủy Tiên, trong mắt lóe ra một tia mê man, chậm rãi đỡ cánh tay nàng, nhẹ nhàng đẩy ra. Thủy Tiên đỏ bừng đến tận mang tai, nàng cúi đầu, nhìn trướng bồng nhô ra phía dưới của Lý Vân Tiêu, trực tiếp lấy tay bắt tới. Lý Vân Tiêu im lặng, vội vàng nắm tay nàng nói. Không sao, xương cá không thường có, rất nhanh sẽ không còn. Thủy Tiên không rõ, suy nghĩ một chút liền không nghĩ ra, chỉ là nhẹ nhàng nga một tiếng, cứ như vậy cúi đầu, xấu hổ không thôi. Lý Vân Tiêu khẽ cười, gõ đầu của nàng nói. Đừng như vậy, ta sẽ không quen. Ân. Thủy Tiên khẽ ngâm một tiếng, vẫn như cũ cúi đầu loay hoay góc áo. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái nói. Thiếu chút nữa đã quên chính sự. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Thủy Tiên, ta cần huyết lực của ngươi, giúp ta tu luyện linh mục thần thông. Thủy Tiên sửng sốt một chút nói. Cung cấp huyết lực cho ngươi, vốn là ước hẹn từ lâu của chúng ta. Chỉ là hiện tại huyết mạch của ta chưa đại thành, có thể giúp được ngươi không? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Có khả năng, chỉ là ta nắm chặt cũng không lớn, nhưng không có thời gian. Ngươi có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài a? Thủy Tiên nói. Ân, chân thực chi nhãn của ta có thể nhìn ra giới thần bia, nhưng không cách nào xem thấu thái hư huyễn cảnh. Lý Vân Tiêu than thở. Đáng tiếc, nếu phụ hoàng ngươi ở đây, lấy lực lượng của hắn có thể xem thấu tất cả a. Hiện tại ta cần huyết lực của ngươi để thăng nhãn thuật của ta, mong muốn có khả năng phá vỡ huyễn cảnh này. Hảo. Thủy Tiên vung cánh tay tuyết trắng lên, nói. Muốn bao nhiêu huyết lực, ta đều cho ngươi. Lý Vân Tiêu trầm mặc nói. Không nên như vậy, chỉ cần hai giọt là được, nhưng ngươi phải giúp ta chế ngự, kích phát lực lượng trong đó. Thủy Tiên đáp. Yên tâm đi, ta nghe ngươi phân phó. Lý Vân Tiêu bắt đầu chuẩn bị, lấy ra một cái ngọc giản, lại tỉ mỉ đọc một lần, trầm tư một lúc. Sau đó hắn vươn tay ra, lăng không một chảo, trong tay nhất thời hiện ra một mảnh ánh vàng, như là kiếm mang dị thường sắc bén. Đây là cái gì? Thủy Tiên mở to hai mắt, hiếu kỳ nói. Con sâu thật là cổ quái. Cái kia chính là kim linh chi trùng, sau khi ăn kim trúc chân quý, quang mang trên người những con trùng này quả nhiên càng ngày càng tinh khiết. Lý Vân Tiêu nói. Thứ này tên gì ta cũng không biết, tạm thời gọi là kim linh trùng, thôn phệ các loại chân kim quý hiếm mà sống, có thể sản sinh kim linh chi khí. Ta tu luyện linh mục thần thông, chính là cần kim khí này quán thâu hai mắt. Thủy Tiên giật mình nói. Kim linh chi khí tẩy nhãn. Người điên rồi sao, như thể sẽ làm hỏng hai mắt a. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Không cần lo lắng, những con trùng này còn rất non nớt. Thả ra kim quang cách kim linh chi khí chân chính rất xa, hơn nữa ta có thần dịch lực bảo vệ hai mắt, cộng thêm huyết mạch chi lực của hải hoàng tộc nàng, tất nhiên không có việc gì. Thủy Tiên thấp thỏm nói. Ta sẽ lưu ý trợ giúp ngươi, ngươi phải cẩn thận. Lý Vân Tiêu an ủi. Yên tâm đi, bắt đầu thôi.
hắn đưa tay chộp một cái, nhất thời thu kim linh trùng vào tay, ở trong tay biến ảo liên tục. Sau đó tay phải bấm niệm thần chú, toàn bộ trong mắt bắn ra từng đạo dị lực, nguyệt đồng từ trong hốc mắt ép ra ngoài, phía trên có đầy kinh lạc, dị thường kinh khủng. A! À, Thủy Tiên hoảng sợ, che miệng lộ ra kinh sắc, lui lại mấy bước. Không cần sợ, thứ này đã thành một bộ phận của thân thể ta. Lý Vân Tiêu hơi chút an ủi, liền bấm tay bắn ra, hai điểm kim quang từ trong lòng bàn tay nổi lên, ở trên không trung dần dần ngưng tụ. Nguyệt Đồng co rụt lại, một đạo lạc ấn cổ quái hiện lên, không gian trước mắt hơi rung động. Hai hạt kim mang hưu một tiếng liền bị hút vào trong con ngươi, cả con ngươi tuôn ra một mảnh cường quang gai mắt. Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, một đạo phù ấn cổ quái từ lòng bàn tay dâng lên, đồng thời bay vào trong hốc mắt, cặp mắt kia thoáng cái khép kín. Phía trên mí mắt không ngừng có sóng gợn hiện lên, ở bốn phía nhộn nhạo. Hắn tu luyện là diệu pháp linh mục tiểu chuyển tam luân hóa sinh, chỉ bất quá linh mục thuật này ghi chép không trọn vẹn. Nhưng Nguyệt Đồng cùng nhãn thuật của Lý Vân Tiêu, vốn là cao thủ đạo này, sau khi nhiều lần cân nhắc, trên cơ bản thông hiểu đạo lý, cộng thêm huyết mạch chi lực của Thủy Tiên, hắn có nắm chặt dùng Nguyệt Đồng tu luyện ra diệu pháp linh mục. Thủy Tiên khẩn trương ở một bên nhìn chằm chằm, trong tay cầm lấy một thanh chủy thủ kim sắc, tùy thời chuẩn bị hiến máu. Trên mí mắt của Lý Vân Tiêu biến thành một mảnh kim sắc, không gian phía sau chậm rãi xoay tròn, vậy mà xuất hiện hư ảnh Nguyệt Đồng, như là một vòng huyết nguyệt treo cao. Trong huyết nguyệt không ngừng tuôn ra các loại phù văn, cấu thành hình dạng thiên biến vạn hóa, trong con người có dị lực bắn ra. Thủy Tiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, ở dưới đồng tử kia ngưng mắt nhìn, thật giống như bản thân trần truồng, cái gì cũng bị thấy hết, hai gò má không khỏi đỏ bừng, thân thể có chút nóng lên. Huyết! Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. A! À, Thủy Tiên cả kinh, vội vàng dùng chủy thủ cắt tay, một chùm tiên huyết nóng bỏng bắn qua, trong đó hiện lên ánh sáng màu vàng. Hai tròng mắt Lý Vân Tiêu thoáng cái mở to, ánh mắt hoàn toàn hiện ra kim sắc, bên trong có hai vòng xoáy lưu chuyển, thấy không rõ đồng tử. Máu trực tiếp bay vào trong mắt Lý Vân Tiêu, vòng xoáy kim sắc sôi trào lên, nhãn cầu từ bên trong đột xuất, vô số tơ máu lấy con ngươi làm trung tâm lan tràn. A! À, Thủy Tiên cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Huyết có đủ hay không? Không đủ còn có thể lấy thêm. Nàng giơ chủy thủ lên muốn cắt tiếp. Dừng tay! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng nói. Ta chỉ muốn hai giọt, ngươi cắt nhiều như vậy làm gì? Trong giọng nói tràn đầy thân thiết cùng trách cứ. Thủy Tiên kinh ngạc nói. Ta gấp quá nên quên. Trên ngọc thủ nàng có một vết máu sâu đậm, khiến người sinh lòng trìu mến. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nhanh cầm máu, sau đó dùng bí thuật thần thông của gia tộc ngươi kích phát huyết lực trong mắt ta là được. Tốt! Thủy Tiên vội vã đáp, tay bấm niệm thần chú, sau đó điểm một cái, hai đạo kim quang bay thẳng đến trong mắt Lý Vân Tiêu. Hai đạo kim sắc hiện lên ở trong Nguyệt Đồng, tất cả kim quang lập tức bị một đạo huyết sắc nuốt hết, Nguyệt Đồng đột nhiên bành trướng, giống như hai quả cam sưng lên. A! À, Lý Vân Tiêu thống khổ giống lên một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy. Trong con người một mảnh đau nhức, tựa hồ khó có thể thừa thụ huyết mạch chi lực. A! À, Lý Vân Tiêu, ngươi! Thủy Tiên khẩn trương đứng lên, nói. Có phải quá nhiều máu hay không? Đích xác là có chuyện như vậy, nhưng Lý Vân Tiêu sợ nàng lo lắng tự trách, nên vội nói. Ta không sao, đây là phản ứng bình thường, ngươi tránh sang một bên đi. Thủy Tiên nói. Thực sự không có chuyện gì sao, nhưng trong hai mắt của ngươi chảy máu, ta rất sợ a. Đã nói không có việc gì rồi mà. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, vung tay lên, liền truyền tống Thủy Tiên ra ngoài ngàn dặm. Sau đó thân thể hắn co quắp, hai tay ôm đầu, cả tiếng kêu rên. A a, trong mắt giống như quả cam đỏ thấm, vài đạo tiên huyết rơi xuống, thống khổ vô cùng. Không được, ta nhất định phải kiên trì, bằng không Nguyệt Đồng liền triệt để phế bỏ. Đau đớn cũng không có gì, nội tâm lo lắng mới để cho Lý Vân Tiêu chân chính khẩn trương, nếu con ngươi phế bỏ, vậy thì thật là sống không bằng chết. Trong máu của Thủy Tiên ẩn chứa lực lượng, vượt xa hắn dự đoán, hơn nữa cô nàng kia phun ra tảng lớn tiên huyết, toàn bộ Nguyệt Đồng đạt tới trình độ khó có thể thừa nhận. Cảm thụ được trong mắt sắp bạo điệu, Lý Vân Tiêu cắn răng, bắt những kim linh chi khí còn dư lại tới, hóa thành ánh sáng sắc bén, bay thẳng vào mắt của mình. Suy!
Kim mang vừa vào trong mắt, lập tức bị huyết sắc vô biên nuốt chửng, không còn một tiếng động. Cái gì? Lý Vân Tiêu đại chấn, có chút khó có thể lý giải. Kim linh chi khí chính là ngũ hành chi kim, là không thể phá a. Bản thân trước kia luyện hóa xong đồng, chỉ dám lấy một hạt nhỏ, hơn nữa không thể hoàn toàn áp chế, nên nghĩ dùng máu huyết của ba gia đến điều hòa. Nhưng không nghĩ hoàn toàn ngược lại, huyết mạch chi lực đã thôn phệ tất cả, hoàn toàn rót đầy song đồng, bất kỳ lực lượng nào vừa chạm vào liền bị nuốt lập tức. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu đầu đầy dấu chấm hỏi, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng vận chuyển thần dịch lực. Tất cả kinh mạch, sớm bị huyết lực đốt thành xích hồng, không ngừng có tiên huyết tràn ra. Nơi thần dịch lực đi qua, nhất thời áp chế huyết lực xuống, một mảnh bạch quang trải qua, ở bên trong con người hội tụ thành hai phù hiệu hình bát giác, bảo vệ đồng tử. Nhưng không quá nửa chung trà thời gian, hai phù hiệu kia đột nhiên tan rã, phanh một tiếng nghiền nát, trong hai mắt bắn ra hai đạo huyết tuyến, một mảnh xích hồng. A! Lý Vân Tiêu kêu thảm một tiếng, thân thể ở trên bầu trời giãy giụa, mười ngón thành chảo, rất muốn đem nguyệt đồng móc ra, nhưng lý trí để cho hắn cực lực khắc chế. Tâm hắn chìm đến đáy cốc, cảnh vật trước mắt bắt đầu hóa thành huyết sắc, sau đó chậm rãi mơ hồ, dần dần mất đi quang minh. Không chỉ như vậy, lực lượng huyết mạch minh mông còn dũng mãnh vào trong đầu, phá bỏ ngũ cảm lục thức, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Làm sao sẽ biến thái như vậy? Nội tâm Lý Vân Tiêu tràn đầy cay đắng, nếu như chỉ là nguyệt đồng tổn hại, hắn còn có thể như Mục Trinh, làm giả hai con mắt tiếp tục tu luyện diệu pháp linh mục, nhưng nếu như toàn bộ ngũ cảm lục thức đều mất đi, liền triệt để hóa thành người vô cảm. Dù sao cũng chết, chuyện nguy hiểm hơn bản thiếu cũng đã trải qua, thử lại chiêu này lần nữa. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, ma khí ngập trời từ trong cơ thể tuôn ra, cả người thoáng cái âm trầm, trên da hiện ra vô số ma văn. Trên trán kinh mạch bạo lộ ra cũng hóa thành màu đen, hai tròng mắt đỏ thắm bị hắc khí bao phủ, chậm rãi lan tràn. Ma khí ở trong nguyệt đồng đỏ thắm tựa hồ thông suốt, không có bị bất kỳ lực lượng nào trở ngại. Lý Vân Tiêu giật mình phát hiện, không chỉ như vậy, hơn nữa huyết mạch chi lực của Thủy Tiên cùng ma khí tựa như vô cùng thân thiết, bắt đầu có dấu hiệu dung hợp. Cái này, Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, cổ quái nói. Thế giới thật kỳ diệu a, ba gia huyết mạch cùng ma nguyên lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảm giác đau đớn ở dưới ma nguyên cọ rửa đã triệt để biến mất, trái lại hóa thành vẻ ấm áp, ở trong song đồng kích đáng. Trong mắt, ánh sáng không ngừng biến hóa đỏ đen, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ thái cực đồ, từ từ rút vào trong con ngươi. Một đạo bạch quang từ trong hai mắt kích bắn ra, sau đó thoáng cái phân giải, chuyển hóa thành hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bảy sắc quang thải, chớp động liên tục. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, bảy sắc quang mang ở trên không trung xoay tròn, sau đó thu lại, đôi mắt biến thành bình thường, trong suốt như nước, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Trong mắt có thất thải huyễn quang, ta đây coi như là trực tiếp bước vào đệ nhị trọng cảnh giới sao. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư. Căn cứ ghi chép, diệu pháp linh mục này tổng cộng có ngũ trọng đại cảnh giới, mà đệ nhị trọng là có thể huyễn hóa ra thất thải cực quang, cùng tình huống mới vừa rồi hoàn toàn phù hợp. Trực giác của hắn cảm thấy ba gia huyết mạch cùng ma nguyên lực tựa hồ có chút liên quan. Hơn nữa tỉ mỉ suy tư, tuy ba gia đứng đầu tứ hải, nhưng cho tới bây giờ luôn là nhân hình, tựa hồ không có đặc trưng của hải tộc. Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu được, ý niệm khẽ động, liền thuấn di đến bên cạnh Thủy Tiên. Chỉ thấy nha đầu kia mặt đầy nước mắt, hai đầu gối quỳ trên đỉnh núi, hai tay hợp ở trước người, đang vì hắn cầu khẩn. Cầu tổ tiên hải thần phù hộ Lý Vân Tiêu vượt qua cửa ải khó khăn, ta nguyện từ nay về sau sẽ nghe lời phụ hoàng, không ngang bướng, không khi dễ đám hải thú trong biển, không đi hải rác nhai đốt đuôi cá, không ăn kẹo trước khi ngủ, không kiêng ăn, không chọc phá người khác. Lý Vân Tiêu lẳng lặng đứng ở một bên nghe nửa ngày, không có việc nào mà nàng không làm được, trên mặt hắn đầy hắc tuyến, xem ra tiểu nha đầu này cũng không ngốc a, chỉ cầm chuyện dâu ria cùng tổ tiên giao dịch. Khục khục. Hắn ho khan vài tiếng, làm Thủy Tiên giật mình tỉnh lại. Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên hưng phấn hô to một tiếng, thoáng cái nhảy dựng lên, nhào tới. Ô ô ô, người cuối cùng cũng không sao, tổ tiên phù hộ. Lý Vân Tiêu khẽ vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu cười nói. Ta không sao, chỉ là ngươi hướng tổ tiên đồng ý nhiều như vậy,
phải làm như thế nào đây? Thủy Tiên ngẩng đầu lên, chính xác nói. Ta đem thời gian đặt ở tu luyện, sẽ không đi quậy phá, sớm chút trở thành tồn tại vĩ đại giống như phụ thân, có thể bảo hộ ngươi, không còn ai có khả năng khi dễ ngươi. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, nghĩ không ra nàng lại có ý tưởng như vậy, cảm thụ được thành ý nồng nặc, hắn dị thường cảm động. Hắn ôn nhu cười nói. Đứa ngốc, ta không cần ngươi bảo hộ, trong thiên hạ không ai dám khi dễ ta. Ân, vậy ngươi bảo hộ ta. Ta bảo vệ ngươi. Hai người nhìn nhau, bốn mắt trong suốt như nước, còn có một mảnh chân thành, mấy phần thâm tình. Nhìn một hồi lâu, Lý Vân Tiêu hơi cảm thấy có chút xấu hổ, vội hỏi. Được rồi, vừa rồi thời điểm ta tu luyện linh mục thuật, phát giác ba gia huyết mạch các ngươi cùng ma nguyên lực phi thường giống nhau, lai lịch của ba gia các ngươi cùng ma chủ có quan hệ sao? Thủy Tiên mê mang nói. Không thể nào, ta trước đây chưa bao giờ biết ma chủ. Lý Vân Tiêu biết đối phương sẽ không lừa hắn, cau mày nói. Tựa hồ ba gia các ngươi cũng không phải hải tộc, sao lại đột nhiên trở thành tứ hải cộng chủ? Thủy Tiên lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Nàng kinh nghi nói. Ngươi nói như vậy hình như là sự thực, ta luôn nghĩ vì sao ta cùng những hải tộc kia không giống. Lý Vân Tiêu có chút say xe, biết hỏi không ra vấn đề gì, không thể làm gì khác hơn là nói. Ngươi tiếp tục ở trong giới thần bia A, ta đi ra ngoài phá huyễn cảnh. Thủy Tiên thoáng cái nắm lấy tay hắn, tựa hồ không muốn rời nói. Ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận, ta sẽ lưu ý nhìn ngươi, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, để ta ra ngoài cứu ngươi. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ tay của nàng, cười nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Thân ảnh hắn lóe lên, tiêu thất ở trước mặt Thủy Tiên, sau một khắc xuất hiện ở nơi khác. Linh Mục Địch đã khôi phục thân thể bình thường, đang ngồi điều tức. Mục Địch đại nhân. Hắn nhẹ kêu một tiếng. Linh Mục Địch mở mắt, lạnh nhạt nói. Ngươi còn chưa chết sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Phương thức chào hỏi của đại nhân thật đặc biệt. Linh Mục Địch nói. Bên ngoài cường giả nhiều lắm, lấy thực lực rác rưởi của ngươi, có thể sống sót đúng là không dễ. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Ta có rác rưởi sao? Dầu gì cũng là bát tinh vũ đế a. Linh Mục Địch nói. Ngươi tìm đến ta là vì sự tình thái hư ảo cảnh đi. Tu vi dưới thần cảnh có thể diễn hóa thái hư huyễn cảnh, tiểu tử đằng quang đích xác có thiên tư kinh khủng. Lý Vân Tiêu nói. Hắn là trận đạo đại sư mạnh nhất thiên hạ hiện tại, không người có thể sánh bằng. Thì ra là thế. Linh Mục Địch chợt nói. Trận này đích xác có chút vướng tay, ngươi ngồi xuống, ta đem ta biết nói cho ngươi. Lý Vân Tiêu theo lời ngồi xuống, hai người song trưởng đối nhau, ý thức tương thông truyền lại tin tức. Thời gian uống cạn chung trà, sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng đứng lên. Linh Mục Địch nói, ngươi bây giờ có mấy phần nắm chặt phá vỡ trận này. Lý Vân Tiêu nói, trước chỉ có 3 phần, hiện tại có 4 phần. 4 phần, đã được rồi, ngươi đi đi. Linh Mục Địch tiếp tục nhắm hai mắt, điều tức. Lý Vân Tiêu đứng ở đó. Muốn nói lại thôi, rốt cục nhịn không được nói. Nếu đại nhân đồng ý đi ra ngoài giúp ta, liền có 5 phần nắm chặt. Linh Mục Địch mở mắt, bất mãn hừ nói. Để cho bổn tọa đi ra ngoài mất mặt sao, bộ thân thể này, làm hại bổn tọa bị một cặn bã không tới thần cảnh đánh nát, ngày khác xuống hoàng tuyền còn mặt mũi nào gặp bằng hữu. Trong giọng nói của hắn tràn ngập oán giận. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đây đã là thân thể mạnh nhất mà vãn bối có thể lấy ra, cơ hồ là bất tử bất diệt. Đương kim thiên hạ có thể thắng được nó lác đác không có mấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.